Chương 3000, cái bạt tai đầu tiên. Vừa rồi, thiết bị của chúng ta có phải là đã rơi từ độ cao 6 mét trên không trung xuống một tảng đá hoa, điều này thì chẳng phải tất cả mọi người, tất cả các nữ sĩ đều nhìn thấy rồi sao? Diệp Phàm hỏi. Nhìn thấy rồi thì có làm sao? La chủ tọa có ý châm chọc, hỏi. Quay lại nhìn xem người này đang làm trò gì. Ha ha, nếu đổi lại là cùng một loại sản phẩm như này nhưng là của công ty khác bị quẳng đi trong trường hợp như này thì sẽ như thế nào đây? Diệp Phàm cười trong miệng, hỏi. Còn phải nói sao, đa số các sản phẩm đều là biến dạng, hỏng rồi. Cho dù là có một bộ phận cực nhỏ bên trong thì cũng không hề bị tổn hại gì, thế nhưng, ngay cả hình dáng cũng bị biến đổi thì thật sự là hỏng rồi. Hơn nữa, công ty chúng ta cũng không thể dùng loại sản phẩm bị biến hình như vậy. La chủ tọa thản nhiên nói. Mời chủ tịch La xem, sản phẩm của chúng tôi bị thay đổi sao? Diệp Phàm đã thu hút được mọi ánh mắt, La bố Tư Lý không kìm nổi đi tới. Cùng đi với cậu ta là các chuyên gia. Đầu tiên họ tiến hành giám định về hình dáng bên ngoài đối với sản phẩm của tập đoàn Hoành Không. Một lúc sau, La bố Tư Lý có ý tán thưởng, nói. Quả thực là không có sự thay đổi nào, hình dáng vẫn là hình dạng như ban đầu. Chỉ có điều là có một dấu vết mờ mờ thôi, nhưng không tính là thay đổi được. Điều này khẳng định rằng vật liệu sản xuất chế tạo vỏ bên ngoài các sản phẩm của tập đoàn Hoành Không rất bền chắc. Rơi từ trên cao như vậy xuống mà lại còn rơi xuống tảng đá cứng như vậy mà không hề bị biến dạng, điều này chứng tỏ vỏ ngoài sản phẩm của các anh đã rất nổi trội rồi. Đó chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài thôi, La Tổng ạ, vẻ ngoài không có thay đổi gì thì như vậy chỉ có thể nói là tính nhất thời mà thôi. Có lẽ bên trong sớm đã có vết nứt hoặc đã xảy ra một lỗi rất nhỏ là đã có thể hạ thấp chất lượng sản phẩm xuống rồi. Điều này chỉ có thể được phát hiện qua một chiếc máy quét khí đặc biệt bằng kim loại. Hơn nữa, các kết cấu bên trong nó chắc cũng có tổn hại. Cái này trông thì tốt đấy nhưng không dùng được. Lúc này, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Môn là Tài Đạo Điền Nhị Lang Pha có chút không phục, nói xen vào. Đúng thế, rơi từ trên cao xuống như vậy, lại còn rơi trúng tảng đá hoa nữa, không thể nào không có một chút rạn nứt nào. Tổng Giám đốc của một công ty cũng gật đầu đồng ý. Ha ha ha, thưa các vị tiên sinh, nữ sĩ, các chuyên gia, mọi người có phát hiện ra sự khác biệt giữa vỏ bên ngoài sản phẩm mà Tập đoàn Hoành Không chúng tôi sản xuất ra với sản phẩm của các công ty khác không? Diệp Phàm mỉm cười, bình tĩnh hỏi. Tổng Giám đốc Diệp à, liệu có phải là không thể phát hiện ra khe hở nào của mối hàn ở vỏ ngoài không? Một gã chuyên gia giọng điệu không chắc chắn, hỏi. Cậu nói đúng, đây chính là một trong những điểm lớn nhất khi mua hàng của Tập đoàn Hoành Không chúng tôi sản xuất ra sản phẩm. Mọi người xem, sản phẩm của chúng tôi rơi từ trên cao 6 mét xuống tảng đá mà không hề bị thay đổi hình dáng. Hơn nữa không phát hiện được một lỗ hàn nào. Điều này là do Tập đoàn Hoành Không chúng tôi đã sử dụng kỹ thuật hàn công nghệ cao đó. Nó không hề giống với kỹ thuật hàn không kẽ hở hiện đang thịnh hành trên thế giới. Sản phẩm của họ bất luận là không có thổi phồng lên như thế nào thì chỉ cần quan sát kỹ lưỡng là có thể phát hiện ra khe hở, có phải không? Còn sản phẩm của chúng tôi thì sao? Mọi người có thể lại đây sờ thử xem, nhìn xem có phát hiện ra khe hở nào không? Diệp Phàm vẻ mặt tự hào. Các vị chuyên gia, cố vấn chính là các chuyên gia của ba công ty trong số 500 đơn vị mạnh, tất cả chen chúc nhau lại xem. Hết dùng tay sờ sờ, lại dùng mắt quan sát rất tỉ mỉ. Không thể không nói rằng vỏ ngoài sản phẩm mà Tập đoàn Hoành Không sản xuất ra là rất cứng. Có áp dụng khoa học kỹ thuật cao. Tôi vừa dùng kính lúc quan sát rồi, có phát hiện ra một châm rất nhỏ. Nhưng lại không nhìn thấy mối hàn nằm chỗ nào. Một chuyên gia rất có uy tín của Tập đoàn Bang Đỗ tên là Bỉ Đức Bảo nói. Điều này chứng minh cái gì? Chỉ ít thì cũng cho thấy là việc sản xuất sản phẩm của Tập đoàn Hoành Không chúng tôi mạnh hơn nhiều so với công ty khác. Các vị hãy nghĩ thử xem, thiết bị phát điện dùng sức gió này đều được lắp ráp dựa trên đặc điểm là phải quanh năm suốt tháng ở bên ngoài. Suốt ngày dầm mưa dãi nắng, gió thổi không ngừng như vậy, vỏ ngoài của sản phẩm rất dễ bị hư hỏng. Thế nhưng sản phẩm mà Tập đoàn Hoành Không chúng tôi chế tạo ra lại có thể kéo dài thời gian biến hóa ấy của sản phẩm. Hơn nữa, chỗ mà dễ dàng bị các yếu tố hoàn cảnh tự nhiên xâm nhập nhất chính là những khe hở ở vỏ bên ngoài của sản phẩm. Sản phẩm mà Tập đoàn Hoành Không chúng tôi sản xuất ra đã giúp cho việc nghiên cứu khoa học giải quyết được vấn đề vô cùng khó khăn này. Đây chính là thành quả mà Tập đoàn Hoành Không chúng tôi đã đầu tư với số vốn 1 tỷ NDT, trong 10 năm mới phát hiện ra được kỹ thuật hàn công nghệ cao không khe hở này. Quá trình này vô cùng phức tạp.
không chỉ cần những công nhân Hàn có kỹ thuật cao mà còn cần phải kết hợp với phương pháp công nghệ nữa. Trình tự sáng tạo ra khoa học, vân vân, tôi không cần thiết phải nói ra. Diệp Phàm nói tới đây, quay người lại nói. Hơn nữa, bên trong sản phẩm của chúng tôi cũng rất tinh xảo đấy. Sau khi rơi từ trên cao như vậy xuống mà nó vẫn chuyển động như bình thường, hiệu quả mà sức gió phát điện ra lại càng mạnh. Bây giờ mời các vị lùi lại phía sau, chúng tôi muốn tiến hành thử nghiệm. Diệp Phàm nói xong, là bố Tư Lý cũng lùi về sau hơn 10 mét, những người làm động tác phía bên tập đoàn Hoành Không bắt đầu tiến hành mô phỏng máy thử rồi. Thế nào, có phải là có nghe thấy một vài âm thanh không giống với tạp âm bình thường không? Diệp Phàm mỉm cười hỏi. Các chuyên gia giám định phải rất lâu sau mới gật gật đầu, chứng minh sản phẩm rơi từ trên cao xuống như vậy của tập đoàn Hoành Không sản xuất ra vẫn tốt hơn. Hôm nay, tại phòng triển lãm này, sản phẩm mà tập đoàn Hoành Không chế tạo ra đã có tên tuổi. Thật ra, tất cả đều là thành quả của Diệp Phàm. Vốn dĩ là nhà nước đã thỏa thuận với tập đoàn bàn đế của Diệp Cường, sản xuất ra loại keo dính, thạch giao, không thể truyền ra ngoài. Tuy nhiên, Diệp Phàm đã đặc biệt chuyển giao cho Diệp Cường, mời chuyên gia tiến hành điều chế một lần nữa. Kết quả là chế tạo ra một loại chất dính hỗn hợp công nghệ cao có thể dùng kết hợp với que hàn. Mà loại chất dính hỗn hợp này phải cần có 10 cao thủ sau khi dùng nội khí dung hợp lại mới có được hiệu quả. Nói cách khác, là có sử dụng trực tiếp cũng không có tác dụng gì. Ngược lại thì điểm này lại phải được sự cho phép của tổ đặc nhiệm A, 10 cao thủ đương nhiên là do công ty của Diệp Cường mượn tới. Tất nhiên những cao thủ này cũng không phải là tất cả đều hoàn hảo. Cũng giống như phế liệu vậy, nội thức và công lực đều có cả nhưng nhập vào lại là kẻ tàn phế. Những cao thủ này thật khó tìm. Diệp Phàm cũng phải tốn bao công sức mới tìm được hai người, trước mắt đều đang ở tập đoàn bàn đế chế tạo ra thạch giao. Tạm thời chỉ là mượn của Diệp Phàm, anh ta vẫn còn phải tiếp tục đi tìm một cao thủ có thể ở lại tập đoàn Hoành Không lâu dài, như vậy mới có thể giúp công ty hoạt động bình thường. Vào buổi tối ngày thứ ba, trải qua sự thử nghiệm, đánh giá có tính toàn diện, tập đoàn Hoành Không đã ký kết thành công đơn hàng có tổng kim ngạch lên tới 400.000 đô la Mỹ với tập đoàn Bang Đỗ của Canada. Gần như là nắm được một nửa đơn đặt hàng, nhưng tập đoàn điện khí Tây Nam và tập đoàn cơ giới Hoa Hạ lại liên hệ với nhau mà không có điều kiện gì. Bởi tập đoàn Bang Đỗ không thể cùng một lúc mà chia đơn đặt hàng cho mấy công ty của tập đoàn Hoa Hạ được. Hơn nữa, hai vị chủ tịch là Ngô Trung Bảo và Ô Vân Sơn có thể là đã gặp phải khó khăn lớn rồi. Hai vị này lập tức trở thành tiêu điểm trên phương tiện truyền thông Canada. Chỉ có điều, sang đến sáng ngày thứ hai thì hai vị này đã trở nên tồi tàn rồi. Nghe nói lão cái đã có được đơn đặt hàng 300 triệu từ chỗ Liễu Tân Thị. Ngày 16 tháng 5 năm 2006, Diệp Phàm dẫn đội quân chiến thắng trở về. Dương Chấn Đông cũng đã biết được tin này, y đã tổ chức cho hơn 1.000 cán bộ công nhân viên xếp thành một hàng ở trụ sở chính để nghênh đón Tổng Giám đốc Diệp và thư ký cái trở về. Chẳng qua là lão hổ cái đã được biết trước tin này nên mới mặt mày hớn hở nghênh tiếp, thế nhưng vẫn không thể nào che giấu nổi vẻ buồn bực. Với lại, vốn là y muốn mời đồng chí của thành phố Hạng Nam tới cùng ăn mừng, thế nhưng sau khi nghe chuyện này thì cái Thiệu Trung lập tức muốn yêu cầu đảng ủy đưa tin là sớm đã hủy bỏ lời mời lúc đầu rồi. Đương nhiên là cái Thiệu Trung không muốn để cho đồng chí của thành phố Hạng Nam tới đây xem bản thân y bị chê cười rồi. Trận đầu này, cái Thiệu Trung thua rất nặng nề. Tổng Giám đốc Diệp, anh đã mang lại cho hơn 1.000 cán bộ công nhân viên chức của công ty một hy vọng rồi. Dương Chấn Đông cười lớn. Ha ha, điều này không chỉ có mỗi mình tôi đâu. Tất cả đều là sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí trong chuyến xuất hành lần này. Đương nhiên là không thể không kể tới sự vất vả của hàng nghìn cán bộ công nhân viên trong công ty. Không có sản phẩm cạnh tranh vượt qua được độ cứng thì làm sao có thể cầm được đơn đặt hàng này trong tay. Diệp Phàm cười nói. Bí thư cái thiếu chút nữa đã cầm trong tay toàn bộ đơn đặt hàng của xưởng đúc đồ Khánh Đông, cùng hợp lại với đơn đặt hàng của Diệp Phàm rồi. Thật sự là song hỷ lâm môn, thật đáng chúc mừng. Dương Chấn Đông cười nói. Ha ha ha, bí thư cái thật lợi hại, có thể cầm được đơn đặt hàng 300 triệu nhân dân tệ. Tuy nói là Tổng Giám đốc Diệp tất cả cũng chỉ có hơn 100 triệu, nhưng mà là 100 triệu đô la, tính ra cũng tương đương với 2.500 triệu nhân dân tệ đấy. Hai vị lãnh đạo này mà hợp tác với nhau thì sẽ thắng lợi lớn, tập đoàn của chúng ta lo gì không thể khôi phục và phát triển lớn mạnh chứ. Ngũ Vân Lượng xen vào, thiếu chút nữa đã chọc tức cái Thiệu Trung rồi. Hừ, nghi thức nghênh đón xong rồi thì giải tán luôn,
chúng ta phải tiến hành tăng ca tăng giờ làm, khẩn trương sản xuất ra số sản phẩm hoàn thành đống đơn đặt hàng này. Đồng chí Diệp Phàm, đối với việc sản xuất, anh phải lập tức mở một hội nghị liên quan tới việc phụ trách. Nhất định phải coi trọng chất lượng, lấy tiền thưởng để sáng chế ra sản phẩm cạnh tranh của tập đoàn Hoành Không chúng ta. Chúng ta không thể chỉ mở to mắt mà nhìn chằm chằm được, từ nay về sau chúng ta phải phát triển lớn mạnh, mượn cơ hội lần này để gây dựng tên tuổi của chúng ta. Khuôn mặt cái Thiệu Trung trầm xuống, hừ một tiếng, nói một câu đùa bỡn, xoay người muốn đi ra tòa nhà trụ sở. Ha ha ha, chúc mừng hai vị lãnh đạo. Lúc này, một âm thanh sang sảng quen thuộc vang lên. Cái Thiệu Trung quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lam Tồn Quân cùng với bộ máy thành phố, còn có cả chủ tịch thành phố đang bước vào từ cửa chính, ai cũng cười tít cả mắt. Sắc mặt y sửng sốt, nhưng cũng chỉ có thể gượng cười, nói. Hoan nghênh, nhưng mà, Bí thư Lam hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi qua đây thế này? Chẳng lẽ thành phố Hạng Nam cũng không có chuyện gì sao? Sao lại nói là không có việc gì chứ? Hôm nay chúng tôi tới huyện Hoàng Cương để kiểm tra công việc. Nhân tiện tới trạm biến thế Hoành Không xem sao. Chúng tôi dự định khôi phục lại toàn bộ trạm biến thế, xem ra phải mở rộng thêm. Vì vậy, bây giờ cũng sắp tới giờ ăn cơm, nên qua đây xem có được ăn cơm không. Lam Tồn Quân liếc mắt nhìn lão cái, nói. Không biết là bí thư cái có quan tâm việc ăn uống không? Quan tâm chứ, có ăn chứ. Cái Thiệu Trung cắn răng tức giận, thế nhưng mặt y vẫn tươi cười. Bí thư cái, vậy chúng ta trực tiếp tới nhà khách của tập đoàn Hoành Không là được. Ăn xong rồi thì bàn xem công việc nên như thế nào. Diệp Phàm nhìn đồng hồ đeo tay, nói. Các anh ăn đi, dạ dày tôi có chút vấn đề, không tiện ăn cùng các anh rồi. Cái Thiệu Trung nói xong quay đầu bước đi. Ha ha ha, vốn dĩ tôi vào đây là muốn ăn mấy bát cơm, đi nửa ngày rồi, cũng mệt mỏi rồi. Cảm giác thật là đói. Lam Tồn Quân ngoài mặt thì cười nhưng bên trong thì không hề. Chương 3001, tình thế kinh người. Ha ha, thôi nào, ăn cơm đi. Diệp Phàm khoát tay, hướng về phía Khổng Ý Hùng nói. Sau khi ăn xong, lập tức thông báo các bộ phận liên quan tới phòng họp để họp bàn, nghiên cứu việc sản xuất. Vừa mới bố trí xong thì Vương Triều gọi điện tới, nói. Anh Diệp, có tin tốt đây. Chuyện của Trương Ẩn Hào thất bại rồi hả? Diệp Phàm vui vẻ, hỏi. Vẫn là anh Diệp thông minh nhất. Đồng chí Vương Triều bất ngờ nói nịnh một câu. Đừng có mà nịnh nọt tôi. Diệp Phàm tức giận nói. Việc này còn phải để cậu em vợ của Vu Tiên Lý là Dương Binh nói trước với Ủy ban Giám sát Tài sản Nhà nước. Anh cũng biết đấy, quan hệ giữa Chủ tịch Tập đoàn Cơ khí Hoa Hạ, ông Ngô Trung Bảo, với Vu Tiên Lý, không tệ chút nào. Mà Ngô Trung Bảo vì Xu Nịnh phó chủ nhiệm Vu mà đã nói chuyện qua lại với Dương Binh rồi. Mấy năm nay, Dương Binh cũng có không ít những khoản lợi lộc từ tay Ngô Trung Bảo. Hơn nữa, lần trước Trương Ẩn Hào xuống đó điều tra đã động chạm tới lợi ích của tập đoàn Hoàng Không các anh và nhà máy cơ khí Hoa Hạ. Vì vậy mà Trương Ẩn Hào đã đắc tội với Ngô Trung Bảo, ngay cả Vu Tiên Lý cũng cho rằng đã mất mặt trước một vị phó chủ nhiệm. Vậy nên, một thời gian sau, cậu ta luôn gây cản trở cho Trương Ẩn Hào. Từ trong câu nói của Ngô Trung Bảo, Dương Binh đã biết được Trương Ẩn Hào không hề chào đón hai người bọn họ. Mấy năm nay lại nhận được nhiều lợi ích ở chỗ Ngô Trung Bảo, hơn nữa lại muốn chút giận thay anh rể, thế nên hai người họ rất là hợp nhau. Do Ngô Trung Bảo cung cấp manh mối, cộng với Dương Binh cũng muốn ngấm ngầm mua bán, vậy nên rất nhanh chóng đã bán được cho một khách hàng là người nhà của Trương Ẩn Hào, tên là Lý Thủy. Vì thế mà đã đặt ra một cái bẫy cho Trương Gia Khiên chui vào. Nhưng Vu Tiên Lý sau khi biết được chuyện này thì đã sinh ra chuyện, cậu ta muốn hạ quyết tâm phủ định toàn bộ chuyện của Trương Ẩn Hào. Như vậy nên mới có chuyện Trương Ẩn Hào bị liên lụy và tạm thời bị đình chỉ công tác. Vương Triều nói, chứng cứ đầy đủ không? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên rồi, dưới sự liên thủ của tôi và Cục trưởng Ngô, Dương Binh làm sao có thể thoát tội? Nếu như anh Diệp thật sự muốn giết chết y thì Dương Binh nói, ký hiệu, ngồi tù 7-8 năm đó không thành vấn đề. Ban đầu tôi có ý là thả mồi câu Dương Binh, nhưng Cục trưởng Ngô cho rằng muốn xin chỉ thị của anh. Vương Triều nói, dám trêu ngươi anh em chúng ta, đúng là muốn chết sao? Ha ha, cậu nhất định phải thông báo trước cho Cục trưởng Ngô là hãy tiết lộ một chút chuyện này cho phó chủ nhiệm Vu của chúng ta. Lẽ nào anh lại dương mắt nhìn em rể vào tù đó? Diệp Phàm cười nói, vậy mục đích của chúng ta là gì? Vương Triều hỏi, ha ha,
một nửa số máy móc, thiết bị mà đất nước chúng ta viện trợ cho đất nước Boston thuộc châu Phi chẳng phải là đang nắm được chỉ thị trong tay chủ nhiệm Vu sao? Diệp Phàm mỉm cười hai tiếng. Tôi hiểu rồi, quả nhiên là vậy. Vậy thì chuyện này coi như xong rồi. Có điều, chuyện này đã để cho Trương Ẩn Hào chịu thiệt thòi rồi, rắc rối này nên để cho chủ nhiệm Vu của chúng ta giải quyết mới được. Cái tính không thể nhớ lâu thì làm thế nào được? Vương Triều nói. Điều đó là đương nhiên rồi, không những yêu cầu cho đồng chí Trương Ẩn Hào khôi phục lại chức vụ mà còn phải bắt chủ nhiệm Vu của chúng ta thăng chức cho Trương Ẩn Hào mới được. Cái này gọi là gì nhỉ, lễ vật à? Diệp Phàm hừ một tiếng. Đồng chí Tiểu Trương không thể là phó giám đốc, vậy thì chỉ có thể là giám đốc. Chủ nhiệm Vu của chúng ta là một phó chủ nhiệm, phải làm công việc này trong bộ phận này quả là cũng có chút khó khăn. Vương Triều nói, chuyện này chúng ta không quan tâm, chúng ta không những phải đạt chỉ tiêu với đống hàng kia, mà còn phải có trách nhiệm với Tiểu Trương nữa. Nói cách khác, là cho đồng chí Dương Minh vào tù nhận một bài học. Lời nói của Diệp Phàm đầy u ám. Thẳng thắn mà nói, Diệp Phàm anh cũng là xui xẻo đáng đời cho đồng chí Vu, đây chính là gà không bắt được mà lại túm phải phân gà. Vương Triều thở dài. Cũng không biết Phó Chủ tịch thành phố Ngô Chính Phong sẽ dùng chiêu gì. Nhưng mà buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm nhận được điện thoại từ thư ký của chủ nhiệm Vu, nói rằng, yêu cầu Diệp Phàm lập tức quay về bộ phận báo cáo một vài chuyện của tập đoàn Hoành Không. Biết là đã có manh mối, vội vàng đi tới thành phố. Sự đãi ngộ lần này của Diệp Phàm đúng là thấy rõ tác dụng rồi. Mới đến bên ngoài cửa phòng chủ nhiệm Vu, đã nhìn thấy chủ nhiệm Vu đã đích thân ngồi chờ ở phòng tiếp khách rồi. Vừa thấy Diệp Phàm, phó chủ nhiệm vẻ mặt tươi cười, nói. Tổng Giám đốc Diệp, chúng ta vào phòng nói chuyện. Đương nhiên Diệp Phàm cũng tươi cười bắt tay Phó Chủ nhiệm Vu, bước vào phòng làm việc. Tổng Giám đốc Diệp này, hôm nay tôi gọi anh tới chủ yếu là muốn nói về chính sách giúp đỡ đối với Tập đoàn Cơ điện Hoa Hạ các anh. Chuyện này thì chủ nhiệm Cao đã có giao hẹn từ trước rồi, tuy là chính sách viện trợ này vẫn chưa được ủy ban trên bộ thảo luận, nhưng mà, có một vài vấn đề mà tỉnh bộ phải đi trước. Hy vọng các đồng chí phụ trách các công việc cụ thể phải hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh bộ, thực hiện kế hoạch trước thời hạn. Trước mắt gọi anh về tỉnh bộ là muốn nghe xem tập đoàn Hoàng không có yêu cầu thực tế nào không. Chủ nhiệm Vu vẻ mặt nghiêm túc, nói. Hơn nữa, nghe nói các anh vừa mới có được hai đơn hàng lớn. Một cái là do đồng chí Cái Thiệu Trung mang về, cái còn lại là do cậu mang về, có thể đấu tranh với 500 xí nghiệp trên thế giới để giành được đơn đặt hàng mấy trăm triệu đô la Mỹ. Chuyện này, xí nghiệp của các cậu cũng đã báo cáo lên tỉnh ủy rồi, chủ nhiệm Cao tuy là đang có chuyến khảo sát ở bên châu Âu, nhưng vừa nghe thấy chuyện này liền tỏ ra hết sức vui mừng. Nói là khi quay về sẽ có những viện trợ mang tính sách lược thúc đẩy cho các hạng mục, dự án của tập đoàn Hoàng Không, tranh thủ thời gian sớm đưa những phương án này lên trên bộ. Diệp Phàm đương nhiên là không bỏ qua cơ hội này, cố gắng moi móc đưa ra mọi khó khăn và những khoản cần viện trợ cần thiết có thể. Cuối cùng, tất nhiên là phải giả vờ nói lời cảm tạ nữa. Ừ, hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh ủy, chúng tôi đã phân công người quản lý lãnh đạo những việc cần làm. Như vậy đi, trước mắt những đơn đặt hàng máy móc về khoản viện trợ cho các nước châu Phi, tôi quyết định giao cho tập đoàn các anh 400 triệu. Nói tới đây, phó chủ nhiệm Vu đứng dậy, vẻ mặt thân thiết, còn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Diệp Phàm, nói. Tôi biết anh cũng không dễ dàng gì. Tập đoàn Hoàng Không là một cục diện hết sức hỗn loạn. Cậu có thể chống đỡ được và đưa nó bước đi được những bước như ngày hôm nay quả thật là không hề dễ dàng gì. Tất cả những thành tích mà cậu đã tạo ra, tất cả các vị lãnh đạo của tỉnh ủy đều thấy rõ rồi. Bất luận là đồng chí nào, chỉ cần có thành tích thì ban lãnh đạo tỉnh ủy sẽ không quên đâu. Giống như đồng chí Trương Ẩn Hào là một người tốt, lần trước chỉ vì một vài sự việc mà bị liên lụy. Trải qua sự chứng thực của cơ quan công an thành phố, chính là đã lấy công chuộc tội rồi. Chuyện của đồng chí Ân Hào đã có được phản hồi của cấp trên. Hơn nữa, tất cả lãnh đạo của tỉnh ủy đều vô cùng coi trọng đồng chí. Như vậy thì không thỏa đáng, việc giám sát tài chính tỉnh ủy, ngoài đồng chí Thôi Tú của cục sát hạch ra còn cần một người nữa, tôi đã tiến cử đồng chí Trương Ẩn Hào tới ủy ban trung ương rồi. Phải đấy, lãnh đạo tỉnh ủy đều rất công bằng chính trực, tất cả đều dựa trên công việc và năng lực. Tất các đồng chí của chúng tôi đều phải nỗ lực hết mình. Tiến lên cao hơn xa hơn chính là khát vọng của mọi người, sự đề cao năng lực của lãnh đạo tỉnh cũng chính là động lực chủ yếu để chúng tôi nỗ lực phấn đấu. Diệp Phàm nói nịnh. Ha ha ha, đúng là đồng chí Tiểu Diệp. Như vậy đi, cậu
cậu hãy cầm lấy tất cả những tài liệu về đơn hàng máy móc mà Boston yêu cầu đi. Lập tức tổ chức sản xuất, nhưng chú ý phải bảo đảm chất lượng sản phẩm. Về giá cả, vì đây là dự án bán viện trợ nên nhà nước sẽ đầu tư một nửa số tiền. Vậy nên, về mặt giá cả thì chỉ cần thích đáng là được, cũng không cần thiết phải thâm hụt vào vốn. Tập đoàn Hoàng Không hiện đang cần tài chính gấp, tỉnh ủy nhất thời lại không thể bỏ tiền ra viện trợ cho các anh, chỉ có thể bồi thường và ưu đãi về một số mặt nhất định cho các anh thôi. Phó chủ nhiệm Vu cười nói. Diệp Phàm quay mông cầm tập tài liệu đi ra, kêu Khổng Ý Hùng lập tức trở về trụ sở chính. Nhưng Diệp Phàm muốn trở lại thăm nhà mình. Vừa trở về tới Hồng Diệp bảo, Diệp Phàm đã bị Phí Đống gọi tới tầng hầm. Vừa mới bước vào tầng hầm thì nhìn thấy sư phụ Bát Phương đã ngồi xếp bằng bên trong rồi. Diệp Phàm này, ân oán giữa ngươi và các vị thần bí kia đã tới lúc giải quyết rồi đấy. Vài ngày nữa sư phụ phải đi Nam Cực một chuyến, ngươi lập tức phát tín hiệu, ta tin rằng những vị thần ấy sẽ hiện lên thôi. Bức Phương Nam Lăng Hậu thản nhiên nói. Tam nhập lại thương lượng điều gì đấy. Sau đó, Diệp Phàm phát ra tín hiệu lên vách tường. 2 giờ sau, lúc Diệp Phàm đi từ trên lầu xuống, thấy phía dưới rất yên tĩnh. Bất giác có chút buồn bực, trong phòng khách không tắt đèn, hắn đảo mắt nhìn ra ngoài, nhất thời giật mình. Một người tóc dài xõa ngang vai, toàn thân áo vải, hai mắt phồng lên, nhìn ra xa giống như một người mù, nhưng lại như đang tự mình ngồi trên chiếc giường rồng giả vậy. Người này ngồi trên một cái trống rất lớn, đường kính khoảng 1 mét. Bên cạnh người này là một người mặc áo đen, nhìn mặt giống như bị lửa hủy hoại dung nhan, cái mũi rất đáng sợ, không cẩn thận sẽ bị y dọa cho chết khiếp. Hai người là ai? Diệp Phàm bình tĩnh bước xuống lầu. Ha ha ha! Tên ác quỷ đứng bên cạnh kia đột nhiên cười một cách điên cuồng. Diệp Phàm nhất thời sững sờ cả người, nói. Nhà ngươi sao lại giống Sửu Vô Đoan như thế, làm sao có thể? Trí nhớ ngươi cũng không tồi chút nào, không ngờ rằng ta đây, một kẻ đã chết rồi lại có thể sống lại được phải không? Sửu Vô Đoan nghiến răng kêu lên. Ngươi sao lại vẫn còn sống chứ, ngươi là do đích thân ta chôn cất, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu nổi ngươi mà. Diệp Phàm cảm thấy khiếp sợ, việc này đều nằm ngoài phạm vi nhận thức của hắn. Không ngờ phải không tiểu tử, vốn là có bí thuật đó, gọi là thuật quy tức. Phép thuật chỉ dùng cho những người chết. Ngay cả nhịp đập của tim cũng có thể thu nhỏ lại đến mức không nghe thấy gì. Thật đáng thương vì ta gặp vị tiền bối đây, bằng không thì ta đã cho tên tiểu tử nhà ngươi thịt nát xương tan rồi. Sửu Vô Đoan ta hôm nay phải lột da ngươi, ăn thịt ngươi, uống máu ngươi mới được. Vậy phải xem ngươi có khả năng ấy không, tối hôm nay tiểu ra đây nhất định khiến ngươi đến được mà không đi được. Chẳng phải ngươi có thuật quy tức sao, tiểu ra ta sẽ chặt ngươi thành 8 mảnh, xem ngươi còn sống lại được không. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sửu Vô Đoan vừa nghe xong liền nhảy lên, ra một chưởng về phía Diệp Phàm. 2 tiếng bà giòn vang, Diệp Phàm phải lui lại phía sau 5, 6 bước mới ổn định lại cơ thể. Chương 3002, chuyện của Kiều Viên Viên nên giải quyết rồi. Tiểu tử, công lực cũng tăng lên không ít đó, tuy nhiên, căn bản không phải đối thủ của ta. Sửu Vô Đoan lên mặt khinh bỉ. Cũng chưa chắc. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Ngư Long Thập Bát Biến lại được hắn đem ra, giống như cá đang bơi mà trượt tới. Còn ông già mù kia vẫn ngồi trên trống mà không nói tiếng nào, ra vẻ đang xem cuộc chiến. Sửu Vô Đoan sửng sốt, trưởng vừa rồi quả là không phải thường, tuy nhiên, giờ phút này Diệp Phàm chẳng khác nào cá bơi trong nước. Trưởng lực của Sửu Vô Đoan khiến cho các đồ dùng trong đại sảnh bị thu hết lại và bị vỡ vụn, nhưng lại không động được đến Diệp Phàm. Lão già kia nổi cơn thịnh nộ, hừ một tiếng. Hai tay bí mật tập trung lực định rằng một trưởng sẽ xuất toàn lực. Đến rừng cây phía sau chơi đi, lão phu thích nơi này, đừng tiêu hủy nó. Lão mù đột nhiên hừ nói. Sửu Vô Đoan sửng sốt, hừ nói. Nếu không muốn nơi này bị tiêu hủy hết thì hãy đi cùng ông đây. Đi thì đi. Diệp Phàm cũng sợ bị tiêu hủy Hồng Diệp bảo, nói xong lại trườn vào rừng như một con cá. Còn lão mù vừa mới động đậy, ngồi xổm trên trống thì mấy cái trống cứ thế mà bay vào rừng. Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, biết đã gặp phải cao thủ. Động tác của ông ta nhẹ nhàng hơn hắn nhiều, nội khí phun ra không hề có độ mạnh. Đánh qua đánh lại, hai bên đấu nhau tới mấy chục chiêu trong rừng. Thấy Sửu Vô Đoan làm phiền, tuy nhiên, Diệp Phàm càng đánh càng kinh hãi. Diệp Phàm dùng 2 chiêu Ngư Long Thập Bát Biến, đánh tới đánh lùi mấy trụ chiêu cuối cùng cũng bắt được điểm sơ hở của Sửu Vô Đoan,
bị Diệp Phàm đá cho một cước liền đập và gãy mất ba cây đại thụ. Đúng lúc này, con rơi Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện. Ánh mắt chim ưng đã phát hiện ra, ánh mắt lão mù kia không ngờ lúc này lại giật giật. Chờ đã, để lão phu đo cân nặng của hắn xem. Lão mù vừa nói xong, lập tức đi về phía Diệp Phàm. Lập tức, một luồng khí vô cùng mạnh mẽ truyền đến, dường như Diệp Phàm đang bị một cái động đen thui hút vào trong, toàn thân không nghe lời mình nữa, cứ thế tiến thẳng đến chỗ lão mù. Tuy nhiên, con rơi kia vẫn bay trước mặt Sử Vô Đoan một chút. Lập tức, một dòng máu tươi phun ra, Sử Vô Đoan không ngờ mũi mình như vừa bị một nhát đao chém qua. Lão già kia nổi trận lôi đình, không muốn sống nữa mà lao tới chỗ Diệp Phàm. Bang! Một tiếng giòn vang, Sử Vô Đoan không ngờ bị lão mù cho một cái bạt tai và văng đi đến hơn 10 mét. Dường như khi bị đâm gãy hai cây to thì mới dùng lại được. Tiền bối, ngài tuyệt đối không thể để cho tên tiểu tử kia lừa. Sử Vô Đoan hét lớn. Lão phu thử võ công của ya, chưa tới phiên ngươi phải nhiều chuyện. Lão mù hừ một tiếng, Sử Vô Đoan vội lau máu trên mặt, không dám lên tiếng. Con rơi này không tệ, để lão phu nhìn một cái. Lão già vừa nói xong, Diệp Phàm lập tức kinh hãi, đối với những người võ công bình thường thì không thể nhìn thấy con rơi này, không ngờ lão già này lại có thể phát hiện ra. Cho nên, Diệp Phàm muốn nhanh chóng thu hồi con rơi về. Nhưng đã chậm một bước, dù có dùng lực thế nào, cũng không thể làm cho lão già kia bay đi. Đúng vậy tiền bối, con rơi kia chính là do Diệp Phàm bí mật dùng quả thiên thọ lấy ra. Lúc này, Sử Vô Đoan tự dưng hét lớn. Cái gì mà quả thiên thọ? Vớ vẩn, loạn rồi. Tiền bối, ông đừng bị anh ta lừa, tôi căn bản không biết quả thiên thọ nào cả. Diệp Phàm khẩn trương kêu lên, biết là Sử Vô Đoan đang nói dối, bởi vì anh ta căn bản không nhìn thấy con rơi kia. Nói láo, con rơi của ngươi vốn rất nhỏ, bây giờ không phải đã lớn hơn rồi sao? Sử Vô Đoan đang lừa gạt. Ngươi đã thấy con rơi của ta chưa? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi ngược lại. Đương nhiên rồi. Không thấy thì sao ta nói được chứ? Sử Vô Đoan nói. Tôi thấy ông mới đang nói láo, cái mũi của ngươi vừa bị cắt là do con rơi đó. Ông nói có nhìn thấy mà sao lại không tránh, tiền bối, ông tuyệt đối không được nghe theo lời anh ta nói láo đấy. Diệp Phàm hừ nói. Đó là bởi vì con rơi bay quá nhanh, vừa rồi tiền bối bảo dừng tay, nên ta mới bị ngươi đánh lén. Sử Vô Đoan lấp liếm. Bang một tiếng. Lần này Sử Vô Đoan bị lão già tát cho một cái bay xuống đất, chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Lần này mặt y toàn là máu, đến cái mũi cũng bị đánh cho rơi ra ngoài, chỉ còn lại mỗi cái lỗ nhỏ. Ngươi còn nghi ngờ lão phu có phải không? Ngươi nhìn thấy, vậy thì lão phu thành cái gì? Muốn thấy con rơi đó đâu phải chuyện dễ, thật nực cười. Ngươi cho rằng lão phu là kẻ ngốc sao? Không phải là muốn mượn tay lão phu để trả thù sao? Loại người như ngươi. Muốn chơi với lão phu, còn lâu. Lão già thản nhiên nói. Đột nhiên vỗ trống một cái, một luồng sát khí trong nháy mắt bay tới trước mặt Sử Vô Đoan, két một tiếng. Diệp Phàm sợ tới mức thiếu chút nữa không ngậm miệng lại được. Bởi vì, cái đầu của Sử Vô Đoan vốn đã như quả dưa hấu rồi giờ lại bị nổ tung thành 5-7 mảnh. Máu tươi bắn ra tung tóe, trong đống bùn đất chỉ còn lại một khối thịt không đầu máu chảy đầm đìa. Tiền bối. Đó là tiếng cuối cùng mà Sử Vô Đoan nói ra. Khinh thường lão phu, ắt phải nhận lấy cái chết. Lão mù nói như một việc bình thường, dường như vừa rồi không phải là giết một cao thủ mà chỉ là giết một con gà thôi. Thấy không chàng trai trẻ, chỉ cần người giao ra quả đó, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên, ngươi mạo phạm đệ tử của ta, tội chết có thể miễn, nhưng, lão phu chỉ cần hai cái đùi của ngươi là được. Giọng của lão mù vẫn rất bình thản. Tôi không hiểu tiền bối đang nói gì, tôi thực sự không có cái gọi là quả thiên thọ đó. Trước đây khi theo phái Hoa Sơn vô tình có lấy được một cái hộp. Đó là chuyện bí mật có liên quan đến huyết trích tử thời Ung Chính. Chỉ là lấy được ba cái huyết trích tử vương khí. Những thứ khác thì tôi quả thật là không biết. Hơn nữa, lúc đó còn thiếu chút nữa bị Sử Vô Đoan hại chết. Diệp Phàm nói. Chàng trai, đừng có giả bộ để lừa lão phu. Chẳng lẽ ngươi không muốn mạng của vợ mình nữa sao? Thật ra, lão phu rất mong ngươi tỉnh ngộ. Sự kiên trì của lão phu cũng có hạn thôi. Kết cục của Sử Vô Đoan ngươi đã thấy rồi đấy. Nếu như không cầu xin ta có thể để chuyện trôi qua dễ dàng vậy sao? Cho nên, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Không phải có câu nói như vậy sao?
kẻ thức thời mới là người tài giỏi. Lão già hừ lạnh nói. Cô ta là ai? Diệp Phàm sợ hãi, trong mặt hiện lên bong dáng một cô gái. Hãy bớt nói nhảm đi, nói mau, thứ đó ở đâu? Lão già gần giọng, đột nhiên nhìn con rơi đang giãy giụa trên không, cười nói. Cũng được, ta chơi với nó trước. Đối với các người mà nói, con rơi này dường như rất thần bí đáng sợ. Ha ha, có lẽ là chiêu sát khí nhất của ngươi. Tuy nhiên, trong mắt lão phu, nó chỉ là một thứ đồ chơi thôi. Lão già nói xong nhẹ nhàng gõ trống một cái. Tuy nói là gõ nhẹ, nhưng Diệp Phàm hiểu được, lực mà khi nãy lão dùng có thể tương đương với ngũ mã phanh thây đó. Dù là gõ nhẹ, nhưng nói không chừng con rơi của hắn đã bị hủy rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm hiểu được điều mà sư phụ đang chú ý, cho nên, cũng không có gì phải sợ hãi cả. Vậy thì ông cứ thử xem. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Có chút dũng khí đó, tuy nhiên, vô dụng. Lão già âm thầm cười tủm tỉm, mắt nhìn còn tay thì gõ vào trống. Đúng lúc này, lão già chợt dừng lại cách trống chỉ vẻn vẹn có vài centimet. Hai mắt mở to, nhìn vào không trung. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm ngạc nhiên khi phát hiện ra điều đó, không biết từ khi nào trên không trung xuất hiện một con rơi. Con rơi vươn cánh ra cũng phải rộng ngang với một con chim ưng. Hai tai nó to như tai người, đôi môi đỏ hơi mở ra, lơ lửng trên không trung. Hai mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào lão mù. Nương thích, chỉ là một con rơi thôi mà. Nhưng nó là do tất cả tinh hoa nội khí ngưng tụ mà thành, nhưng cũng phải cần nội khí cực lớn thì mới có thể tạo ra một con rơi to như vậy. Bang! Một thanh đao sắc nhọn lao đến, lão già vì tránh trưởng đã nên đã đánh mạnh vào mặt trống. Tuy chỉ có vẻn vẹn âm thanh là truyền đến tai Diệp Phàm, nhưng hắn cảm thấy như nhiệt huyết đang sôi trào, không tự chủ được mà lùi về sau mười mấy bước chân. Mà cánh con rơi trên không trung chỉ hơi động một chút, mắt lão già đó tinh tường như vậy, nhanh chóng công kích con rơi. Tiếng răng rắc vang lên thật lớn, phía sau con rơi chừng 50 mét, một cây to bị cắt ngang, phát ra những âm thanh cách cách. May mắn là phạm vi của Hồng Diệu Bảo cũng lớn, nếu không thì đúng là đã hù người khác sợ chết rồi. Lão già tức giận, vung một đòn gõ mạnh lên mặt trống. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm đã phát hiện. Theo những âm thanh do trống tạo ra là những hơi nước ngưng tụ thành những sợi như sợi len nhỏ có mũi nhọn tiến về phía con rơi. Tuy nhiên, con rơi kia thực sự lợi hại, đôi cách trên không trung lóe lên, không khí xung quanh người như bị ngưng tụ lại vậy. Trong nháy mắt, không khí và nhiệt độ giảm xuống, không ngờ trên không trung xuất hiện rất nhiều khối băng quỷ dị. Nương thích, đây không lẽ là thủy công luyện đến cảnh giới cao nhất mà tạo thành. Không khí trước mắt Diệp Phàm đã ngưng tụ thành cả một bức tường rồi. Đương nhiên, nó có thể chuyển thành băng, nhưng lực tấn công không mạnh, chỉ đẹp mà thôi. Lão già vừa chớp mắt, phát hiện ra âm thanh trống của mình đã bị làm cho đông cứng trên không trung. Những âm thanh răng rắc chói tai truyền đến, song âm bị đánh tung trên không trung mà tan thành vô hình. Lão già cực kỳ tức giận, hai mắt đỏ lên. Lão đột nhiên nhảy lên, chắc cũng phải cao đến 7-8 mét, quay một vòng 360 độ trên không trung, đầu dưới chân trên. Hai tay cần dùi đánh thật lực trên mặt trống. Diệp Phàm đột nhiên thấy như mình không thở nổi, cảm giác nghẹt thở như trái tim đang bị ngừng đập. Hắn nhanh chóng muốn lui về sau, tuy nhiên, dường như cơ thể đã bị luồng đạn bao vây, toàn thân không nghe theo lời mình nữa. Từ trên mặt trống bắn ra những hạt giống như những viên đạn, tất cả số đạn đó đều là do sóng âm hình thành, chúng đang tập trung toàn bộ để hướng về phía con rơi. Hơn nữa, những viên đạn đó chỉ cách con rơi có nửa mét thì đều bị làm cho nổ tung. Những viên đạn song âm bị nổ ra bay tứ tung như những hạt cát nhỏ, trong lúc nhất thời, không trung nổ tung ngàn vạn hạt cát mịn tấn công ngược trở lại. Chương 3003, người đàn bà này thật ác độc. Chuyện quỷ dị đã xảy ra, con rơi kia miệng nhỏ nhắn đột nhiên mở rộng. Ra vẻ mạnh mẽ, ngàn vạn hạt cát nhỏ mịn như cá về biển toàn bộ đều bay vào bụng con rơi. Hơn nữa, con rơi còn giật giật cái bụng, ngậm miệng lại, có vẻ như nó còn chưa được ăn no. Phải biết rằng, những hạt cát đó là toàn bộ nội lực của lão già thông qua đánh trống mà hình thành. Lão già không cam lòng, nhảy cả người lên, hai tay đánh loạn lên trên mặt trống. Sóng âm cát mịn kia không ngờ ngưng tụ thành một sợi dây như dây thừng, như một con rắn quấn quýt hướng về phía con rơi. Tặng cho ngươi Diệp Phàm, há mồm. Đột nhiên bên tai Diệp Phàm vang lên tiếng cười của con rơi. Hắn không tự chủ dược liền há miệng ra. Đột nhiên con rơi khẽ vỗ cánh, sợi dây thừng kia bị mất phương hướng,
bị làm cho cứng lại và chui vào miệng Diệp Phàm. Hắn cảm giác như mình vừa uống nước đường phèn, một luồng lạnh buốt đi xuống cổ. Vận khí toàn thân, hấp thu. Bên tai lại truyền tới tiếng của con rơi, hải nạp bách xuyên quy hải, yêu địa tinh thuần, giai vi ngã sở dụng. Nội khí của Diệp Phàm không tự chủ được nên vân chuyển điên cuồng, ngay cả lang thuật, mói học được cũng dung hợp mà quay cuồng với nhau. Kinh mạch lập tức sưng lên và đau nhức, như là chuẩn bị vỡ đê vậy, nội khí tuôn ra mãnh liệt rồi lại đi vào. Diệp Phàm mơ hồ có cảm giác toàn thân muốn nổ tung, sợ tới mức không muốn sống, tập trung vận hết khí xuống đan điền. Bởi vì, sợi dây sóng âm này là nội công bao nhiêu năm của lão già gộp lại mà thành. Trong lúc này đã hoàn toàn biến thành chất lỏng, đi vào người hắn. Lão già giận đến sôi máu lên. Hai chân đập mạnh vào trống muốn thu hồi sợi dây thừng lại, tuy nhiên, vô ích. Khoảng 10 phút trôi qua, con rơi đột nhiên khẽ vỗ cách, Diệp Phàm có cảm giác nhẹ nhõm, sợi dây thừng bị lão già thu về. Tuy nhiên, hai mắt lão già đều mở ra, vẻ mặt khiếp sợ không nói, hướng về phía con rơi mà nói. Người chính là người đó phải không? Ha ha, cổ ta, phạt người 30 năm lãi, xem như trả cho đồ đệ Diệp Phàm của ta. Ngươi âm thầm mang vợ của đồ đệ ta đi, ngươi nghĩ ta dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy sao? Thật hổ danh cổ tà nhà ngươi được ghi danh trong 11 nhập đích đại danh đơn, không ngờ lại không có một chút phẩm vị như thế, ra tay với vợ của một hậu bối như thế, thật là mất mặt. Lần này ta cho ngươi một bài học nhỏ, hãy nhớ lấy, Diệp Phàm là đồ đệ của bức vương ta. Nếu như ngươi muốn ức hiếp hắn, cũng được, nhưng phải đợi đến khi ngươi đánh thắng được ta thì hãy nghĩ đến chuyện ra tay. Bằng không, lần sau sẽ không có chuyện may mắn thế này nữa đâu. Tiếng của bức vương truyền đến từ trên một cái cây to, Diệp Phàm phát hiện ra, trong đôi mắt chim ưng, trên thân cây vốn không có gì cả, chỉ là có một đám lá màu rất đậm hơn thôi. Hiện tại, không ngờ sắc xanh đã dần biến mất trong không trung hóa thành hơi nước. Đây là điểm lợi hại của bức vương, thủy công, không ngờ có thể ngưng tụ hỏi nước, giả trang thành tán lá, mà hình dạng lá cây lại không có gì kỳ quái, hiện tại Diệp Phàm cũng có thể làm được như vậy. Chẳng qua, kiểu ngụy trang này là muốn cổ tà khó phát hiện ra, những căn bản lại không phải là điều mà Diệp Phàm dám nghĩ đến. Ẩn than trên nhánh cây xuất quỷ nhập thần, Diệp Phàm hiểu rồi. Trước đây khuôn mặt của sư phụ hắn cũng không nhìn rõ lắm, đó là do người đã dùng hơi nước ngưng tụ để che đi khuôn mặt mình. Chuyện này nói thì dễ nhưng làm thì khó. Trước mắt Diệp Phàm chưa thể lợi hại đến mức đó. Đương nhiên, nếu muốn làm sơ sơ thì cũng có thể được. Rất xin lỗi bức vương tiền bối, cổ tà có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Đây là lần duy nhất, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Cáo từ. Không ngờ cổ tà hướng về phía bức vương hành lễ một cái, hai tay úp trên mặt đất, sau đó đứng dậy và di chuyển cái trống, nhặt lấy một nhánh cây, rồi lập tức lướt đi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Sư phụ, không lẽ đây là công dụng kỳ diệu của thủy công, sao? Diệp Phàm vẻ mặt hưng phấn. Ha ha ha, hiện tại con chỉ chạm được đến chút ra bên ngoài của thủy công thôi. Bức vương cười, đột nhiên ném cho Diệp Phàm một tấm da dê, nói. Đây là công pháp nguyên thủy nhất của thủy công. Tấm da dê này là do sư môn chúng ta lưu truyền mấy ngàn năm nay. Cuối cùng hiện tại đã có thể tìm được người tiếp nhận, đó chính là con. Luyện cho tốt đi, độc trên người Viên Viên đã được giải, nửa tháng sau con bé sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, chính là lúc đồ tôn của chúng ta xuất hiện, lão phu lập tức muốn đi Nam Cực một chuyến, bên kia có biến cố. Sau này truyền ở đây đều phải nhờ con rồi. Tạ ơn sư phụ. Diệp Phàm cung kính dập đầu ba cái, thận trọng nhận lấy tấm da dê, hỏi. Sư phụ, khi nào con có thể đến Kim Lăng Nam Vân để nhập môn? Ha ha ha, chuyện của con ta chưa nói với bọn họ. Con muốn nhập môn, phải đợi đến khi đánh bại Thiên Mi mới được. Còn về chuyện con và Thiên Mi, phải xem duyên phận thế nào. Còn nữa, sư phụ sẽ nói cho con biết một chuyện, ta đi chuyến này có muốn trở về cũng khó. Nếu như có thể lấy được thứ đó. Có lẽ còn sống thâm được một hai chục năm, nếu không, tuổi thọ của ta chỉ được có thế thôi. Nam Vân ra đó vẫn là nhà của ta, về sau có thể chiếu có nó, thích con chú ý một chút. Tuy nhiên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì con không nên ra tay. Nam Vân ra không cần phải bảo vệ, nếu như chỉ là chút sóng gió mà cũng không thể chịu đựng được, thì Nam Vân ra cũng tới lúc tàn rồi. Bức phương nói, lướt đi trong không trung như một vì sao rơi. Sư phụ, Diệp Phàm ngơ ngác nhìn vào không trung.
Diệp Phàm trở lại trong lầu, độc thoại với Viên Viên. Tuy Viên Viên chưa thể nói chuyện, nhưng vẻ mặt cũng có chút biểu cảm. Đôi khi cũng thể hiện ra là mình có thể nghe thấy. Diệp Phàm nói muốn ôm Viên Viên ngủ, không ngờ mặt Viên Viên chợt đỏ. Cuối cùng, Diệp Phàm đã ôm Viên Viên ngủ cả đêm. Ông ta đi rồi sao? Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm đi tản bộ, gặp Phí Đống, câu đầu tiên là hỏi chuyện người đó. Ừ, vì cuộc sống mà hối hả ngược xuôi. Diệp Phàm gật gật đầu. Vâng, phải sống thật tốt, nếu chết đi thì mọi thứ đều không còn nữa, có thể sống thêm một ngày thì còn có thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp này thêm một ngày. Không ngờ Phí Đống lại rất đồng cảm. Phí Đống, thật ngại quá, không thể giúp gì cho cậu. Diệp Phàm nói. Không có gì, Cao Nhập cũng có tính cách đấy. Ông ấy nói đúng, tôi với ông ấy không có chút quan hệ gì, dựa vào cái gì mà muốn tiền bối hao tâm tổn sức vì mình. Phí Đống tỏ ra rất độ lượng, nói. Kỳ thật, ông ấy vẫn gián tiếp giúp tôi làm chuyện lớn. Phí Lão đã nói với cậu về ân oán với cổ ta. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, ít nhất, từ nay về sau, cổ ta sẽ không tìm đến Phí ra gây chuyện nữa. Hơn nữa, nếu cổ ta vẫn cố ý muốn kiếm chuyện, thì thật là phiền toái đó. Phí Đống thản nhiên cười nói. Buổi tối, Diệp Phàm về tới tổng bộ tập đoàn Hoành Không. Khổng Ý Hùng vội vàng bước vào, nói. Diệp Tổng, chiều nay Vân Hùng ngất xỉu ở Bạch Vân Am. Cơ thể thế nào, có bị tổn thương gì lớn không? Diệp Phàm hỏi. Không có vấn đề gì lớn, có lẽ là bị cảm nắng thôi. Tuy nhiên, đối với một người hơn 90 tuổi thì thật không dễ dàng. Hơn nữa, vừa từ bệnh viện về Vân Hùng đã đòi tới Bạch Vân Am. Con gái khuyên thế nào cũng vô dụng, cuối cùng đành phải đưa ông ấy đến đó. Hiện tại đã dựng mấy cái lều trại trước Bạch Vân Am. Còn cô nương Mộc Nguyệt Nhi này cũng khá cố chấp. Đối mặt với người duy nhất có quan hệ huyết thống với mình sao có thể như vậy được chứ? Ôi, bộ dạng như vậy tôi thấy Vân Hùng đúng là muốn gây sức ép đây mà. Không ý Hùng thở dài. 10 giờ tối, Diệp Phàm lặng lẽ đột nhập vào chỗ ở của Mộc Nguyệt Nhi. Không ngờ phát hiện Nguyệt Nhi đang quỳ gối trước linh vị của cha mẹ và bà nội, hai má đầy nước mắt. Toàn bộ bài vị của người than đều ở đây, không lâu xu, sẽ có thêm một chiếc nữa. Diệp Phàm thần nhiên đi vào nói. Ông ta không phải là người than của Mộc Nguyệt Nhi tôi cũng không có loại người than như vậy, hạng người lòng lang dạ sói ấy. Nguyệt Nhi không đem quay đầu lại, hừ nói. Đây là quan hệ huyết thống, là sự thật cô không thể thay đổi được. Đây là mệnh trời, Mộc Nguyệt Nhi chính là cháu gái của Vân Hùng, cháu gái ruột. Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật nói. Không phải, không phải, ông ta không phải. Mộc Nguyệt Nhi đột nhiên ôm đầu kêu lớn. Cô là kẻ nhát gan. Diệp Phàm đột nhiên nói. Mộc Nguyệt Nhi tôi đến chết còn không sợ, nhát gan gì chứ? Mộc Nguyệt Nhi thản nhiên hừ nói. Đến quan hệ huyết thống cô cũng không dám nhận, đây chẳng phải là nhát gan sao? Còn nói cô không sợ chết, cũng đúng đấy, nhưng cô lại không dũng cảm đối mặt với sự thật. Cả đời cô sống trong thù hận, thật sự, cô luôn trốn tránh, điều này chẳng phải là cô rất nhát gan sao? Nói đến đây, Diệp Phàm đột nhiên bị kích động. Hắn sải bước đi tới chỗ Mộc Nguyệt Nhi, cầm tay cô kéo đi, Nguyệt Nhi từ chối, cảm thấy không có cách nào, giãy giụa rồi buông tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Hãy nhìn vào mắt tôi. Diệp Phàm ra lệnh. Mộc Nguyệt Nhi tôi đến chết còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ đôi mắt háo sắc của anh sao? Mộc Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng, mở to hai mắt nhìn Diệp Phàm. Được, cô nói Diệp Phàm tôi háo sắc, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là háo sắc. Diệp Phàm tức giận nói. Diệp Phàm phát cáu, ném Nguyệt Nhi xuống đất, xé ra, những tiếng vải vóc đang bị xé ra. Áo ngủ của Mộc Nguyệt Nhi bí xé toang ra rồi, lộ ra cặp núi đôi trắng như tuyết. Không ngờ bên trong không mặc áo lót. Anh muốn làm gì? Mộc Nguyệt Nhi không hề lấy quần áo che người đi, cứ như vậy mà đối mặt với Diệp Phàm, hung hăng trừng mắt. Tôi muốn làm một gã háo sắc trước mắt cha mẹ cô. Diệp Phàm cắn răng nói, một tay bắt đầu sục sạo. Vậy thì thật tốt rồi, có thể để cha mẹ làm chứng, Mộc Nguyệt Nhi tôi đêm nay đã trở thành người của chủ tịch tập đoàn Hoành Không Diệp Phàm. Nghe nói anh đã có vợ sắp cưới. Ha ha ha, thật tốt, hãy làm ngay ở đây đi. Sau khi làm xong, coi như Mộc Nguyệt Nhi tôi đã giành trước rồi. Đến lúc đó, cả ngày tôi sẽ đi theo anh, lúc nào cũng quấn lấy anh. Mộc Nguyệt Nhi tôi sẽ nói cho cả thiên hạ biết, Diệp Phàm là chồng của tôi.
ai dám tranh giành với tôi sẽ kiều mình với người đó. Mộc Nguyệt Nhi như là bị điên rồi, không ngừ lột luôn cả những thứ còn vướng lại trên người, lộ ra toàn bộ da thịt. Hơn nữa, cô ta thật là tàn nhẫn. Chương 3004, đánh thẳng vào vợ của Sa Thiên. Đi một vòng là muốn cởi quần rồi, tốc độ rất nhanh, Diệp Phàm vẫn còn chưa hết khiếp sợ, Mộc Nguyệt Nhi bây giờ chỉ còn mặc mỗi cái quần đùi thôi. Cởi hết ra. Làm sao, không dám làm vậy à? Dung nhan Mộc Nguyệt Nhi tôi cũng không kém, cơ thể Mộc Nguyệt Nhi tôi cũng tuyệt đẹp. Họ Diệp kia, thế nào, nhát gan có phải không? Ai là Nico, ai là Nico? Tiếng thét chói tai của Mộc Nguyệt Nhi vang quanh sân rất lâu. Tuy nhiên, giờ phút này mồ hôi trên mặt của Diệp Phàm như xuyên qua từng mảng núi rừng. Nội công 30 năm của hắn buổi tối hôm nay đã phát tác, trở thành cao thủ, hơi thở của hắn là rõ nét nhất. Thế nên, hắn ở trong rừng điên cuồng đấm đá. Hình như hắn điên rồi, đánh đến nỗi đá và cây cỏ bay tứ tung lên. Ngay sau đó, trong đầu Diệp Phàm xuất hiện một ý nghĩ. Theo cái ý nghĩ ấy hắn chạy dọc theo khu rừng, giống như cá bơi vậy. Một lúc sau, cỏ dại mọc thành phiến giống như những bông hoa bình thường, từng bông nhảy múa trước mặt vậy. Hắn đuổi theo. Đừng nhìn chỉ có cỏ dại, những cây cỏ dại này lại có thể nghiền nát cả tảng đá ra, quả nhiên lợi hại vô cùng. Khoảng 2 giờ, Diệp Phàm dừng lại. Giọt nước ấy à, thật không ngờ có thể khiến Mộc Nguyệt Nhi, người có thói quen ngư long thập bát biến thành, ngư ba khiêu lãng thứ ba. Xuất ra một chiêu này, có thể thúc giục bất cứ điều gì nổi sóng, công kích đối thủ rời non lấp biển. Cỏ dại vừa rồi chính là những gợn sóng trong tưởng tượng của Diệp Phàm, thật sự rất lợi hại. Leng keng. Bất chợt, có tiếng nước chảy từ xa vọng đến. Tiếng nước chảy nghe rất rõ ràng, nhưng dường như có chút u buồn. Tiếng nước chảy từ đâu vậy? Diệp Phàm gõ một tiếng, quyết định đi tắm rửa một chút. Vì thế hắn đi theo âm thanh kia, gần đến nơi, Diệp Phàm ngây người ra. Âm thanh của nước suối ở đây, chính là tiếng đàn của thiếu nữ áo trắng đang ngồi trên phiến cỏ dại gảy đàn. Cỏ dại nhẹ nhàng lung lay theo gió hòa với tiếng đàn, hình dáng người con gái này cũng không khác người bình thường là mấy. Loại thuật khinh thân đề túng này quả khiến người khác khâm phục. Nam Vân Thiên Mi, Diệp Phàm nói. Cảm thấy bất ngờ có phải không? Nam Vân Thiên Mi thản nhiên nhíu lông mày, hừ một tiếng. Quả thật thật không ngờ, trái đất rộng lớn như vậy, đêm hôm hai chúng ta còn có thể gặp được nhau như thế này. Diệp Phàm thản nhiên nói. Đúng lúc này, cổ họng phát ra một tiếng, tiếng đàn đột nhiên cao vút. Diệp Phàm nhìn thấy một đao khí đột nhiên bay đến từ trên cây đàn. Hắn nhanh chóng nhảy vọt lên trên, phía sau phát ra vài tiếng giòn vang. Cỏ dại phía sau Diệp Phàm lập tức bị cắt thành một mảng lớn, giống như là máy cắt cỏ vậy. Nam Vân Thiên Mi, ý cô là sao? Diệp Phàm tức giận, không thể ngờ cô gái này nói đánh là đánh ngay được, nếu không kịp thời thì chẳng phải là hắn đã mất mạng rồi. Khụ khụ khụ. Nam Vân Thiên Mi không trả lời, tiếng đàn như mũi tên, bắn ra những sóng cầm tạo ra bốn mặt đao trên không trung hướng về phía Diệp Phàm mà chém. Cô! Diệp Phàm giận dữ, hai tay vừa di chuyển. Nội công mãnh liệt phát ra. Không khí lập tức bị, thủy công, ngừng tụ tạo thành khối băng mỏng. Nam Vân Thiên Mi sửng sốt, nhưng cũng không ngừng tấn công, tuy nhiên, đao kia sớm đã bị miếng băng mỏng kia cắt nát thành những miếng nhỏ bay đầy trên không trung. Chiêu này của Diệp Phàm vừa học được khi sư phụ Bức Vương và Cổ Nha đối đầu nhau, vừa học vừa thực hành luôn, cũng có hiệu quả nhiều. Tang tang tang. Tiếng đàn của Nam Vân Thiên Mi không ngờ lại giống âm thanh của sắt thép va chạm vào nhau. Từng đợt sóng, từng đợt âm thanh giống như rời non lấp biển đè lên người Diệp Phàm. Không khí quanh hắn dường như ngưng tụ lại rồi, có một sức ép vô cùng lớn đè lên Diệp Phàm tưởng như không thở nổi. Ngư long thập bát biến, ngư ba khiêu lãng, thứ ba ra tay tùy tiện trước mặt Diệp Phàm, cỏ dại cuộn sóng lên phập phồng hướng về phía Nam Vân Thiên Mi. Chát chát, một đợt âm thanh chói tai vang lên, kéo theo gió thổi giống như bão cấp 10 xuất hiện trong nháy mắt. Diệp Phàm đứng trên một khoảng đất đầy cỏ dại đối mặt với Nam Vân Thiên Mi, giống như trước trận chiến hai bên thường đối đầu rằng co qua lại với nhau. Tùng tùng tùng. Vài tiếng trống truyền đến từ chiếc đàn của Nam Vân Thiên Mi, lập tức, rằng co cỏ dại với Diệp Phàm, dường như nghe thấy tiếng trống thúc giục chiến đấu, chúi xuống phía trước, Diệp Phàm cảm thấy có áp lực vô cùng lớn. Tuy nói công pháp của Ngư Ba Khiêu Lãng khiến người ta khiếp sợ, nhưng công lực của Diệp Phàm và Nam Vân Thiên Mi vẫn có chênh lệch tương đối lớn. Nhìn thấy toàn bộ cỏ dại phản công lại.
tầng tầng lớp lớp cỏ dại cũng sắp bay thẳng đến trước mặt Diệp Phàm rồi. Nhưng, cách Diệp Phàm chỉ còn vẻn vẹn nửa mét thì bỗng nhiên dừng lại. Nam Vân Thiên Mi khinh thường cười lạnh, giống như trêu chọc Diệp Phàm vậy. Hắn tức nổ phổi, nghiến răng một cái, con rơi trong nháy mắt đã đến trước mặt Nam Vân Thiên Mi. Nam Vân Thiên Mi dường như suy nghĩ, nhìn Diệp Phàm một lúc, đột nhiên cảm giác ngực chạm phải hắn, Nam Vân Thiên Mi tức giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt, quát lên. Vô liêm sỉ. Bởi vì, áo trước ngực đã bị con dao cắt rách rồi, để lộ ra hoa văn áo ngực bên trong. Ha ha ha, trên mặt còn điểm hai con vịt nước, được đấy. Diệp Phàm trêu chọc, dường như mỉm cười, hắn ví đội uyên ương của người ta thành vịt nước, sau đó nhanh chóng chuồn mất. Ngươi chạy đằng trời bản cô nương nhất định sẽ lột sạch da ngươi ra trước cửa chính của tập đoàn Hoành Không. Nam Vân Thiên Mi ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Diệp Phàm nhanh chóng xuất chiêu thức ngư long thập bát biến mất, chiêu thức thứ hai, long tiềm hải không. Chiêu này giống như cá về biển cả vậy, có thể coi thiên không hay bất kỳ nơi nào làm biển cả. Điển hình chính là, diệu kế chạy trốn. Cơ thể Diệp Phàm có vẻ linh động như con cá bơi đi mất, Nam Vân Thiên Mi cũng rất lợi hại, nhưng không ngờ lại không bắt được hắn. Tuy là khả năng chạy trốn của hắn rất lợi hại, nhưng đó cũng không phải cách hay. Nhìn thấy sông Thông Thiên ở ngay trước mặt, Diệp Phàm giật mình, lùi lại một chút nhảy xuống sông. Hắn có chút bùi ngùi, dạo trước chính hắn ép Mộc Nguyệt Nhi nhảy xuống sông, cơ hội tốt lúc này, không ngờ rơi ngay trên đầu hắn. Đúng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đây mà, khó có thể nói được. Nam Vân Thiên Mi đứng trên bờ, suy nghĩ một chút, không ngờ dựa vào cảm giác theo gợn sóng đuổi theo. Cũng không hiểu là cô ấy dùng cách gì, không ngờ mơ hồ cũng có cảm nhận được chỗ ẩn nấp của Diệp Phàm. Nam Vân ra làm vì mọi người, đích thực là có hai cái bàn trải. Diệp Phàm anh có đôi mắt chim ưng, nói không chừng vào nhà cũng có cái gọi là con mắt sói đấy. Diệp Phàm bơi ngược xuôi ở trong nước, ngược lại Nam Vân Thiên Mi giống như trực thăng phản lực ngầm. Tuy nhiên, ở trên mặt đất vẫn tốt hơn dưới hồ, lực quan sát của Nam Vân Thiên Mi đã bị hạn chế rồi. Lúc cô cảm giác được chỗ ẩn nấp của Diệp Phàm, thì Diệp Phàm đã sớm chạy ra chỗ khác rồi. Một nam một nữ, không ngờ đêm hôm khuya khoắt lại chơi trò trốn tìm ở sông. Kỳ thực mà nói, Nam Vân Thiên Mi đạp sóng mà đi, áo trắng bồng bềnh trong đêm gió giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Trái lại, Diệp Phàm tuy nói ở trong sông giống như người cá, nhưng cũng chật vật không chịu nổi, sớm muốn cũng biến thành cá chết thôi. Con rơi lại bay ra, Diệp Phàm cắn răng, nghĩ là đang bị Nam Vân Thiên Mi đâm một đao vào mông. Người này quả thực là người võ công sáng lạn. Tuy nhiên, lần này tính cảnh giác của Nam Vân Thiên Mi rất cao. Con rơi vừa mới bay khỏi mặt nước, Diệp Phàm kinh ngạc nhìn thấy. Trên không có một con chim sẻ to màu trắng mở to hai mắt nhìn hắn. Khí thế kia, thật uy nghiêm, tuyệt đối lợi hại hơn so với con rơi của nhà hắn. Tuy nói con rơi nhà hắn đã trải qua biến đổi kỳ dị, nhưng công lực còn kém xa. Diệp Phàm cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng khống chế con rơi bay vào trong nước tránh bị ảnh hưởng. Xong rồi, sao tôi lại có thể quên được chứ? Bức phương yêu quý nhất là cháu gái làm sao có thể bắt con rơi đi được. Lúc Diệp Phàm kêu lên, thấy con rơi màu trắng kia không ngờ giống như đang truy đuổi vậy. Hắn không cẩn thận không ngờ đã bị trúng một đao của con rơi màu trắng vào ngực, đoàng một tiếng trên mặt nước. Còn muốn trốn sao? Nam Vân Thiên Mi mặt lạnh, ném một sợi dây thừng lại. Hắn vội vàng bắt lấy Huyền Vũ huyết trích nhanh chóng chụp qua cổ. Tuy nhiên, Nam Vân Thiên Mi lại nắm trong tay Huyền Vũ huyết trích tử. Diệp Phàm bơi vào bờ nín thở ở trong đám cỏ dại. Nam Vân Thiên Mi đạp sóng trên mặt nước, quan sát. Cuối cùng cũng đến rạng sáng, Diệp Phàm chật vật không chịu nổi ở trong bụi cỏ mà chui ra. Không nhìn thấy Nam Vân Thiên Mi, xem ra Bạch Thiên này cũng sợ những người dân bình thường. Hắn thở nhẹ nhàng, lặng lẽ quay về. Thôi xong, không biết cô ta đã đi chưa, nếu Thiên Thiên gây sức ép thì há cần cái mạng nhỏ này. Trong lòng Diệp Phàm buồn bực nghĩ, nắm tay quá chặt, phải kiên cường, trở nên mạnh mẽ, nhất định phải giày vò cô ta. Diệp Phàm tức giận kêu lên trong nhà vệ sinh của nhà hắn. Xem anh còn chơi cái trò đấy không, đồ nam nhân vô liêm sỉ. Nam Vân Thiên Mi đứng ở trên cành cây cao nhất, nhìn ngang về phía nhà khách. Buổi sáng thứ hai, Diệp Phàm thực sự rất mệt, bảo tối muộn Khổng Ý Hùng hãy đi làm. Hắn tắt di động. Tuy nhiên, vẫn bị một tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Chuyện gì? Vừa kéo cửa ra, Diệp Phàm khá khó chịu. Làm phiền rồi.
Vẻ mặt chủ nhiệm Bộ Tài chính đẫm mồ hôi đứng sau Khổng Ý Hùng, dường như bị dọa đến mức hai chân run lên. Làm phiền cái gì, nói rõ ràng xem nào. Diệp Phàm day day hai mắt có chút mệt. Là như thế này Diệp Tổng à, lần trước ngài đã nói qua rồi. Không quay lại nhận huấn luyện, tạm thời đình chỉ phát lương cho công nhân không đi làm. Bộ phận tài vụ chúng ta nhận chỉ thị của Diệp Tổng ngừng hết lần này đến lần khác cũng không tới huấn luyện, công nhân cũng không đi làm. Hôm nay bọn họ tụ tập chặn bộ phận bộ tài vụ chúng ta. Diệp Tổng, anh hãy nhanh chóng đi xem đi, ngay cả bàn cũng đập nát rồi. Tô Học Bá thực sự đã bị dọa rồi, nói những lời hoa mỹ mà run run. Không phải phân công Ngô Tổng quản lý bộ phận tài vụ hay sao? Anh trực tiếp đi tìm anh ta là được. Diệp Phàm nhớn mày nói. Buổi sáng nay Ngô Tổng đột nhiên bị bệnh, nói là dạ dày vô cùng đau, còn nghi ngờ không biết có phải bị xuất huyết dạ dày không, anh ấy đã xin bí thư cái nghỉ để đến bệnh viện rồi. Khổng Ý Hùng xen vào nói. Anh ta bị bệnh thật đúng lúc. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ chửi má nó, biết lão già Ngô Hồng Sơn này sợ phiền phức nên mới xin nghỉ đi khám bệnh. Vì thế vội vàng mặc xong quần áo liền đi tới bộ phận bộ tài vụ. Chương 3005, thủ đoạn cứng rắn. Bộ phận tài chính tập đoàn Hoành Không nằm ở ngay trụ sở chính của tập đoàn Hoành Không. Xe vừa mới tới cửa chính của tập đoàn Hoành Không, thấy Bao Nghị đã chạy ra rồi, đứng nghiêm nói với Diệp Phàm. Diệp Tổng, bọn đàn bà này cũng không như lời nói. Quả thực là những người phụ nữ chanh chua. Diệp Phàm nhìn rất kỹ, thiếu chút nữa là bật cười. Bởi vì, cục trưởng Bao Vĩ Đại Anh Minh của chúng ta giờ phút này đầu tóc rối như tổ quả vậy, tay áo bị rách rồi, ngay cả mấy cái lông dưới cánh tay cũng đang bay ra ngoài. Đoán chừng bị năm bà vợ hầu hạ một phen rồi. Đều là những người nào? Diệp Phàm vừa lên lầu vừa hỏi. Mấy bọn đàn bà này, tất cả đều có hậu thuẫn. Về cơ bản đều là con gái hay người nhà của cán bộ thành phố Hạng Nam hoặc huyện Hoàng Cương, những người này căn bản là không đi làm. Lúc trước bọn họ đến lĩnh lương rồi về, đơn giản là lấy lương rồi đi. Bây giờ mỗi người đến đều có thẻ lương, phải trực tiếp đến ngân hàng. Kết quả là đến 1-2 năm cũng không thấy bóng dáng các cô ấy đâu. Có khoảng bao nhiêu người? Diệp Phàm hỏi. Đều đã kiểm tra bộ phận tài vụ và nhân sự của chúng ta, tổng cộng có hơn 800 công nhân viên chức, sau khi chúng ta nhắc nhở 5 lần vẫn không tới công ty chịu tập huấn. Đám người này xem thông tư của chúng ta như mớ giấy lộn vậy. Tô Bá Học nói, những người ăn không ngồi rồi thật không ít. Diệp Phàm hừ một tiếng. Trước đây còn nhiều hơn, có khoảng hơn 2.000 người. Sau này sau khi công ty chúng ta phát thông báo có hơn 1.000 công nhân chịu sự huấn luyện, đa số công nhân đều đến Hoàng Cương công tác. Tuy nói trong lòng họ còn có một chút oán hận, nhưng ít ra cũng vẫn trở lại. Hơn 800 người này đều thuộc những kiểu, cưỡng chế thôi. 5 lần 7 lượt đi thúc giục cũng không chịu trở về. Nói dối văn kiện của chúng ta rồi. Tô Bá Học tức giận nói. Tình hình bên trong thật dối. Các lối đi của tập đoàn Hoành Không đặc biệt rất rộng, phải hơn 4-5 mét. Bởi vì lúc tập đoàn Hoành Không có tiền, phải nói về nhãn hiệu. Tuy nhiên, hiện tại lối đi 4 mét chiều rộng này đã chật ních người rồi. Lối đi 100 mét từ cầu thang đến bộ phận tài vụ đã kín người, hơn nữa, 8 phần đồng chí đều là nữ. Những người này đều trẻ tuổi. Nhưng đại đa số đều là phụ nữ trung tuổi. Một đám còn ăn mặc tương đối mốt, khuyên tai vàng, dây chuyền vàng vòng đeo tay vàng. Một lối nhỏ như thế này trộn lẫn bao nhiêu mùi nước hoa. Nhưng mấy chục thủ hạ của Bao Nghị lôi kéo trong mấy trăm người ấy cũng khổ không tả được. Đối với loại đàn bà này, đánh lại cũng không được. Anh đã không muốn đánh người nhưng các cô ấy lại muốn tấn công vào văn phòng. Hai bên tường của lối đi được khảm bằng bức tranh sơn dầu quốc hoa kiệt tác của đại sư đều bị đánh vỡ thành mấy mảnh rồi. Đúng lúc này, một giọng nữ chua chát vang lên. Diệp Tổng đến rồi, oan có đầu nợ có chủ, nghe nói chủ yếu là Diệp Phàm chỉ định. Trước đây mặc kệ ai làm chủ tịch, đều trả tiền lương cho chúng ta. Chúng ta là xí nghiệp quốc doanh, chúng ta là công nhân viên chức. Công ty này là công ty nhà nước, không phải là cá nhân Diệp Tổng sát nhập. Sao có thể nói khấu trừ là khấu trừ? Tìm hắn nói đi. Chúng ta đi hỏi hắn tiền lương. Trong khoảng thời gian ngắn, lối nhỏ lập tức ồn ào. Mấy trăm người phụ nữ sôi sục lên, hướng về phía Diệp Phàm. Bảo vệ Diệp Tổng, tất cả đứng lại. Bao Nghị nhanh chóng cầm microphone bằng sắt bước đến trước mặt Diệp Phàm ngăn chặn, hướng về phía những người phụ nữ đang gào rú kia. Khổng Ý Hùng sợ đến toàn thân run lên,
nhưng cũng không dám đứng ra, đành phải đứng cạnh Bao Nghị. Về phần Tô Bá Học sớm đã bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch rồi, không tự chủ được bước ra chỗ khác rồi đi lên cầu thang, ngược lại đứng sau Diệp Phàm trở thành tấm thịt chắn. Không cần để ý hắn, hắn không dám làm gì chúng ta đâu, hù dọa ai chứ? Cục công an của tập đoàn Hoành không dùng để đối phó với những thành phần không hợp pháp đấy. Chúng ta là công nhân viên chức, yêu cầu phải trả tiền lương cho chúng tôi. Chị em chúng tôi, đi tìm Diệp Tổng đòi trả lương. Người phụ nữ kia giọng lanh lảnh vang lên. Lần này Diệp Phàm để ý rồi, đôi mắt chim ưng đảo một lượt, thấy người phụ nữ mặt dỗ kia kêu to. Bắt kẻ láo sự này lại. Diệp Phàm giơ tay chỉ người phụ nữ trung niên cách đó không xa, tốc độ của Bao Nghị cũng nhanh, nhanh chóng chen vào đám người đông đúc kia. Không lâu sau đó đã đưa được người phụ nữ trung niên mặt dỗ kia giống như chim ưng bắt gà con vậy đến trước mặt Diệp Phàm. Vừa thấy điệu bộ này của Bao Nghị, nhóm người khác đã sợ tới mức chậm lại. Cô là ai, tại sao lại giật dây công nhân gây rối? Nói, vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc. Lão nương đây tên Thiết Cúc Hoa, sao nào, các anh muốn làm gì? Thiết Cúc Hoa vừa mới nói xong không ngờ lại lập tức ngồi xuống, vừa vỗ sàn nhà vừa khóc nói. Mau tới đây, cục trưởng Bao đừng có đùa giỡn lưu manh nữa. Anh ta đang đùa giỡn với lão nương, anh ta vừa mới chạm mông của tôi, sờ mông tôi, còn muốn Diệp Tổng cũng tới sờ mông tôi. Bao Nghị vừa nghe xong, mặt thiếu chút nữa tức xung khí lên rồi, bước một bước lên định tát ả ta một cái, tuy nhiên, Diệp Phàm đã ra hiệu. Diệp Tổng, ả ta tên là Thiết Cúc Hoa, là bà xã em họ của Phó Chủ tịch thành phố Hạng Nam, được biết đến là Thiết Hoa Hồng. Tuy nhiên, toàn công ty đều gọi ả ta là Mãn Thiên Sao. Ả này đặc biệt mạnh mẽ, chưa bao giờ chịu thua. Vốn là yêu cầu được tới bộ phận tài vụ tập đoàn Hoành không công tác, tuy nhiên, cô ta ngay cả tiểu học còn chưa tốt nghiệp, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Cuối cùng bộ phận nhân sự của công ty cũng không đảm nhận được. Có điều, cô gái này một mực đòi vào bộ phận tài vụ. Những bộ phận khác cũng không đi, cuối cùng khiến cho Phó Chủ tịch thành phố Tống cũng tức giận không quan tâm đến cô ta nữa. Tuy nhiên, bất kể là như thế nào, cũng không dám đi trêu chọc cô gái này. Khổng Ý Hùng thì thầm vào tai Diệp Phàm. Mọi người hãy nghe tôi nói, tôi là Diệp Phàm. Lần cuối cùng tôi cho các anh một ngày. Nếu như sáng sớm ngày mai bộ phận huấn luyện của công ty chịu sự huấn luyện của cán bộ công nhân viên chức, sẽ tự động giải quyết việc bỏ việc. Đến lúc đó, công ty sẽ không trợ cấp tiền cho mọi người. Hơn nữa, sau khi nhận bồi dưỡng lại, về công việc do công ty nhìn rõ năng lực của mọi người mà sắp xếp công việc, không thể kén cá chọn canh, thống nhất là phải nghe theo sự sắp xếp của bộ phận nhân sự của công ty. Về tiền lương của tháng này, trả trước, có thể lúc viết lại sẽ phát thêm cho mọi người. Nếu như ai còn dám gây sự nữa, tôi trao quyền cho cục trưởng Bao, nếu như gây trở ngại cho công việc của công ty, phải xử thật nghiêm tội gây rối. Lời nói của Diệp Phàm rất có trọng lượng. Chị em chúng ta không được để tên vương bát này lừa. Đến lúc đó, công ty sẽ bắt chúng ta đi quét rác lau nhà vệ sinh, mọi người không làm sẽ bị đuổi việc. Hắn sẽ hại chúng ta phải đoàn kết lại, lực lượng càng lớn, chúng ta sẽ không phải sợ hắn. Hắn dám làm gì chúng ta nào? Thiết Cúc Hoa lại kêu to lên. Nghe thấy một âm thanh như cái tát vang lên, Thiết Cúc Hoa bị Bao Nghị tát cho một cái đến nỗi hiện cả năm ngón tay trên mặt. Làm nhục lãnh đạo công ty, đi đầu gây chuyện. Không hiểu rõ chân tướng sự việc giật dây cổ động công nhân công kích tổng bộ công ty, người đâu, đem Thiết Cúc Hoa ra ngoài xử lý. Bao Nghị hừ lạnh một tiếng, hai anh cảnh sát nhìn hai hàng nước mắt của Thiết Cúc Hoa, nhoáng cái đã còng tay ả xong. Ai còn dám đi lên phía trước tức là đồng lõa của cô ta. Diệp Phàm chỉ vào Thiết Cúc Hoa, đám phụ nữ này sợ tới mức đang đứng ở đầu tiên nhanh chóng chen về phía sau, một lúc sau, vợ của Quân Triều lại bắt đầu la toáng lên, tuy nhiên. Lần này là thủy triều xuống. Để tôi kiểm tra một chút, cô ấy đập bể đồ của công ty này rồi, phải bồi thường thiệt hại tài sản gấp 3 lần. Còn nữa, chủ nhiệm Lỗ, lập tức triệu tập bộ máy họp. Bàn luận giải quyết vấn đề công nhân không đi làm. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc sau khi Lỗ Mãng nói liền đi xuống lầu. Thiết Cúc Hoa bị bắt, đám phụ nữ này cũng không đi làm loạn nữa, toàn bộ tự nhiên dần dần rút lui. Trạm y tế trong thị trấn Hoành không? Dương Chấn Đông đặt tay xuống đĩa hoa quả, vẻ mặt thân thiện hỏi. Anh Ngô, khỏe không? Cũng tạm được, bệnh cũ này, cần phải điều trị tận gốc mới khỏi được. Chỉ có thể coi như là chữa khỏi được một thời gian thôi. Qua một thời gian ngắn cơ thể sẽ lại mệt thôi,
lại phải đến bệnh viện an dưỡng thôi. Ở đây, cái gì cũng thiếu, nhưng cơ thể thì ngàn vạn lần đừng có tái lại. Ngô Hồng Sơn dựa lưng vào giường bệnh. Dương Chấn Đông trong lòng nghĩ cười, tuy nhiên, đầu lại hơi gật gật, nói. Đúng vậy, năm tháng cũng không buông tha, năm nay tuổi cũng đã cao, cơ thể cũng không theo kịp. Bình thường còn phải chú ý nhiều, không được nghĩ quá nhiều, nói cách khác, cái gì cũng có sức ép cả. Ôi, thật ngại quá, bệnh cũ này của tôi, khiến cho công việc này đều làm không tốt. Xử lý chuyện gây rối buổi chiều thế nào rồi, lại phải làm phiền Diệp Tổng rồi. Đều tại bệnh cũ của tôi tái phát. Ngô Hồng Sơn biểu hiện vẻ mặt vô cùng lo lắng. Anh nói xạo xao, trong lòng Dương Chấn Đông hừ một tiếng, miệng nói. Xử lý xong rồi, người đứng đầu gây rối chính là Thiết Hoa Cúc, bị cục trưởng bao bắt đi rồi. Bây giờ đoán chừng là đang thẩm vấn, các cô ấy cũng quá kiêu ngạo rồi. Công việc không làm đòi nhận tiền lương, ngay cả tiền phúc lợi cũng đòi. Mấy năm nay, có nhìn thấy cô ấy đi làm ngày nào đâu. Tôi đã bảo Bao Nghị phải xử lý thật nghiêm, bằng không, chiều quá lại mắc lỗi thôi. Ai da, nhưng việc này phiền toái rồi. Ngô Hồng Sơn đột nhiên sợ hãi quá mức. Sao vậy anh Ngô, cô ấy có là họ hàng xa với phó chủ tịch thành phố hay cô ấy là em họ, điều này, bất luận là quan hệ thân thiết thế nào, thì cũng phải xử lý đến cùng. Dương Chấn Đông làm ra vẻ không hiểu. Anh xạo tôi à, trong lòng Ngô Hồng Sơn nghĩ khách sáo nói một câu. Dương Chấn Đông, anh chưa nghe qua à, chị họ của Thiết Cúc Hoa là phu nhân của phó chủ tịch Tống thành phố Hạng Nam à. Diệp Phàm có thể là đương nhiên không để ý đến anh ta, nhưng, phó chủ tịch thành phố Tống ban đầu là do ai kéo lên? Chắc hẳn cũng phải là một lãnh đạo ở trên tỉnh rồi. Dương Chấn Đông hỏi. Anh còn nói sao? Trong lòng Ngô Hồng Sơn chửi má nó, miệng nói. Đúng là chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh, anh nói là chủ tịch tỉnh Trương Hồng Đông sao? Vẻ mặt Dương Chấn Đông khiếp sợ. Đúng vậy, chính là chủ tịch tỉnh Trương. Tuy nói là chủ tịch Trương đã về hưu, nhưng vẫn là cây cao bóng cả. Việc này, nếu xử lý không tốt sợ sẽ thực sự gây phiền toái thôi. Hơn nữa, Thiết Cúc Hoa và bà xã của phó chủ tịch Tống Dương Cầm tuy chỉ có quan hệ chị em. Nhưng hai người bọn họ thật ra rất thân nhau. Quan trọng nhất chính là Thiết Cúc Hoa và Dương Cầm về cơ bản là hai chị em thân thiết. Ngô Hồng Sơn khẽ gật đầu nói. Chương 3006, Hậu Đài Vững Chắc. Sao chị em họ lại thành chị em ruột rồi? Lão Ngô, tôi đã bị ông làm cho hồ đồ rồi. Dương Chấn Đông đúng là không thể hiểu nổi quan hệ đó. Trước kia nhà họ Dương nghèo, nhưng lại con đàn cháu đống. Thực ra đều do cha của Dương Cầm muốn sinh con trai. Nhưng số ông ấy không được nên cũng không kế hoạch gì, liền sinh ra những bốn cô con gái. Sinh ra người thứ năm chính là Dương Cầm, nhưng cha cô ấy lại thích Dương Cầm, không nỡ ôm vào. Cuối cùng người chị Thiết Cúc Hoa đã bị lão Dương biến em gái thành con gái mình, vì thế mà gọi là chị em họ, nhưng chính ra là chị em ruột. Bằng không Thiết Cúc Hoa sao dám kiêu ngạo những năm nay được. Chẳng phải là dựa vào tầng quan hệ này sao? Trước kia lãnh đạo tập đoàn đã biết được tầng quan hệ đó của cô ta nên đã nhường ba phần. Nhưng chủ tịch Diệp chắc là không biết mối quan hệ này. Chuyện này, lão Dương, ông nói có phải là phiền phức không? Ngô Hồng Sơn nói. Thật ra cũng có chút phiền phức, đợi tôi về nhắc nhở Diệp Phàm. Việc này không nói không được. Dương Chấn Đông trao mày nói. Còn thế nào được nữa, lẽ nào lại hỏi tội Thiết Cúc Hoa sao? Ngô Hồng Sơn thở dài. Lúc này có một người trung niên đang ngồi trong nhà họ Tống tinh phó chủ tịch thành phố Hạng Nam. Chị xem, đã nói với các chị rồi, làm công việc thì qua loa, đi công đoàn có phải hơn không, hàng ngày ngồi uống trà, đọc báo rồi lĩnh lương. Chị đấy, văn hóa không có lại còn đòi lên phòng tài chính, bên tài chính quan trọng như thế nào, nếu có sai lầm tí cũng là chuyện đại sự đó. Tôi hoàn toàn không đồng ý cho chị ấy đi, chị ấy làm không nổi đâu. Chắc chắn là không lên phòng tài vụ đâu, lần này lại mang chuyện gây rối rồi. Các anh chỉ nghĩ rằng Tống tinh tôi ở Hạng Nam này một tay lên trời được sao, không cần phải nói đến tôi, ngày trước cái lão hổ thế nào. Tống tinh tôi có năng lực như cái lão hổ không? Các anh cũng không thèm suy nghĩ, một người chưa đến 30 tuổi mà đã ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn Hoành không, liệu có dễ chơi lại anh ta không? Việc này, không nói nữa, không nói nữa, để cô ấy thử đi mấy hôm. Bằng không đúng là đàn bà phụ nữ chiếm nửa thế giới phải không? Tống tinh tức giận đến phát run. Nhưng chồng của Thiết Cúc Hoa cũng đã tìm đến, cộng thêm cả vợ Dương Chân cũng đang gạt nước mắt,
Tống Tinh sắp phát điên rồi. Lão Tống, đúng là anh không quản sao? Dương Cầm chảy nước mắt hỏi. Không quản, không quản. Tống Tinh vung tay lên. Anh rể, chị Cúc Hoa cũng đã ngoài 40 rồi, cục trưởng Bao là người như hổ, như sói. Nghe nói anh ta cũng là người luyện võ, một mình có thể đấu lại 7, 8 người. Hơn nữa anh ta lại là thân tín của Diệp Phàm cũng là người nóng nảy. Nếu như Hoa Cúc làm chuyện gì thì chắc chắn là phiền rồi. Làm sao bây giờ đây? Chồng của Thiết Hoa Cúc là Trần Phát cầu xin. Ai bảo cô ấy làm bừa, công ty có quy định của công ty, cô không đi làm thì người ta trừ lương của cô là đương nhiên. Việc này cứ ngồi lại từ từ bàn bạc là được, anh không thể dùng cách cực đoan được, nếu như lớn lên là phạm pháp đó. Anh đã vô lý lại còn gấp sức ép với người ta, anh nghĩ xem nếu như các cán bộ trong công ty đều như thế thì chủ tịch Diệp sẽ cai quản thế nào được. Tống Tinh nói. Lão Tống, như thế chẳng phải là chị sẽ bị chịu hình phạt sao, không được, không được, ông hãy gọi điện thoại cho chủ tịch Diệp đi, bảo anh ta thả người ra, đền tiền cũng được, nhưng phải thả người. Dương Cầm sợ hãi nói. Làm, cô bảo tôi phải làm thế nào đây, cô nghĩ rằng Diệp Phàm lại nghe lời tôi sao? Người ta là cán bộ cấp thứ trưởng, còn chồng cô chỉ là cấp phó giám đốc sở khun hơn, chỉ là một cấp phó chủ tịch tỉnh, cô nói tôi phải làm sao? Tống Tinh cũng tức, trừng mắt nhìn bà xã. Chức phó chủ tịch tỉnh. Dương Cầm và Trấn Phát đều hỏi, bốn mắt nhìn nhau rồi kinh hoàng. Sao có thể, không phải chỉ là chủ tịch một công ty thôi sao? Sao lại có thể đọ với chức phó chủ tịch tỉnh, không thể nào? Dương Cầm có chút không tin. Tôi còn lừa cô sao? Tiền nhiệm chức bí thư đảng ủy Hoành Không là đồng chí Vệ Ngọc Cường còn kiêm cả chức trợ lý chủ tịch tỉnh, là cán bộ cấp phó tỉnh. Vậy Diệp Phàm cũng có cấp bậc như anh ta đúng không? Tống Tinh hừ nói. Lão Tống, lẽ nào phải để chị vào trong nhà tù sao? Dương Cầm vẻ mặt đáng thương hỏi. Tôi có cách gì chứ? Diệp Phàm không phải dễ nói. Tống Tinh cũng ra vẻ bất đắc dĩ rồi. Hừ, anh không đi thì tôi đi tìm chủ tịch tỉnh. Anh không nói được Diệp Phàm thì chủ tịch tỉnh cũng có thể nói được. Dương Cầm tức giận rồi. Cô muốn làm gì? Bốp một cái, Tống Tinh đã đập lên bàn. Tôi không thể để chị tôi phải ngồi tù được. Dương Cầm nức nở nói. Được rồi, thật là phiền phức, để tôi nghĩ cách. Tống Tinh xua tay, ngồi lên sofa. Cách nhau vẻn vẹn nửa tiếng đồng hồ, Dương Chấn Đông cũng đến văn phòng của Diệp Phàm. Nói chuyện mà Ngô Hồng Sơn nói ra cho Diệp Phàm nghe. Lão Dương anh nói xem, việc này không giết một người để răn trăm người thì đâu có được. Diệp Phàm đưa điếu thuốc cho Dương Chấn Đông rồi hỏi. Theo lý mà nói thì làm như thế bằng không những con người kia cũng sẽ thế. Chỉ là việc này, cũng không dễ dàng xử lý. Dương Chấn Đông nói, nhìn đồng hồ rồi nói. Tôi còn có việc, xin về trước. Cáo già, vừa mới động vào người có kẻ đứng sau cứng một cái là chuồn mất. Đang lúc ăn trưa thì Lam Tồn Quân gọi điện đến hỏi. Anh Diệp, chuyện của Thiết Cúc Hoa đã xử lý xong chưa? Chưa. Diệp Phàm nói. Có phải Tống Tinh đã mời khách anh rồi phải không? Ha ha, đều là đồng nghiệp mà, người ta đã cầu cứu đến cửa nhà mình rồi, đều muốn truyền đạt đến anh. Lam Tồn Quân cười nói. Ông ta có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Đầu tiên ông ấy thay Thiết Cúc Hoa nhận sai, là bà ấy làm không đúng. Nhưng ông ta cũng hy vọng anh có thể tha cho bà ta lần này. Mấy hôm nữa ông ấy sẽ nghĩ cách để đưa bà ấy ra khỏi Hoành Không. Đối với ông ta mà nói thì cũng không khó. Chẳng qua người đàn bà này cũng kỳ lạ, lại cứ muốn ở lại Hoành Không, ngày trước muốn để bà ta đến phòng tài vụ nhưng sau đó không biết thế nào mà cứ đòi ở lại Hoành Không. Cho nên việc khác đều không làm được, chỉ nhận lương thôi. Nhưng lần này thì đã được giáo huấn rồi chắc chắn là người ta cũng sẽ không dám làm nữa. Lam Tồn Quân nói. Chuyện lần này không thể nể mặt cậu em được rồi, tôi nhất định phải xử chuyện của Thiết Hoa Cúc này, bằng không hơn chục nghìn công nhân trong tập đoàn sẽ không phục. Nếu như không xử lý thì gần nghìn người không làm gì mà cứ nhận lương vẫn sẽ tiếp tục. Công ty không thể quản lý được, cậu em việc này cũng mong cậu sẽ hiểu. Mà càng muốn chúng ta thả thì chúng ta càng phải làm. Như thế hiệu quả mới tốt hơn. Diệp Phàm nói, tuy Tống Tinh cũng có giúp tôi chút ở thành phố nhưng quan hệ của chúng tôi cũng bình thường. Việc này anh Diệp muốn làm thế nào thì làm, tôi cũng chỉ là nói vậy thôi. Mà tôi thấy hoàn toàn có thể lấy chuyện của Thiết Cúc Hoa ra làm văn được. Bằng không Hoành Không sẽ không quản nổi hơn chục nghìn người đâu.
tập đoàn Hoành không quá lớn rồi, nhiều người quá, nhiều khiếm khuyết quá. Lam Tồn Quân tỏ vẻ lý giải, sau đó hỏi. Nhưng anh Diệp, anh đã chuẩn bị phải xử lý bà ta thế nào chưa? Tôi có chút hiếu kỳ. Khai trừ. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Khai trừ, có hơi quá không? Việc này sẽ để lại hậu quả không nhỏ đâu, nghe nói hậu đài của Tống Tinh là lão chủ tịch đó. Hay là trừng phạt chút rồi lại cho bà ta đi làm là được, nếu như khai trừ thì nghiêm trọng quá. Dù gì thì trong mấy ngày nữa Tống Tinh cũng sẽ điều bà ta đi nơi khác mà. Đừng nên gây thù chuốc oán với Tống Tinh có phải không, nếu như khai trừ tức là đã gây thù rồi đó. Tuy ông ta không có quyền gì với anh nhưng thực lực của lão chủ tịch kia ở Thiên Vân không phải là nhỏ đâu. Lam Tốn Quân kinh ngạc nói. Mặc kệ, chuyện này cứ thế đi. Tống Tinh muốn thế nào tôi tiếp chiêu là được rồi. Nếu như cứ để loại người như Thiết Hoa Cức mà an nhàn làm việc ở thành phố thì xã hội này còn là xã hội gì nữa? Diệp Phàm hừ nói. Ôi, việc này anh cũng phải chú ý đó. Lam Tồn Quân thở dài nói. Dự án đại lộ Tinh Huy tỉnh đã có phê duyệt chính thức rồi đó. Không lâu nữa thành phố sẽ triển khai đấu thầu, công ty Thiên Mã của anh cũng phải nắm bắt cơ hội này, để có thể có được công trình này. Tôi cũng là dễ làm ăn hơn đúng không? Được. Việc này tôi lập tức thông báo cho đồng chí Khương Quân. Diệp Phàm nói. Buổi chiều ngày hôm đó, Diệp Phàm đến văn phòng của Cái Thiệu Trung. Bí thư Cái, sáng nay đã xảy ra chuyện này. Tôi đang nghĩ không thể kéo dài thêm, chiều chúng ta sẽ đi, bằng không chục nghìn công nhân của Hoành không chúng ta sẽ có vấn đề lớn về mặt quản lý đó. Đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến cho các công nhân đang ở vị trí lo lắng, vì chính những công nhân không còn vị trí cũng sẽ vẫn nhận được lương như thế. Diệp Phàm ngồi trên chiếc ghế đối diện với Cái Thiệu Trung nghiêm túc nói. Được, chuyện xảy ra buổi sáng tôi cũng đang chú ý đến. Vốn muốn đi một chuyến nhưng sau nghe nói là anh đi nên tôi tin rằng anh cũng sẽ xử lý tốt chuyện này, nên cũng không đi nữa. Cái Thiệu Trung nói, nhìn Diệp Phàm rồi nói. Quả nhiên đồng chí Diệp Phàm đã không làm tôi thất vọng. Việc này không làm lắng xuống thì tôi cũng sẽ làm. Bí thư Cái, tôi cũng cần anh ủng hộ. Diệp Phàm nói. Tôi luôn ủng hộ công việc của anh, nếu là việc để phát triển Hoành không tôi lúc nào cũng đồng ý. Cái Thiệu Trung nói. Lần này đi giải quyết việc của Thiết Cúc Hoa, ý tôi là giết một người để răn trăm người, ý anh thế nào bí thư Cái? Diệp Phàm hỏi. Anh muốn xử lý thế nào? Cái Thiệu Trung hỏi. Khai trừ. Diệp Phàm nói ra hai chữ. Ha ha, Thiết Cúc Hoa chỉ là một công nhân bình thường trong số 13.000 công nhân ở Hoành không? Tôi đã tìm hiểu rồi, người này không cấp bậc cũng không có chức gì cả. Mà mấy năm nay còn không đi làm. Muốn xử lý thế nào đều có thể do chủ tịch của Hoành không giải quyết, việc nhỏ này không cần phải hỏi tôi. Cũng không phải là vấn đề lớn về nhân sự của Hoành không phải không? Bí thư đảng ủy như tôi quản nhân sự là được rồi. Cái Thiệu Trung cười nói, nếu như người này là cấp bậc, chức vụ chính thì tôi có thể có đề nghị. Cái Thiệu Trung rõ ràng là không muốn phiền phức. Có thể đã nghe ngóng được quan hệ của Thiết Cúc Hoa. Lại nói ra việc qua loa tắc trách của bí thư đảng ủy. Chương 3007, khai trừ. Vậy ý của bí thư Cái là đồng ý với việc tôi quyết định khai trừ Thiết Cúc Hoa phải không? Diệp Phàm hỏi lại một câu. Không phải tôi vừa mới nói rồi sao, đấy là việc của anh, không phải việc gì lớn cả. Lẽ nào còn muốn hội nghị thường vụ họp bàn về vấn đề này sao? Cái Thiệu Trung hừ nói. Vậy là được rồi, tôi xin đi trước. Diệp Phàm cầm lấy kẹp công văn bước đi. Buổi sáng ngày thứ hai Diệp Phàm cho triệu tập cuộc họp ban lãnh đạo công ty. 20 cán bộ của Hoành không trừ những người không có mặt ở tổng bộ đều đã tới. Các đồng chí, chuyện phát sinh sáng nay chắc chắn các vị ngồi đây đều đã biết. Tôi không nói lại cụ thể nữa. Hôm nay mời các vị đến đây chính là muốn bàn về việc xử lý Thiết Cúc Hoa đứng đầu vụ lộn xộn này. Diệp Phàm nói. Loại người này sớm đã phải bị khai trừ ra khỏi công ty. Mấy năm nay rồi đều không đến làm chỉ lăm le đến nhận lương thôi. Nếu như những người trong công ty chúng ta đều như cô ta thì sẽ ra sao? Khổng Ý Hùng nói đầu tiên, những người ngồi đây nghe đã hiểu. Khổng Ý Hùng là tướng thân cận của Diệp Phàm không tiện đứng ra nói thì ông ta sẽ ra mặt rồi. Lời nói của Khổng Ý Hùng được truyền qua micro. Đúng. Đã không làm việc lại còn cầm đầu chuyện đi làm náo loạn lên, họ muốn làm gì chứ? Chuyện này không thể cứ kéo dài được, nếu như cứ kéo dài thì tập đoàn chúng ta sao mà đứng lên được? Các đồng chí nghĩ xem,
nhưng người đang làm việc kia họ sẽ nghĩ thế nào? Chủ yếu là phải diệt người cầm đầu chuyện này. Bằng không cán bộ, công nhân viên trong công ty sẽ không chấp nhận, như vậy sẽ khiến công ty bị hủy diệt. Tào Khải Hùng cũng luôn cảm kích Diệp Phàm đã chuyển anh ta đến nhận nhiệm vụ quản lý nhân sự, nên giờ đã có cơ hội ủng hộ Diệp Phàm rồi. Đúng vậy, chủ nhiệm Tào nói đúng, chủ nhiệm Tào là người phụ trách mảng nhân sự của công ty. Theo như quy định về nhân sự, nếu như cán bộ, công nhân nào nghỉ tự do 3 tháng, sau khi công ty đã có công văn mà vẫn không đến tức sẽ bị khai trừ. Mà mấy năm nay Thiết Cúc Hoa không hề đến làm, chuyện này không thể được, nghe nói năm kia, năm ngoái cũng có công văn thông báo rồi. Nhưng cho đến nay vẫn không hề chấp hành, ngay từ khi Chủ tịch Diệp đến không lâu cũng đã gửi công văn đến cho họ, hẹn cho họ 1 tháng. Đa phần họ đều đã quay lại để tham gia lớp huấn luyện nhưng vẫn có người thờ ơ, không chấp hành, đến giờ thời hạn cho họ cũng đã hết. Theo như quy định về nhân sự của công ty mà xử lý thì việc khai trừ cô ta là hoàn toàn hợp lý. Bao Nghị cũng đương nhiên là ủng hộ rồi. Chủ tịch Diệp, tuy khai trừ một công nhân chỉ là việc nhỏ nhưng chúng ta là doanh nghiệp nhà nước, việc khai trừ một công nhân cũng là chuyện lớn. Hay là đem chuyện này báo cáo lên hội nghị thường vụ để quyết định. Đồng chí chủ nhiệm trung tâm kỹ thuật Trương Kiến Thiết do dự, nói. Đúng vậy, chỉ một mình Thiết Cúc Hoa thì không nói, nhưng còn cả 900 công nhân khác. Thiết Cúc Hoa thực ra là người cầm đầu của bọn họ. Nếu như khai trừ cô ta rồi chắc chắn sẽ khiến 900 người kia phải khủng hoảng tâm lý. Đến lúc đó những người này, các vị ở đây đều biết họ là những người không chịu di rời mà. Đằng sau mỗi người họ đều có quan hệ lớn, nếu cùng nhau gây sức ép thì chúng ta cũng đủ đau đầu rồi. Tôi đang nghĩ, có thể cho Thiết Cúc Hoa một cơ hội nữa không, dù sao cũng liên quan đến vấn đề bát cơm manh áo của cô ta mà. Chúng ta càng phải thận trọng, trước mắt họ tấn công về bộ phận tài vụ, lần sau thì sao, rồi sẽ đến bộ phận nhân sự sao. Thế thì phiền rồi. Chủ nhiệm bộ phận quản lý tài sản Trương Khiết nói. Loại người này nếu cứ như thế này thì bao nhiêu con người trong công ty có thể phục lãnh đạo công ty đây? Công ty của chúng ta có thể nào tiến lên được không? Dù sao cũng không có trách nhiệm chịu sức ép, nhưng sau này chuyện cứ thế xảy ra thì còn cần Chủ tịch Diệp quản lý không? Khổng Ý Hùng ngôn từ sắc bén nói. Ngày trước Trương Khiết là thuộc hạ của Chu Đống, từ những lời nói này có thể đã như có chỉ thị gì rồi. Đúng vậy, nói hay lắm. Việc khai trừ cô ta là việc của bên nhân lực của công ty. Hôm qua họ đã đến đàn áp bên tài vụ nếu như mấy ngày nữa đến lượt bên nhân sự chúng ta thì sao? Bởi vì chuyện tuyên bố này cũng phải do bên nhân sự chúng tôi chấp hành mà. Không thể được tiếp tục như thế này được. Tào Khải Hùng nói. Ý của tôi không phải là không đồng ý việc xử lý Thiết Cúc Hoa. Ví dụ có thể ghi chép lại đều được. Cho cô ta 1 tuần nữa để kiểm soát rồi sau đó lại về huấn luyện thêm. Chỉ là cho cô ấy một cơ hội thôi mà. Làm như vậy, cũng có thể nói được mấy trăm người kia đúng không? Nếu như dùng phương pháp áp đặt để xử lý, chỉ sợ sẽ phải chịu hậu quả thôi. Trương Khiết cương quyết nói. Hậu quả sau này, lo trước sợ sau thì không có hậu quả phải không? Tôi thấy hậu quả còn nhiều hơn. Đến lúc đó, làm thì không muốn làm, không làm còn đòi nhận lương. Công ty không có ai làm thì tập đoàn chúng ta chỉ có thể là đi xuống mà thôi. Công ty đã sụp đổ rồi, chúng ta còn ngồi đây thì biết làm gì. Ở đây không phải chỉ can thiệp đến lợi ích thiết thân của chúng ta mà còn liên quan cả đến lợi ích thiết thân của hàng chục nghìn công nhân kia kìa. Chúng ta không thể vì một bộ phận ít đồng chí mà để công ty sụp đổ. Vì thế việc này chắc chắn không được. Nhất định phải diệt ngay mầm mống này, bằng không khi nó đã nảy sinh manh nha rồi thì còn khó diệt hơn. Bao Nghị cũng kiên quyết nói, ủng hộ Diệp Phàm. Đều có khiếm khuyết cả. Tôi thấy hay là cứ báo cáo lên hội nghị thường vụ xem sao. Trương Khiết nói nửa vời, Diệp Phàm liền khua tay luôn. Việc này cứ thế đi, khai trừ Thiết Cúc Hoa. Diệp Phàm vừa nói đến đây thì điện thoại đổ chuông. Lấy điện thoại ra, chúng là số điện thoại của Bí Thư Ninh. Hắn ta nhanh chóng khua tay đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Nghe nói hôm qua có hàng trăm công nhân đã về rồi còn làm đình công đúng không? Ninh Chí Hòa nghiêm túc hỏi. Vâng. Đã dẹp rồi, hiện đang mở cuộc họp để quyết định khai trừ người cầm đầu Thiết Cúc Hoa. Diệp Phàm thấy trong lòng buồn bực, nói. Đã tuyên bố chưa? Ninh Chí Hòa hỏi. Vẫn đang thảo luận, đang nói đến lúc khai trừ cô ta thì bí thư đã gọi điện đến. Diệp Phàm nói. Vậy thì đừng khai trừ. Ninh Chí Hòa nói. Không cần khai trừ, nhưng không khai trừ không được. Diệp Phàm nói.
cậu đó, Ninh Chí Hòa tôi đã gọi điện đến mà cũng không khiến anh thay đổi được sao? Ninh Chí Hòa có vẻ giận dữ. Việc này không thỏa đáng, người cầm đầu không bị khai trừ thì không thể quản lý nổi. Diệp Phàm nói, đừng có giả bộ giả ngớ ngẩn để lừa tôi, anh đang muốn giết gà dọa khỉ đúng không? Đương nhiên theo quy định thì có thể khai trừ Thiết Cúc Hoa. Nhưng có những việc mà trong đó nó cực kỳ phức tạp, còn về nguyên nhân thì cậu không nên hỏi, tôi tin rằng cậu có thể có cách thỏa đáng để xử lý đẹp chuyện này. Vừa có thể tạo ra sự sợ hãi cho những người còn lại, và cũng thuận lợi cho việc quản lý nhân viên. Ninh Chí Hòa có chút huyền chuyển nói. Tôi không nghĩ ra được cách nào cả, trừ phi là khai trừ cô ta. Diệp Phàm nói đến đây, rồi lại hỏi. Hay là bí thư cho chỉ thị xuống, đến lúc đó tôi sẽ tuyên bố rằng đó là chỉ thị của bí thư Ninh, để công ty sẽ phải tiến hành theo đúng chỉ thị. Anh đang châm chọc tôi phải không? Ninh Chí Hòa có chút tức giận, nói rất nặng. Tôi đâu dám, bí thư Ninh nói một tiếng là tôi có thể mất cái chức này mà. Diệp Phàm cũng tức giận nói. Anh đó, nói tôi phải nói anh thế nào? Có những chuyện tôi không phải đã nói rồi sao, phải biến đổi theo hoàn cảnh chứ? Không phải chỉ nhất định chết trên một cái cây, thắt cổ cũng có nhiều cách để thắt mà. Vừa có thể đạt được mục đích của anh mà cũng có thể khiến mọi việc được hoàn thiện đúng không? Ninh Chí Hòa tiếc rằng sắt không rèn thành thép được. Tôi không nghĩ cách nào mà có thể khiến việc xảy ra đều hoàn hảo được. Bí thư Ninh có chủ ý gì thì nói ra, Diệp Phàm ngu muội. Diệp Phàm vẫn giả ngây ngô nói. Anh không phải ngu muội, anh là cái tính cũ. Tôi đang vì bảo vệ anh, là vì lợi ích của công ty anh thôi. Không cần phải vì một Thiết Cúc Hoa mà để công ty chịu tổn thất nặng nề. Mà anh còn phải làm nhiều việc để mà vực Hoành không phát triển lên. Mà không phải chỉ nhằm vào một chuyện mà không buông tay. Chỉ là một chuyện nhỏ, có những lúc chúng ta phải vì đại cục chứ. Mặc dù có hy sinh chút nhưng vì đại cục ổn định là có thể rồi phải không? Ninh Chí Hòa nói. Việc này tôi thấy là chuyện lớn, không xử lý không được, không xử lý không được. Diệp Phàm hừ nói. Anh đúng là không nghĩ thoáng ra sao, thật sự muốn thắt cổ trên cây sao? Ninh Chí Hòa như muốn điên lên. Tôi thích cách chết thắt cổ trên cây có, đương nhiên nếu như chú Ninh có cách gì thì hãy bảo cháu. Diệp Phàm nói. Bộp một cái, Ninh Chí Hòa tức giận liền tắt điện thoại. Diệp Phàm từ nhà vệ sinh đi ra, hắn ta liền tuyên bố việc khai trừ Thiết Cúc Hoa. Và yêu cầu Tào Khải Hùng lập tức cho người làm quyết định này. Khai trừ, sao có thể thế? Phó Chủ tịch Tống không tin. Cha à, thế là thế nào, con đang lo lắm rồi. Hôm qua nói là cha nói với tên họ Diệp kia để ép hắn. Chắc chắn là đã quên rồi, con phải gọi điện cho hắn ta. Vợ của Tống Tinh Dương cầm đã tức giận rồi, cầm điện thoại lên. Chủ tịch tỉnh Thiên Vân Trương Hồng Đông chính là cha nuôi của Dương Câm, đương nhiên khi Chủ tịch Trương nhận xuống cải tạo nên mới nhận nhà họ Dương. Sau đó Dương Câm sinh ra, nên ông ta đã nhận là cha nuôi. Thực ra chức phó chủ tịch của Tống Tinh cũng chỉ là bám váy vợ Dương Cầm mà có được. Bà đừng có mà làm loạn lên nữa, việc này cha nói là cha xử lý để cha xử lý đi. Còn về sao lại ra như thế này thì chắc chắn là có nguyên nhân. Cha cũng đã 70 tuổi rồi, đừng để cha phải buồn phiền nữa. Tống Tinh nói. Ông còn nói nữa, trước bảo ông nói với bên Hoành không một tiếng, chị thích bên tài vụ thì cứ để chị sang đó. Anh lại cứ nói là chị không biết gì. Còn chưa tốt nghiệp tiểu học, nên không làm được. Có gì mà không làm được, đi đến đó nghe điện thoại, pha trà là hết chứ có gì. Chỉ cần không phải làm việc về nhập số liệu kế toán là được. Dương Cầm tức giận, như sư tử Hà Đông chửi mắng. Nghe điện thoại, là Thiết Cúc Hoa, người ta được gọi là mãn yêu tinh thần, lại còn không tự biết mình, cả ngày chỉ phun nước hoa nồng nặc đến cả mũi trong nhà vệ sinh cũng phải chết sặc. Không phải là tôi nói chị ta, Dương Cầm. Dù gì thì bà cũng là xuất thân từ nhà cán bộ, có lãnh đạo nào muốn ngày nào cũng phải chịu kiểu đó. Như thế còn kinh hơn. Tống Tinh cũng giận, không hề suy nghĩ gì và nói. Chương 3008, cút đi cho tôi. Cái này đúng là phiền phức rồi. Được, được, anh được lắm. Giờ đã là phó chủ tịch thành phố rồi, anh không còn thấy tôi tốt nữa đúng không? Anh ngại tôi đã già rồi, anh chê tôi xấu. Chê tôi có phải không, anh còn có lương tâm hay không, năm đó không phải là anh đã sắp trắng mặt ra không? Lại còn quỳ trước nhà tôi 3 ngày 3 đêm, nếu không phải năm đó anh đói gần chết rồi thì tôi cũng mặc kệ anh. Anh nói đi, có phải anh đã có người đàn bà nào rồi không?
hôm nay chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng. Dương Cầm tức giận rồi, kéo tay áo Tống Tinh nói. Nếu nói ra thì Dương Cầm nói cũng đúng, thực ra bà ấy không xấu như chị gái là Thiết Cúc Hoa nhưng cũng không được tính là xinh đẹp. Nếu tính chính xác ra thì đến trung bình cũng không được, chỉ có thể nói là hàng tầm thường, đương nhiên cũng không phải nói là quá xấu. Năm đó Tống Tinh cũng đã nghe ngóng được nhà họ Dương có quan hệ với Chủ tịch Trương, nên đã tiến hành theo đuổi Dương Cầm. Đương nhiên Tống Tinh cũng không sợ những người trong nhà họ. Đàn ông mà nhiệm vụ chống đỡ của người trong nhà, bên ngoài cũng phải phiêu lưu mới đúng chứ. Như vậy cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc đúng không? Không phải là bà đang hồ đồ rồi không? Bà là bà còn chị bà thì như sao đầy trời còn bà thì không thế. Chuyện này là hai chuyện khác nhau, không thể nói lẫn vào được. Tống Tinh thấy đau đầu. Hừ, họ Tống kia, giờ thì tôi cũng đã nhìn rõ bộ mặt của anh. Năm đó khi anh thấy chị tôi, lúc nào cũng nói mặt chị tôi xinh, mặt chị tôi phúc hậu. Giờ thì lại nói một nẻo. Không được, không được, tôi phải gọi điện nói với cha nuôi tôi mới được. Tôi muốn nói cho ông ấy biết cái lòng dạ đen tối của anh. Dương Cầm muốn cầm điện thoại lên. Rốt cuộc bà muốn làm cái gì? Tống Tinh nắm chặt lấy tay của Dương Cầm, không cho gọi điện. Họ Tống kia, bỏ tay ra. Dương Cầm đúng như sư tử Hà Đông trừng mắt nhìn chằm chằm phó chủ tịch Tống. Nhưng Tống Tinh đúng là có chút nhút nhát, người đàn bà này tức giận có chút đáng sợ. Vấn đề là Tống Tinh dựa vào váy vợ mà lên trừ phi cả đời ông ta chỉ dậm trận tại chỗ này. Tuy chủ tịch tỉnh đã về hưu nhưng những người con nhà họ Trương cũng đều uy phong, con trai lớn của chủ tịch Trương Hồng Đông là Trương Cổ Khánh giờ đã là trưởng ban thư ký văn phòng chính phủ. Tuy giờ đang xếp hạng cuối của 9 thành viên phó trưởng ban thư ký quốc vụ viện. Nhưng bởi vì bạn của chủ tịch Trương Hồng Đông là đồng chí Trịnh Tùng Tiền hiện là chức ủy viên quốc vụ viện. Cho nên cần phải dựa vào quan hệ, cộng thêm anh ta lại không khiến ai thất vọng, nên anh ta chuyên phụ trách công việc của đồng chí Trịnh Tùng Tiền rồi. Xin bà, nếu có gọi để tôi gọi. Tống Tinh cầu khẩn nói, ông ta chỉ sợ bà xã không biết nặng nhẹ, lại khóc lóc om sòm trước mặt cha nuôi thì đúng là phiền rồi. Hừ, ông gọi đi, tôi không quản việc gì cả, cứ giải quyết thỏa đáng chuyện của chị là được rồi. Bằng không tôi cũng sẽ đến đập bàn Diệp Phàm. Dương Cầm tức giận nói. Đến lúc đó cũng sẽ mất mặt chủ tịch Tống nhà ông. Đúng 2 giờ chiều, nhân sự của tập đoàn Hoành Không đã ra thông báo khai trừ Thiết Cúc Hoa. Bảng thông báo đã đầy người, đại bộ phận đều là những người vốn không đến làm, nên đã quan sát xem kết quả ra sao. Xứng đáng. Loại người này sớm phải bỏ đi rồi. Mẹ kiếp mấy năm không đi làm mà vẫn còn dám đến đập bàn, nếu có bắn chết cũng không phải quá. Một người thanh niên nhìn thấy thông báo tức giận. Đúng vậy, nên như thế. Lãnh đạo trước kia đều không lên tiếng. Chỉ có chủ tịch Diệp là quyết đoán, nên làm thế này mới đúng. Chẳng cần băn khoăn nó có thế mạnh gì hay không, chúng ta ủng hộ anh ấy. Một người trung niên khác nói. Có người đằng sau thì thế nào chứ? Chủ tịch Tống thì sao chứ? Chủ tịch Diệp của chúng ta chẳng để ý đến thân thích đó mà thẳng thừng quyết định. Người thanh niên đó nói, vẻ mặt vui sướng. Làm hay lắm, nếu như có thể đuổi hết bọn không làm gì mà đòi lấy lương ra mới đúng. Người trung niên thêm vào. Các người đều là những con chó dưới chân Diệp Phàm phải không? Một người không đi làm, cũng có quan hệ không tồi với Thiết Cúc Hoa, chỉ 3 người kia nói. Bà mới là chó đấy, đến cả con còn không đẻ được. Người thanh niên không hề dễ dãi, liền chửi lại ngay người bạn này của Thiết Cúc Hoa. Sao các người lại có thể chửi mắng chị Lý như vậy, cút hết đi cho tôi. Thiết Cúc Hoa cũng xông ra nói. Nên mắng chửi đúng là mắng chửi các người, đúng là không bằng con chó. Người trung niên nói. Bởi vì ông ấy thấy càng ngày càng nhiều người vây lại, tổng thể là những người đi làm đã đông hơn những bà không đi làm kia. Xé rách cái miệng thối của nó ra. Chị Lý tức giận. Giơ tay ra lao về phía người trung niên, thế là đánh nhau. Đàn bà mà đánh nhau là chanh chua rồi, bọn người không làm gì để cho công ty suýt bị đóng cửa, chúng ta phải nói với chủ tịch Diệp, khai trừ bọn họ. Người già kia nói, lời nói của ông lão đúng là có uy, ông ấy vừa gọi mà đã có đến mấy chục người đến, tất cả đều là những thanh niên trẻ tuổi. Trong khoảng thời gian ngắn mà cả hiện trường đã loạn lên, người càng ngày càng đến đông, có đến cả nghìn người đang vây quanh bảng thông báo. Bao Nghị cũng báo cáo cảnh sát, đưa người đến. Nhưng Bao Nghị là một người cũng rất quỷ, đến muộn một chút. Phát hiện ra 2,
300 người không đi làm đã sớm bị những người đi làm đánh cho tơi bời khói lửa rồi, tí nữa thì đến cả ngực cũng lộ cả ra ngoài. Cũng có những bà áo ngực cũng đã bị xé ra thành từng mảnh, như hai miếng vải đắp lên hông vậy. Nghiễm nhiên hai miếng bánh mì lại dắt ở trên dây lưng, cứ như khí thế mà trước kia đoàn Hồng quân đánh du kích vậy. Đương nhiên, các bà này cũng không phải dùng để cho đẹp. Trên nét mặt những người thanh niên này đều vui vẻ, tự nhiên lạ thành ra thế này. Đúng là không ra sao, hôm qua các người gây loạn, không ngờ hôm nay lại gây loạn ở đây sao, lại coi Hoành Không là sân tập võ có phải không? Đi về đồn hết cho tôi. Bao Nghị nghiêm túc, cùng mười mấy người nữa đưa hết những người này về đồn. Nhưng khi Bao Nghị đang điều tra thì bị Cái Thiệu Trung mời đến. Anh làm cái gì thế? Cái Thiệu Trung nghiêm túc nói. Sao lại làm thế, ý của bí thư cái là sao? Bao Nghị giả vờ hồ đồ. Anh lại còn không biết sao? Cái Thiệu Trung hừ nói. Tôi đúng là không biết, bí thư cái xin cứ chỉ bảo. Bao Nghị nói. Lại còn giả vờ. Bộp một tiếng, Cái Thiệu Trung gõ xuống bàn, đứng hẳn lên nói với Bao Nghị. Việc đã làm dùm beng lên rồi, nhưng anh có báo cáo với bí thư đảng ủy của Hoành Không tôi không? Vừa rồi tôi đã báo cáo với Chủ tịch Diệp. Chủ tịch Diệp nói là nhanh chóng đến xử lý, lần này không thể chậm trễ được, phải nghiêm túc xử lý. Bằng không việc này nếu cứ diễn ra thì sẽ không dễ giải quyết. Tôi phải xử lý xong mới về báo cho bí thư được. Mà việc này cũng chỉ là một đám đàn bà, cũng không phải án hình sự nghiêm trọng gì. Bao Nghị nói, vẻ mặt nghiêm túc. Bộp, lần này Cái Thiệu Trung còn đập bàn mạnh hơn. Làm xong mới báo cáo, trong mắt anh còn có bí thư đảng ủy Cái Thiệu Trung tôi không? Cái Thiệu Trung tức giận, cảm thấy như bị khinh bỉ, coi thường. Đây là việc quản lý của công ty, tôi cũng đã báo cáo cho Chủ tịch Diệp và xin chỉ thị rồi. Nếu như việc này còn làm phiền phức cho bí thư cái, thì chắc chắn bí thư cũng không vui đúng không ạ? Bao Nghị bình tĩnh nói. Được lắm, anh đúng là một sở trưởng tốt. Cút đi cho tôi. Cái Thiệu Trung tức giận, quát mắng. Bí thư cái, bí thư nói tôi cút đi phải không? Bao Nghị nghiêm túc nói, đột nhiên xoay người lại hỏi Cái Thiệu Trung. Thư ký của Cái Thiệu Trung là Điền Phi Mạo liền nhanh chóng quay lại, đúng lúc đóng cửa, không ngờ. Không cần đóng cửa, Bao Nghị, anh cút ra CS tôi. Cút, cút ngay đi, tôi không thèm nhìn mặt anh nữa. Cút về chỗ của anh, đừng có ở đây mà làm tôi chướng mắt. Cái Thiệu Trung tức, mắng chửi liên tục. Tôi cút. Bao Nghị ôm tập tài liệu rồi đi ra ngoài, mà cũng không đến báo cho Diệp Phàm. Về ngay sở công an. Mà về hẳn sở triệu tập mọi người, hét lớn. Khi nãy có chỉ thị của bí thư cái, nói là chúng ta sở công anh của Hoành Không này, cút hết đi. Chúng ta cũng cứ theo lệnh mà làm, ở đây không hoan nghênh chúng ta thì chúng ta về tỉnh thôi. Đúng đúng, cút thì cút, chúng ta về tỉnh thôi. Phó sở Đinh Phương Minh cũng hét lớn. Lập tức những cảnh sát đó đều tức giận, gọi ầm ầm lên. Không lâu sau, đèn loè loè. Mười mấy chiếc xe cảnh sát rời khỏi tập đoàn Hoành Không. Còn lại 20 người vẫn tiếp tục hỏi các bà kia. Cái gì, đi đâu, đi đâu? Phó chủ nhiệm Trương Hưng Phúc gọi điện đến, Cái Thiệu Trung đã tím tái mặt mày. Họ nói là về tỉnh rồi, nói là bí thư cái mắng họ về. Nên họ cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị đó của bí thư. Phó chủ nhiệm Trương nói. Cút thì cút, mẹ nó cảnh sát của Hoành Không, ngoài các anh ra thì chúng nó đều xấu xa hết. Cái Thiệu Trung đá vào ghế, ghế trượt đi trên nền nhà, lao vào tường rồi dừng lại. Bao Nghị đã về tỉnh rồi, cái đám lộn xộn này còn hỏi gì nữa, họ không có quyền tra khảo chúng tôi sẽ tố cáo họ. Chị Lý nhận được tin tức bên ngoài liền giống lên. Hàng trăm mụ đang đứng ngoài đã liền giống lên, mấy cảnh sát này không có Bao Nghị ở đó nên cũng không ra oai được. Hiện tại chỗ dựa đã đi rồi, ai còn dám kháng lại đám người kia chứ, nếu mà không kháng lại được. Lại bị người ta chèn ép thì cong, nên chỉ có thể chạy thôi. Khí thế nhóm người kia dâng cao, Diệp Phàm cùng mấy người khác đến. Không lâu sau thấy không có cảnh sát, toàn bộ đã vây quanh Diệp Phàm. Cuối cùng cao thủ Diệp Phàm thập nhị đẳng đã cho những mụ kia đầu tóc thành tổ quả, chân đều khuỵu xuống. Chương 3009, lại gây loạn rồi. Về phần mấy người mà hắn ta dẫn đến ai nấy đều thảm. Cái Thiệu Trung nghĩ mà không ra. Nhưng những đàn bà kia cũng không bỏ qua cho ông ta, hung hăng lao vào phòng làm việc của bí thư cái. Kết cục như thế nào thì cũng có thể nghĩ ra được, cái lão hổ đối mặt với những mụ này cũng thành con hổ giấy thôi,
cũng có kết cục phải đối đầu như Chủ tịch Diệp. Đồng chí Trịnh Nhất Thiên, Cục trưởng Cục Công an kiêm Bí thư Chính ủy thành phố Hạng Nam, nhận được điện thoại của Cái Thiệu Trung liền điều mấy chục người đến. Dưới sự giúp đỡ của Trịnh Nhất Thiên, đám người kia cũng đã được khống chế. Bí thư Cái, nghe nói sở trưởng đã đưa người đi là làm theo chỉ thị của bí thư phải không? Diệp Phàm nói, trừng mắt nhìn Cái Thiệu Trung. Một việc quan trọng như vậy mà sao tôi không hề biết, khi nãy nếu như không phát hiện ra bên sở công an không có người thì tôi cũng đã vẫn mơ hồ. Anh đến đây để hỏi tội tôi có phải không? Cái Thiệu Trung biết là không được yên rồi, vốn nghĩ chắc chắn là hắn ta đến ép mình rồi, nên không hài lòng tí nào. Chưa nói đến việc hỏi tội, tôi chỉ hỏi thế thôi, nếu đúng như bí thư Cái ra chỉ thị như thế thì đúng là quá đáng rồi. Nếu như có sở trưởng bao ở đây thì việc hôm nay không thể lớn như thế này. Ngày trước công ty vì sao lại phải có ban bảo vệ, như vậy cũng phải suy xét đến những thủ đoạn cứng rắn của công ty chứ. Mà sở trưởng bao đã mang người đi, công ty có những điều quan trọng, mà quan trọng nhất là máy móc không có ai bảo vệ, đến lúc đó mà lộ ra. Trách nhiệm này bí thư Cái có gánh vác được không? Diệp Phàm hỏi. Chỉ là tôi bảo anh ta cút đi, lẽ nào không có họ thì không sống nổi sao? Có những doanh nghiệp tư nhân người ta cũng không nhỏ hơn chúng ta đâu. Nhưng, người ta cũng có bảo vệ của riêng mình, còn có trách nhiệm hơn cả sở cảnh sát này. Nếu so sánh thì chắc chắn còn hơn cả ở đây. Cho nên tôi thấy công ty chúng ta cũng có thể như thế. Cái Thiệu Trung tức, tuyệt đối không để Diệp Phàm và Bao Nghị tấn công được. Nói thì dễ, làm thì khó, tiếc là chúng ta lại là doanh nghiệp quốc doanh, bí thư Cái cũng không phải là chủ của doanh nghiệp tư nhân. Huống chi muốn thành lập một đội bảo vệ có tố chất đâu phải dễ, đâu phải tiền, và người lúc nào cũng có. Quan trọng là uy tín, chúng ta đâu có thể tin tưởng tùy tiện được. Diệp Phàm hừ một tiếng nhìn Cái Thiệu Trung, nói. Cứ nói như việc khi nãy, bí thư Cái cũng đã thấy cảnh sở công an bị uy hiếp, nên như có công an thì đám người kia có sợ không? Đồng chí Diệp Phàm, anh nói thế là ý gì? Lẽ nào anh phải muốn tôi mời Bao Nghị lại mới được sao? Cái Thiệu Trung nói, nhìn Diệp Phàm rồi lại đột nhiên nói. Đó là điều không thể. Nếu như thế là dung túng cấp dưới mà lãnh đạo phê bình mấy câu cũng không được thì công việc còn triển khai sao được? Đối với một số đồng chí có thể làm được, nhưng tôi muốn nói một vài đồng chí trong mắt tôi tuyệt đối không được. Dung túng, thế nào là dung túng? Bí thư Cái phải phân biệt rõ ràng. Bí thư Cái là nhân vật số một của tập đoàn, là bí thư đảng ủy. Lời nói của anh đại diện cho tập đoàn Hoành Không, anh đại diện cho Hoành Không mà lại nói người ta cút đi, người ta lẽ nào còn mặt mũi mà ở lại đây chứ? Người ta là do tỉnh điều xuống để giúp cho chúng ta trong công tác bảo vệ, không phải là người hầu, người làm thuê mà chúng ta tùy ý mắng chửi được. Nếu không phạm tội gì thì chúng ta đều không có quyền, không thể nói chúng ta là lãnh đạo mà có thể đảnh chửi cấp dưới được. Họ là cấp dưới, chứ không phải người hầu. Diệp Phàm hừ nói. Việc này không cần anh phải nói. Đồng chí Diệp Phàm, tôi nói với anh, chúng ta phải thay đổi cách nghĩ, việc xây dựng lại bộ máy bảo vệ cho công ty nhanh chóng phải bàn bạc rồi. Việc này anh nhanh chóng triển khai đi. Trong thời gian này tôi sẽ yêu cầu bên đồng chí Trịnh Nhất Thiên giúp đỡ chúng ta. Đồng chí Diệp Phàm, là chủ tịch của Hoành Không, việc an ninh trật tự này vốn là việc của anh trực thuộc quản lý. Tôi yêu cầu anh trong vòng nửa tháng phải xây dựng bộ máy an ninh này. Hoành Không chúng ta có nhiều thứ bí mật phải quản lý, không thể để lộ ra ngoài được. Cái Thiệu Trung mang danh dự nhân vật số một ra nói. Chúng ta đã có sở công an chính quy, mà cấp bậc và quy mô không hề nhỏ. Làm sao có thể bỏ phí tiền của để mà lập ban an ninh riêng? Rất xin lỗi, việc này tôi không thể đảm nhiệm được. Mà tôi cũng không đồng ý việc công ty thành lập ban an ninh riêng. Chúng ta là doanh nghiệp quốc doanh, là thuộc chính quyền tỉnh. Việc quan trọng như thế phải được sự đồng ý của tỉnh mới được, nếu không thì một bộ ngành đều có thể bị triệt tiêu. Diệp Phàm nói, đồng chí Diệp Phàm anh có thể không đồng ý xây dựng nhưng đến lúc đó xảy ra vấn đề gì thì bản thân anh có lo liệu được không? Cái Thiệu Trung hừ nói, mặt suýt nữa đã như gan lợn rồi. Tôi cũng muốn nhắc nhở đồng chí Cái Thiệu Trung rằng, người là do anh đuổi đi. Đến lúc đó có bị lộ ra cái gì thì trách nhiệm này ai ai cũng có thể nhìn thấy là thuộc về ai. Về phần thành lập ban an ninh, đó là việc không thể. Chúng ta chẳng có kinh phí, mà cũng chẳng phải làm như thế. Tôi đi trước đây, còn có bao nhiêu việc để lo. Diệp Phàm hừ một cái rồi đi luôn. Đúng lúc đó Trịnh Nhất Thiện nghe điện thoại xong liền tức giận nói. Bí thư Cái,
tôi phải đi rồi. Anh có việc thì đi trước đi, ở đây có bọn họ là được rồi. Cái Thiệu Trung gật đầu nói. Không phải, tôi cũng sẽ dẫn người đi luôn. Trịnh Nhất Thiên nhìn thuộc hạ rồi nói. Ý là sao Trịnh Nhất Thiên? Cái Thiệu Trung trừng mắt nhìn. Tôi không có cách nào khác, ở thành phố nói là tôi không rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao, trên thành phố còn bao nhiêu vụ cần lo, sao tôi lại đến Hoành Không lo việc làm gì. Còn nói Hoành Không đã có sở công an riêng rồi, không cần đến phận sự của chúng tôi. Đến lúc đó người ta sẽ nói là quá giới hạn. Trịnh Nhất Thiên nói. Có phải là đồng chí Lam Tổn Quân nói không? Cái Thiệu Trung nói. Việc này bí thư biết thế là được rồi, tôi không nói ra được. Đã là lãnh đạo có ý kiến thì tôi sẽ phải đi thôi. Trịnh Nhất Thiên nói xong, chỉ huy đám người rút khỏi Hoành Không luôn. Đi đi, cút đi. Cái Thiệu Trung tức quát lên, sau đó về phòng tức đáp cả chén trà. Trong lòng cái Thiệu Trung có chút thê lương, không thể nào, ngày trước khi còn ở Hạng Nam cũng không thể để Trịnh Nhất Thiên dễ dàng. Giờ đúng là trước khác giờ khác rồi, một khi đi là không còn khí thế gì nữa. Đương nhiên, đấu võ này cũng chỉ là đấu mồm mà thôi, vấn đề về an ninh này, Diệp Phàm vẫn phải thay mặt Hoành Không để nói với những người còn lại. Đặc biệt phải dặn dò những đồng chí không được lộ ra ngoài những bí mật đó. Tập đoàn Hoành Không xảy ra chuyện rồi sao, rốt cuộc là chuyện gì, anh nói xem nào. Tổng giám đốc Ngô của tập đoàn Trung Quốc sửng sốt, hỏi một người trung niên hói đầu. Người này chính là Lưu Thành Đoan, chủ nhiệm chính quyền đảng ủy tập đoàn Trung Quốc. Hôm qua, Lưu Thành Đoan nói lại chuyện hôm qua một lượt. Ồ thì ra là thế, tổ ong bò vẽ thế này mà Diệp Phàm cũng to gan xông vào sao. Ngô Trung Bảo cười nói. Có thể việc này càng làm ồn càng lớn, đến lúc đó có thể lấy lại được cân bằng hay không cũng khó mà nói được. Lưu Thành Đoan vui sướng nói. Đáng đời. Để xem chúng nhận được đơn hàng từ Canada xem có thể bình yên mà sản xuất được không. Đến lúc đó trong hợp đồng đến thời gian rồi mà chưa đưa ra được sản phẩm thì chắc chắn vi phạm rồi, vi phạm thì Hoành Không cũng sẽ phải phạt, lỗ vốn thôi. Đó là đương nhiên, nghe nói hợp đồng lần này nếu như bên nào vi phạm chắc chắn sẽ xử lý nghiêm. Tuy Hoành Không nhận được đơn hàng lớn nhưng một khi vi phạm thì phải bồi thường đến cả hơn 200 triệu đô la đó. Như vậy có bỏ ra được không? Phó Chủ tịch Triệu Ý Hùng của Tập đoàn Trung Quốc nói. Ha ha ha, tốt nhất là càng làm ầm ĩ càng tốt. 10 giờ sáng ngày hôm sau, thư ký Đỗ Vệ Quốc vội vàng đến nói. Chủ tịch Diệp, việc đã làm loạn đến cả tỉnh Thiên Vân rồi, hình như có người đang đứng sau chuyện này. Để xem. Diệp Phàm cũng sửng sốt, nhìn vào tờ báo. Tiêu đề rất rõ, Hoành Không đang sắp loạn. Phía dưới trần thuật về hai vụ việc của các mẹ hai ngày hôm qua. Tự nhiên đã nêu rõ khoảng cách của hai người, mâu thuẫn giữa Diệp Phàm và cái Thiệu Trung càng lớn. Cái gì mà không hề dựa vào quy định đã khai trừ một nhân viên chính thức, làm ngược lại pháp luật lao động. Trong đó còn có cả viết lãnh đạo Hoành Không, một chút bồng bột có thể chỉ thị sai lầm. Là ai làm? Diệp Phàm đập bàn một cái. Lúc này Khổng Ý Hùng cũng vội vàng cầm tờ báo vào. Tôi vừa mới điều tra, nghe nói là có người mới gửi đến. Mà tôi cũng cho người sang chỗ biên tập của thành phố rồi, đúng là có chuyện này thật, đã để cho họ đăng lên. Khổng Ý Hùng nói. Sự thật, có vẻ đúng là sự thật, nhưng nội dung trong đó toàn là bịa đặt. Sao lại có thể đăng linh tinh như thế, anh hãy gọi điện đến ngay tòa báo thành phố, yêu cầu họ đăng bài chính xác, sửa đổi bài này đi, nói là xin lỗi, bằng không tập đoàn Hoành Không chúng ta có quyền khởi tố họ. Diệp Phàm đập bàn nói. Chủ tịch Diệp, đây không phải là vấn đề quan trọng nhất. Giờ đều đăng lên rồi, chắc chắn là có người đứng đằng sau. Mà chính xác là bọn họ đăng lên, nhưng những ảnh hưởng đó cũng khó mà trừ đi được. Khổng Ý Hùng nói. Việc cải thiện này không thể kéo dài ra được, nhưng người đứng đằng sau là ai đây? Diệp Phàm trầm tư nói. Mẹ nó, đứa nào mà lại ăn không ngồi rồi lại tìm cách mà chọc ngoáy chúng ta chứ? Cái Thiệu Trung tức giận nói. Sợ tới mức mà chủ nhiệm Trương Hưng Phúc và thư ký Vương Tiểu Mãn cũng không dám lên tiếng. Có phải là chủ tịch Diệp làm không ạ? Việc sở trưởng bao đưa người đi đúng là như thế rồi. Giờ trên báo cũng đã nói rồi, việc trong nội bộ đúng là đã bị lộ ra ngoài rồi. Đến lúc đó việc này đúng là phiền rồi. Vương Tiểu Mãn to gan nói. Cậu thật là ngu ngốc, trên báo tên của Diệp Phàm cũng không ít hơn tôi đâu. Nói rằng khai trừ nhân viên lung tung, trái với luật lao động là anh ta. Anh nghĩ là anh ta lại tự hại mình sao? Cái Thiệu Trung tức giận nói.
Thư ký Vương bèn run bắn cả người, mặt đỏ, không dám nói nữa. Chương 3010, ai đang làm chuyện này? Bí thư chắc chắn là đối thủ của chúng ta làm rồi. Trương Hưng Phúc nói, không biết có phải là Diệp Phàm, đối thủ của tôi hay là đối thủ của cả Hoành Không kia? Nếu như xem trên báo thì có thể là đối thủ của Hoành Không hơn. Nhưng Hoành Không cũng đã xây dựng 20 năm rồi. Như vậy thì đối thủ cũng không phải ít nhỉ. Cái Thiệu Trung gật đầu nói. Trương Hưng Phúc thoải mái, nhìn thư ký Vương rồi nói. Bí thư cũng không chắc chắn được, chỉ sợ đối thủ kia lại chính là đối thủ của Diệp Phàm. Chẳng qua người ta chỉ nhả tí đạn khói ra mà thôi. Nhìn vào thì đúng là cả hai người đều bị công kích nhưng chủ yếu thấy lại là Diệp Phàm. Tôi đang nghĩ liệu có phải là người đứng sau Thiết Cúc Hoa không? Diệp Phàm khai trừ bà ta như thế, người đứng đằng sau bà ấy lại có thể lực mạnh. Không gây ra sức ép chắc chắn là không thể nào. Ví dụ như bọn họ đều lần nữa tấn công vào văn phòng hai lãnh đạo của Hoành Không. Tôi nghĩ, việc này chắc chắn không thể không liên quan đến Thiết Cúc Hoa kia mà người thân của bà ta lại là người trong thể chế, nên đã biết lợi dụng dư luận để mà nói rồi. Thực ra trong chuyện này đã có trình tự quan hệ rồi. Họ sẽ xử lý tốt thôi. Đối với tòa báo thành phố Thiên Vân mà nói thì sức ảnh hưởng không thể hơn được Nhật Báo, báo đảng Thiên Vân được. Nhưng nếu nói trong dân gian, thì sức ảnh hưởng này còn mạnh hơn cả báo chí chính quy đó. Nếu như báo đảng đã đăng thì chắc chắn là lãnh đạo cũng sẽ xem, bởi vì họ biết được phương hướng, chính sách và chỉ thị của lãnh đạo. Mà dân chúng thì không thích xem những thứ đó, bọn họ chỉ quan tâm đến những tin tức bên lề thôi. Thiết Cúc Hoa, tôi đâu có trêu chọc gì cô ta, sao cô ta lại phải chơi tôi chứ? Cái Thiệu Trung hừ nói. Chỉ là vỏ ngoài thôi mà, nếu như thế thì khiến cho bí thư không đoán được ra ai mà. Nếu như chỉ nhăm nhăm vào Diệp Phàm thì còn nói làm gì nữa? Việc này chắc chắn là kẻ nặc danh rồi, như vậy chứng tỏ người này không muốn bị lộ ra ngoài. Đúng là loại chuyên âm mưu, đứng đằng sau người ta mà cho một con dao sắc nhọn. Những nếu như không có quan hệ gì thì tòa báo cũng không thể tùy tiện đăng lên như thế được. Mà đăng cũng rất đúng lúc, hôm trước, hôm qua xảy ra việc mà hôm nay đã liền cho ra lò luôn, như vậy chắc chắn người này phải có thân thế ở Thiên Vân rồi. Nghe nói phó giám đốc tòa soạn thường vụ thành phố là thân thích của người có vị trí cao. Không có thân phận nhất định thì không thể mời được bà ta ra tay. Bởi vì quan hệ giữa lợi và hại người ta sớm đã nhìn ra rồi. Trương Hưng Phúc nói. Đúng là có chút thông minh. Phản ứng cuối cùng cũng đã đến rồi. 11 giờ Phó Chủ tịch Thái Cường gọi điện đến, hỏi nguồn gốc sự việc. Diệp Phàm cũng nói lại toàn bộ sự việc một lần. Ôi, chuyện này, anh có thể hoàn toàn biến báo đi mà. Tuy nói Thiết Cúc Hoa nên bị khai trừ nhưng đã là một công nhân chính thức rồi, thì cứ làm sao để không quá căng thẳng là được mà. Huống chi người ta còn là người cầm đầu, hàng trăm mẹ đứng theo sau, họ đều là những người có ảnh hưởng lớn. Thái Cường thở dài, trách nói. Không khai trừ thì chắc chắn vẫn chỉ là như thế, chuyện này chẳng có gì để thương lượng cả. Nếu cứ kéo dài thế này, thì tập đoàn Hoành Không không thể nào đứng dậy được. Phải để ngoại yên, nội tĩnh mới được, nếu như trong nội bộ còn không giữ bình tĩnh được, thì sao có thể phát triển ra ngoài được đây? Diệp Phàm nói sắc bén, đưa ra quyết định. Việc này cứ làm theo anh là chủ tịch của Hoành Không, nhưng đồng chí Diệp Phàm. Việc dẹp ngay những ảnh hưởng này đi là việc quan trọng cần làm. Còn nữa, chuyện của đồng chí Cái Thiệu Trung là thế nào? Sao sở công an nói đi là đi được? Thái Cường hỏi, Diệp Phàm cũng đành phải nói lại chuyện này một lượt. Ôi, cái đồng chí này đúng là không bình tĩnh rồi. Đồng chí Bao Nghị làm thế cũng là không đúng, nhưng sao anh lại có thể nói người ta cút đi như thế? Con run xéo lắm cũng quằn, huống chi đồng chí Bao Nghị cũng chẳng có gì sao. Việc này... quá đau đầu rồi. Đồng chí Diệp Phàm, anh hãy khuyên nhủ đồng chí Cái Thiệu Trung, đi thương lượng với đồng chí Bao Nghị, để anh ta cho đội ngũ sớm trở về. Bằng không vấn đề này liên quan đến tập đoàn hàng chục nghìn người đó, không có công an sao có thể quản lý được. Mà giờ Trấn Hoành Không cũng đã quy về tập đoàn Hoành Không quản lý rồi, công ty Hoành Không cũng còn phải quản lý nữa mà. Nếu trong thời gian này mà xảy ra chuyện gì thì anh và tôi đều không thoát khỏi trách nhiệm đâu. Việc này quá lớn rồi. Thái Cường tức giận nói. Việc này tôi cũng đã nói với đồng chí Cái Thiệu Trung rồi nhưng nói thực, chúng tôi còn cãi cả nhau. Ý của đồng chí Cái Thiệu Trung là không cần công an cho Hoành Không, yêu cầu tôi lập ra đội bảo vệ cho Hoành Không. Nhưng chuyện này không thể được,
nếu chỉ thành lập đội bảo vệ thì không có quyền mà quản lý Trấn Hoành không được. Bởi vì phải là công an chính thức mới có thể quản lý được. Lẽ nào sẽ vất Trấn Hoành không đi, như vậy chúng ra bỏ ra bao công sức để quy vào làm gì? Lẽ nào lại làm trò cười cho người ta sao? Vì thế, về việc xây dựng đội bảo vệ của Hoành không là hoàn toàn không được. Nhưng bảo tôi đến khuyên cái Thiệu Trung thì cũng không được, việc này đích thân Chủ tịch Thái nói với ông ta thì hơn. Diệp Phàm nói. Thái Cường ừ một tiếng, có vẻ là tức cái Thiệu Trung rồi. Nhưng 10 phút sau Chủ tịch Khúc lại gọi điện đến hỏi. Hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải Chủ tịch muốn nói đến chuyện xảy ra hai ngày hôm nay không? Diệp Phàm hỏi. Khai trừ Thiết Cúc Hoa là quy định của tập đoàn Hoành không, tôi không có ý kiến gì. Nhưng đồng chí cái Thiệu Trung là thế nào? Vừa rồi đồng chí Thái Cường cũng đã gọi điện rồi, không ngờ ông ấy lại nói thế. Nói là không có công an ở Hoành không thì sẽ đóng cửa. Xem đi, đó là thái độ gì? Trên tỉnh cho người giúp các anh ổn định trị an, đó là phúc phận rồi. Vậy mà các anh không biết điều còn đuổi người ra. Bên công an, bộ công an dễ dàng như vậy sao? Mà lương của họ, tỉnh cũng bỏ ra một nửa để giảm bớt gánh nặng cho các anh rồi. Vì thế mà chính quyền cũng phải nể, không ngờ các anh nói một câu mà người ta bỏ đi hết. Không được, chuyện này tuyệt đối không được, yêu cầu các anh phải thông báo lên tỉnh ngay để gọi người về. Chủ tịch Khúc lo lắng, ông biết chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ thế, nhưng đồng chí cái Thiệu Trung không đồng ý, lại yêu cầu tôi phải thành lập đội bảo vệ cho Hoành không. Việc này tôi đã kiên quyết phản đối, nếu như muốn làm thì đồng chí cái Thiệu Trung nên làm. Diệp Phàm nói. Anh xem tư tưởng của anh thế cũng không được, đồng chí cái Thiệu Trung nhất thời không nghĩ ra, lẽ nào anh là chủ tịch của tập đoàn Hoành không mà cũng trừng mắt mà nhìn sự việc cứ tiếp tục thế này sao? Nếu đã chọc tức cục công an tỉnh, họ cho người đi hết, đến lúc đó người khóc lóc chính là Hoành không đó. Việc này đồng chí cái Thiệu Trung đã quá nóng nảy rồi. Đồng chí Diệp Phàm, hai anh đều là người của một nhà Hoành không? Cũng không thể nhất thời hồ đồ mà làm ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp chứ. Chủ tịch Khúc phê bình nói, chuyện đi đàm phán để cho đồng chí Thiệu Trung làm, người là do ông ta đuổi đi, không phải chuyện gì cũng bảo Diệp Phàm đi lau đít cho được. Diệp Phàm tôi cũng không phải là công nhân dọn vệ sinh, mà hôm qua tôi cũng đã dặn dò 20 đồng chí cảnh sát còn lại rồi. Đấy là những gì tôi đã cố gắng hết sức rồi. Diệp Phàm nói, hừ, xảy ra chuyện này chắc chắn đều phải đánh đòn các anh, ai cũng muốn đẩy trách nhiệm. Chủ tịch Khúc hừ nói. Tức giận tắt điện thoại. Đánh thì đánh. Đặt điện thoại xuống, Diệp Phàm hét lên trần nhà. Làm cho người ta nghĩ không biết đã có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, chủ nhiệm Trương Kiến Thiết vội vàng đến mở cửa phòng Diệp Phàm. Nói là tài liệu 502 cả phòng tài liệu bí mật đã bị trộm. Diệp Phàm vừa nghe liền loạn lên. Bởi vì tài liệu 502 chính là nghiên cứu khảo sát của tập đoàn Bàn Đế để tìm ra chất dính tăng cường, có thể tăng độ dính trong hàn điện. Tập đoàn Hoành không sao có thể có được đơn hàng từ Canada, chính là thành quả của 502 làm ra. Không phải đêm qua tôi đã yêu cầu 4 đồng chí cảnh sát quản lý sao? Diệp Phàm vừa hỏi vừa đến trung tâm kỹ thuật. Toàn bộ đã bị đánh ngất xỉu, sáng đến, nhân viên quản lý tài liệu Thẩm Lệ Phương đến thì phát hiện ra các anh bị ngất và tài liệu bị đánh cắp. Người hiện giờ vẫn còn đang hôn mê, không biết là đã bị thế nào. Chủ nhiệm Thẩm liền gọi điện ngay cho tôi. Tôi vừa nhận điện thoại đã đến hiện trường, nhanh chóng phong tỏa hiện trường, để các đồng chí công an tới điều tra, tìm manh mối. Nhưng chúng tôi phát hiện ra tủ sắt bảo vệ tài liệu kia đã bị mở ra. Tài liệu bên trong không cánh mà bay. Trương Kiến Thiết kích động vừa đi vừa nói. Tài liệu 502 là tài liệu quan trọng nhất của chúng ta, có liên quan đến đơn đặt hàng bên Canada. Nếu như bị lộ ra thì đúng là nguy hại cho chúng ta rồi. Diệp Phàm hừ nói. Hỏi. Hiện công an đâu, đã báo công an chưa? Những người kia đã đưa đến bệnh viện rồi, đang cấp cứu. Nhưng bác sĩ nói chỉ là bị hôn mê thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có chút kỳ lạ, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ cũng đành phải dùng các biện pháp để cứu thôi. Báo cảnh sát, chúng tôi đã gọi điện cho sở trưởng bao rồi. Nhưng anh ấy nói là bí thư cái bảo anh ấy cút đi rồi. Từ nay về sau không phải người phụ trách việc của tập đoàn Hoành không nữa. Tôi nói hiện giờ sở công an còn lại 10 mấy người cũng đều bị thế. Anh ấy có ý bảo chúng ta có thể báo cáo lên công an địa phương. Trương Kiến Thiết nói.
đồng chí Diệp Phàm, anh cũng đến rồi. Lúc này, nghe thấy giọng của cái Thiệu Trung, Diệp Phàm nhìn đã thấy ông ta đến trung tâm kỹ thuật rồi. Trung tâm kỹ thuật của tập đoàn Hoành Không thực ra là trung tâm chỉ đạo kỹ thuật, nghiên cứu, bảo tồn và truyền hóa công nghệ cao. Nơi này chiếm nửa phần của Hoành Không, bên dưới còn có mười mấy phòng nghiên cứu, là phòng khai thác, nghiên cứu các sản phẩm. Chương 3011, cút ra một bên cho tôi. Ồ, bí thư cái cũng đã đến rồi. Diệp Phàm gật đầu nói, đột nhiên cao giọng hỏi. Chủ nhiệm Trương, khi nãy sở trưởng Bao có nói là báo đến cơ quan công an địa phương, các anh đã báo chưa? Báo rồi ạ, sau khi tắt điện thoại chúng tôi đã lập tức báo cho công an thành phố Hạng Nam rồi. Nhưng bên đó lại nói rằng tập đoàn Hoành Không chúng ta có sở công an riêng mà. Mà cấp bậc cũng không thấp hơn công an Hạng Nam, nếu như theo chế độ của sở thì chắc chắn còn cao hơn cả công an Hạng Nam. Bởi vì công an Hạng Nam thuộc đơn vị xử lý, còn công an của Hoành Không là thuộc cấp sở rồi. Trương Kiến Thiết tức giận nói. Có phải là bọn họ không thèm quản nữa đúng không? Cái Thiệu Trung vừa nghe liền tức giận, ra mặt hỏi. Vâng, tôi lúc đó còn muốn lý luận nhưng bên đó đã tắt máy rồi. Nói thực họ cũng chẳng nể mặt gì cả. Trương Kiến Thiết nói. Anh có nói là tài liệu đó liên quan đến sống sót của tập đoàn Hoành Không không? Cần họ phải đến không? Diệp Phàm hỏi. Tôi đã nói rồi nhưng người ta không nghe. Trương Kiến Thiết trả lời. Tôi nói làm sao, sao đến giờ này không có công an đến? Những người này muốn làm gì? Đồng chí Trương Kiến Thiết, khi nãy anh đã báo cáo với ai, báo cáo lại lần nữa, mẹ kiếp, những người này muốn phản sao? Để tôi xem giọng điệu thế nào. Cái Thiệu Trung chức giận, cảm thấy những đồng chí công an Hạng Nam như đang châm chọc ý mình. Rõ ràng biết mình ở Hoành Không rồi mà còn không coi ra gì. Vâng, tôi lập tức báo lại. Trương Kiến Thiết về thẳng phòng gọi điện thoại báo công an. Lần này còn để chế độ loa ngoài, muốn hai đồng chí cùng nghe. Để tránh bị nghi là không báo đúng. Lại là anh, đã nói với anh rồi mà. Các anh có công an riêng của các anh, còn hơn cả Hạng Nam chúng tôi. Mà chủ tịch Diệp của các anh là người có năng lực. Lần trước không phải đã cho công an các anh phương tiện nổi nhát còn gì, lại còn cả súng ống, phương tiện nữa. Thật là vênh váo. Phó sở trưởng mà đi xe những 300.000 tệ. Nhân viên cũng đều là Passat, đến 200.000 chứ. Những công an thường Hạng Nam chúng tôi đều không thể ngồi lên. Toàn bộ đều là xe số 11 trước kia thôi. Làm sao có thể bằng người ta được? Anh là ai, nói cái gì thế? Cái Thiệu Trung tức giận, nói với người trong điện thoại. Anh mới là loại thối, là cái gì chứ, nghĩ rằng tập đoàn Hoành Không là oai phải không? Các anh có oai lắm cũng chẳng có quyền mà tức với chúng tôi. Chúng tôi không quản chuyện của các anh cũng chẳng quản nổi chúng tôi, oai à, oai cái dám đó. Không ngờ đối phương lại không nể cái lão hổ, cho một chàng. Mặt cái Thiệu Trung hiện lên chữ đau khổ, hét lên. Anh là ai, là đồng chí nào trong trung tâm chỉ huy? Tôi là cái Thiệu Trung. Á, cái, bí thư cái, tôi. Bên kia liền sợ, ấp úng, nói năng lộn xộn. Cái Thiệu Trung ở Hạng Nam bao nhiêu năm cũng đủ khiến người ta phải sợ rồi. Tuy giờ cũng đã được chuyển di rồi nhưng uy quyền vẫn còn. Mà đồng chí công an thành phố cũng hiểu, đồng chí Trịnh Nhất Thiên cũng là thân tín của cái Thiệu Trung. Lập tức gọi cho Trịnh Nhất Thiên cho tôi, tài liệu quan trọng nhất của Hoành Không bị mất, chúng tôi muốn báo cảnh sát. Chúng tôi yêu cầu công an các anh cho người đến để tiến hành điều tra, yêu cầu các anh phá án trong một ngày. Bằng không những công an liên quan cũng bị phạt. Cái Thiệu Trung quát lên, người này đã kích động, còn nghĩ mình là bí thư thành ủy của Hạng Nam. Không ngờ đầu dây bên kia lại vang lên tiếng người đàn ông nói. Anh là ai, sao mà lên tiếng gớm vậy? Báo án thì báo nhưng sao lại có cái kiểu yêu cầu vô lý như vậy? Cái gì mà phá án trong một ngày, anh nghĩ rằng các đồng chí chúng tôi là Sherlock Holmes à? Nói vớ vẩn, bị phạt phải là các anh là sở trưởng phải không? Nếu như thế thì cũng không thể đưa ra điều kiện vô lý thế được chứ. Nếu phán án cũng phải dựa vào vận số, nói theo logic, chứng cứ, và cả trinh thám nữa. Việc này không phải chỉ có năng lực mà làm được. Bằng không vì sao có những án mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng không phá được. Anh thật biết đùa, hạn trong một ngày để phá án, như thế chẳng phải bảo công an chúng tôi chết luôn đi phải không? Tôi là ai, tôi là cái Thiệu Trung của tập đoàn Hoành Không. Anh là ai? Sao tôi chưa nghe thấy anh bao giờ,
chủ nhiệm trung tâm chỉ huy không phải là đồng chí Lâm Quốc sao? Cái Thiệu Trung suýt nữa tức tung người, trừng mắt hỏi. Đó là chuyện cũ rồi. Đồng chí Lâm Quốc đã được chuyển sang tỉnh làm rồi. Người nhận là tôi Vương Đông. Tôi là công an tỉnh điều xuống để nhận chức. Bí thư cái chưa nghe thấy tôi cũng là đúng thôi. Chủ nhiệm Vương Đông bình thản nói, không chút sợ hãi nào, các đồng chí trên bộ điều xuống đúng là có tố chất, vượt qua thử thách. Tập đoàn Hoành Không chúng tôi bị mất cắp tài liệu, muốn báo án lên tỉnh. Các anh sao không nhận, như vậy còn đạo lý không? Nếu như đó là một lý do dẫn đến hậu quả khôn lường thì các anh có chịu thừa nhận không? Cái Thiệu Trung hừ nói. Xin lỗi, nếu muốn báo thì các anh phải báo đến công an tại nơi các anh làm việc trước, ví dụ nghe nói tập đoàn Hoành Không thuộc huyện Hoàng Cương. Nên ngay giai đoạn đầu các anh phải báo cho công an Hoàng Cương. Nhưng chúng tôi biết tập đoàn Hoành Không các anh còn có cả đội công an riêng do tỉnh phái xuống để bảo vệ. Mà người phụ trách chính là Bao Nghị kiêm chức phó giám đốc tỉnh. Anh tự có công an rồi sao còn muốn báo với chúng tôi? Việc này, có vẻ không ổn, mà hiện giờ trấn Hoành Không cũng giã quy về tập đoàn Hoành Không rồi. Coi như là một đất nước độc lập trong hạng Nam này. Chúng tôi vốn không có quyền tiếp quản tập đoàn Hoành Không các anh, nếu như chúng tôi tiếp nhận các anh báo án, thì các đồng chí ở Hoành Không gồm cả đồng chí nữa cũng không lo bằng Vương Đông tôi đây. Thế rõ ràng là khinh họ đúng không? Mà tôi tin đồng chí là người có năng lực. Các anh không đi báo cho các đồng chí có năng lực, đi báo cho chúng tôi là gì? Đúng là không có đạo lý, không hợp lý đương nhiên chúng tôi không ủng hộ rồi. Vương Đông nói. Vậy ý của chủ nhiệm Vương là không nhận báo án của chúng tôi phải không? Cái Thiệu Trung gần như phát điên. Không phải không nhận, mà vì bản thân các anh có công an rồi. Chúng tôi không có quyền nhận, nếu như ai ai cũng báo cho chúng tôi thì chắc chắn là mệt chết rồi. Vương Đông nói. Được, anh lập tức chuyển điện thoại cho đồng chí Trịnh Nhất Thiên cho tôi. Cái Thiệu Trung không thể chịu được nữa. Bởi vì ở đó có mấy chục người đang nghe. Nếu như ngay cả báo án còn không làm được thì chẳng lẽ cái lão hổ thành ra hổ giấy à? Xin lỗi, Trịnh Nhất Thiên đã đi họp trên tỉnh. Nói là khi họp tắt máy lên tôi cũng đã thử gọi mà không được. Vương Đông nói. Được, được, các anh chỉ thế thôi. Cái Thiệu Trung tức giận không nói nữa. Nhìn Trương Kiến Thiết nói. Tắt máy, chúng ta không báo lên thành phố, báo hẳn lên tỉnh, chúng ta là doanh nghiệp tỉnh quản lý, nên báo thẳng lên tỉnh. Trương Hưng Phúc bận rộn rồi tìm danh bạ điện thoại, cũng rông dài một hồi. Việc này các anh nên báo với công an địa phương chứ, tại sao lại vượt bao nhiêu đơn vị mà báo ngay lên tỉnh rồi? Nếu ai cũng thế này thì chúng tôi chê chắc rồi. Không phải chúng tôi không nhận án của các anh mà chúng tôi quản không nổi. Mà ở đâu đều có quy định ở đó, đây cũng có quy định. Thế này nhé, chúng tôi có thể thông báo án của các anh cho bên thành phố Hạng Nam. Bên họ sẽ cho người xử lý, nếu như không xử lý được, các anh có thể yêu cầu tỉnh giúp đỡ, đến lúc đó chúng tôi sẽ cho người xuống làm việc. Người trong điện thoại nói, bên Hạng Nam không nhận báo án của chúng tôi, nói là chúng tôi có công an riêng, mà do đồng chí Bao Nghị đứng đầu. Trương Kiến Thiết nói, thì ra là thế. Vậy các anh nhanh báo cho đồng chí Bao để trợ giúp ngay, sao lại bỏ gần để mà cầu cứu xa thế chứ? Thật đúng là, đồng chí, sau này những việc thế đừng có gọi lung tung nhé, chúng tôi còn đang bận túi bụi đây. Mỗi cuộc điện thoại báo án đều ở phạm vi lớn, nếu như xảy ra án quan trọng thì phiền phức rồi. Người trong điện thoại nói rồi nhanh cúp điện thoại. Mặt Trương Kiến Thiết cũng tím lại nói. Án này không báo được, nói thế này, thế nọ đều là không được. Mặt cái Thiệu Trung như bao công, nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại có thể muốn đích thân xung trận. Hôm nay không báo được án thì còn ra gì nữa. Chủ nhiệm Trương Anh gọi điện đến trung tâm chỉ huy, bảo chuyển máy cho chủ nhiệm Vương. Diệp Phàm nói. Không lâu sau đã được nhưng Vương Đông tức giận nói. Lại là tập đoàn Hoành Không, các anh muốn làm gì đây? Các anh không phải là báo án mà giờ thành làm loạn điện thoại rồi đó. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ phản ánh về các anh đó. Đồng chí Vương Đông, tôi là Diệp Phàm. Diệp Phàm nói. Tôi không cần biết anh là Diệp Phàm hay là Chu Phàm gì, nếu như còn làm ồn ào điện thoại thì tôi sẽ truy cứu các anh đó. Vương Đông hừ nói, cái Thiệu Trung vừa nghe như đã mừng thầm. Đồng chí Trương Hưng Phúc và đồng bọn cũng đã thấy rạng rỡ. Hắn ta có cơ hội rồi, ra vẻ quan tâm nói. Chủ tịch Diệp, anh xem, gọi cũng chỉ mất công thôi, đúng là bọn họ không thèm để ý. Công an Hạng Nam ra oai rồi. Cút ngay sang một bên cho tôi.
lắm chuyện. Diệp Phàm đột nhiên quát Trương Hưng Phúc. Chương 3012, giáp tâm gây sự. Chuyện này, đối với Bao Nghị là sự phản kích lại y, bắt y phải cuốn xéo đi. Trương Hưng Phúc ngạc nhiên, mặt liền trướng lên giống như cái mông con khỉ vậy. Đồng chí Hưng Phúc này, anh nghỉ ngơi một chút đi. Không chừng cục công an thành phố Hạng Nam sẽ được Diệp Phàm báo cáo đấy. Chúng ta không ra tay không có nghĩa là Diệp Phàm cũng không ra tay, anh cứ chống mắt lên mà nhìn là được rồi. Cái Thiệu Trung nói có vẻ kỳ quái khó hiểu, tự nhiên lại nói móc mấy câu. Ha ha, cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của bí thư cái. Diệp Phàm thản nhiên cười nói vào trong điện thoại. Ha ha, đồng chí Vương Đông này, gan của anh cũng không nhỏ chút nào. Tôi ra lệnh cho anh lập tức đi điều tra danh sách lãnh đạo tỉnh ủy. Tôi cho anh 2 phút. Diệp Tổng, câu này của anh có ý gì? Anh đang uy hiếp tôi sao? Vương Đông tôi thấy sợ rồi đấy. Vương Đông hỏi. Đồng chí Vương Đông, đương nhiên là không phải tôi đang dọa anh là người lớn rồi mà. Cái Thiệu Trung đang thêm dầu thêm củi vào. Y biết là Diệp Phàm nói như vậy không phải là muốn giáo huấn quát nạt gì y, tự nhiên muốn bới móc ra thôi. Không nghe thấy sao, ngay lập tức đi điều tra, đây là mệnh lệnh. Khẩu khí của Diệp Phàm ngày càng nghiêm khắc, thiết nghĩ Vương Đông ở đầu bên kia điện thoại cũng đang sửng sốt cho mà xem. Lúc bình thường y có vẻ ngạo mạn, y chỉ là một cấp dưới không thèm để ý tới mấy người Diệp Phàm bọn họ. Thế nhưng, Vương Đông dù sao cũng là kẻ ngốc, Diệp Phàm nhắc đi nhắc lại thế là muốn y phải hoài nghi. 2 phút sau, Vương Đông gọi điện lại trước, nói. Cục Công an thành phố Hạng Nam chỉ huy cho chủ nhiệm Vương Đông thăm hỏi Diệp Tổng. Xin hỏi, Diệp Tổng có chỉ thị gì không? Vương Đông nghiêm chỉnh chấp hành. Lập tức cử người đến trung tâm kỹ thuật ở trụ sở của tập đoàn Hoành Không, tranh thủ trong thời gian đầu này, hãy mang về toàn bộ số tài liệu tuyệt mật mà chúng ta bị lấy trộm. Báo với cảnh sát là chuyện này mà dám bỏ qua thì Diệp Phàm tôi sẽ xử lý bọn họ. Diệp Phàm nghiêm nghị nói. Vâng, vâng, tôi sẽ lập tức liên hệ với Cục Cảnh sát thành phố. Lập tức cử nhân viên điều tra hình sự giỏi nhất tới đây. Vương Đông nói. Đột nhiên điện thoại bị ngắt, mấy chục người đứng đó ngây người nhìn Diệp Phàm, thật không dám tin vào những gì mà tai họ vừa nghe thấy là sự thật. Cái Thiệu Trung xấu hổ vô cùng, ngay cả Trương Hưng Phúc cũng phải dựa vào tường. Chủ nhiệm Vương hôm nay thật kỳ lạ, không ngờ lại gọi điện hỏi thăm, không phải là đã mắc lỗi gì đó chứ. Một nữ cảnh sát xinh đẹp, xoay ghế lại, hỏi. Đúng vậy. Tôi cũng nhận thấy điều đấy. Lúc đầu chủ nhiệm gọi tới nói nghe rất đáng sợ, sau đó lại giống như con cừu con vậy. Đầu bên kia điện thoại nhất định là một nhân vật máu mặt. Một người phụ nữ trung niên nói. Đúng thế, cô không nhìn thấy. Chủ nhiệm Vương vẫn còn trẻ tuổi mà đã giữ chức rồi. Tuy thế nhưng vẫn giữ chức cục trưởng. Nghe nói ở trên thành phố, chủ nhiệm Vương rất có thế lực đấy. Bình thường thì chủ nhiệm Vương không thể không để ý tới bí thư Đảng. Bây giờ không ngờ lại gọi điện hành lễ, vậy thì đối phương cũng không phải tầm thường. Cô gái trẻ khiếp sợ. Người của Cục Công an thành phố Hạng Nam đến thật nhanh, không tới 30 phút. Họ vừa tới nơi liền tiến hành điều tra. Có điều, sự điều tra này tất cả đều biểu hiện ra hết sức vòng vo giống như viên đá đang đè nén trong đầu cái Thiệu Trung, đuổi cũng không đi vậy. Tên này lười nhác, xoay ghế, có vẻ lo lắng bất an. Y đang nghĩ thì chuông điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên nhìn, bỗng ngồi ngay người dậy, chào hỏi. Chào Bí thư Kim. Thiệu Trung, anh cũng quá là bốc đồng đấy. Bí thư tỉnh ủy thứ 3 Kim Nhân Viễn giọng nghiêm khắc. Bí thư Kim muốn nói chuyện của Bao Nghị ở tập đoàn Hoành Không sao? Cái Thiệu Trung hỏi. Còn chuyện gì khác sao? Cậu xem, bây giờ cậu bị động rồi đấy. Tối qua xảy ra chuyện bị trộm mất bản vẽ, vậy sau này sẽ xảy ra chuyện gì đây? Sao cậu không chịu suy nghĩ sâu xa hơn một chút thế? Những chuyện này đều xảy ra xung quanh cậu sau khi Bao Nghị bị đuổi đi. Trách nhiệm này thật nặng nề. Nghe nói là 502 tài liệu liên quan đến đơn hàng với Canada mà các cậu có được. Vậy có thể nào liên quan đến gần 2 tỷ không Thiệu Trung? Nếu 502 tài liệu ấy không thể tìm thấy, truy cứu rõ nguồn gốc thì nhất định là đổ lên đầu cậu rồi. Bởi vì việc mất tài liệu này là do không có nhân viên công an bảo vệ. Nhân viên công an này đi đâu rồi, chẳng phải là do đồng chí cái Thiệu Trung đuổi đi sao? Lúc đó xem kết cục của cậu kìa. Thiệu Trung cậu có thể ngồi vào vị trí bí thư đảng ủy của tập đoàn Hoành Không thật không dễ dàng chút nào. Cậu phải quý trọng chứ. Kim Nhân Viễn phê bình. Tôi nghĩ là có người đang giở trò.
Bao Nghị rõ ràng là người thân tín của Diệp Phàm, hơn nữa vẫn là trụ cột vững chắc. Bao Nghị quyết mang người đi như vậy cũng là coi thường lãnh đạo rồi. Hơn nữa, Diệp Phàm lại không hề mở miệng ngăn cản. Tôi tin rằng việc này Diệp Phàm ngầm cho qua đấy. Bao Nghị nhất định là có xin ý kiến Diệp Phàm trước khi đi, Diệp Phàm lại cho phép y mang theo người đi cùng, chuyện này là đã không nghĩ tới lợi ích của tập đoàn Hoành Không rồi. Việc này nói lớn hơn một chút chính là hắn đã đem ân oán riêng giữa cậu và hắn ra khiến công ty bị vạ lây. Phải truy cứu ra, Diệp Phàm cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng hắn lại là chủ tịch tập đoàn Hoành Không. Và lại, tôi nghi ngờ 502 tài liệu bị mất trộm lần này, chính là âm mưu của Diệp Phàm, hắn muốn hại chết tôi đây mà. Bằng không thì tại sao sau khi Bao Nghị vừa đi liền xảy ra chuyện này, trước đó sao không xảy ra? Bụng dạ người này thật là hẹp hòi. Vì thù riêng mà không màng tới tập thể, thật quá ghê tởm. Cái Thiệu Trung tức giận nói. Trước khi ra đi, nhất định là Bao Nghị đã xin ý kiến của Diệp Phàm, và Diệp Phàm đã ngầm đồng ý, lại không hề ngăn cản. Như vậy thì rõ ràng là muốn cái Thiệu Trung cậu phải nhận lỗi với Bao Nghị rồi. Trong chuyện này Diệp Phàm đã sai rồi, nhưng cái Thiệu Trung cậu là sai lớn nhất. Nếu như cậu không mắng Bao Nghị như vậy thì đã không xảy ra một loạt những chuyện sau đó rồi. Cậu nghĩ xem. Không có cục công an, đám đàn bà ấy lại tấn công vào văn phòng của hai vị chủ nhiệm văn phòng các cậu. Cậu lại không nghĩ ra cách giải quyết nào, chỉ có ra tay phía sau, hơn nữa Diệp Phàm đương nhiên là bỏ mặc cậu rồi. Trước đây, nhân vật lợi hại như Khương Quân mà Diệp Phàm đã phải đầu hàng khuất phục, cậu nghĩ là Diệp Phàm không thể hàng phục được đám đàn bà đó phải không? Kim Nhân Viễn nói, tôi biết, Diệp Phàm nhất định là cố ý để đám đàn bà đó phải thảm hại. Nhưng thực tế là chỉ trích cái Thiệu Trung tôi đã đuổi Bao Nghị đi. Nghĩ đi nghĩ là thì mục đích cuối cùng vẫn là nhằm vào tôi. Cái Thiệu Trung nói, cậu vẫn chưa biết hết được những tính toán của hắn đâu, còn nữa, cậu nói là Diệp Phàm cho người ăn trộm tài liệu. Tôi nghĩ, nếu cậu không có chứng cứ gì thì đừng có ăn nói lung tung. Tôi nghĩ, Diệp Phàm cho dù có hồ đồ thì cũng không dám làm những chuyện này. Chuyện này quá lớn, cục công an mà điều tra ra. Vậy thì không những phải từ chức mà còn phải ngồi xổm trong đại lao ấy. Diệp Phàm lại hồ đồ như vậy sao? Tôi nghĩ hắn sẽ không đần tới mức ấy. Chuyện này, xem ra là có kẻ khác nhúng tay vào rồi. Và lại, nhìn vẻ bên ngoài lại là nhằm vào cái Thiệu Trung cậu, tôi nghĩ người này tính toán hết sức cay nghiệt đấy. Tôi đoán là kẻ này muốn xem cậu và Diệp Phàm đánh nhau đây. Bởi trong chuyện này, phần lớn các đồng chí đều nghi ngờ Diệp Phàm làm, nhưng Diệp Phàm lại không làm chuyện này. Cái Thiệu Trung cậu sẽ bị hiểu lầm số một, hai vị lớn nhất của tập đoàn Hoành Không này ngày ngày đấu nhau, làm gì còn thời gian xử lý công việc công ty chứ? Cậu hãy suy nghĩ một chút, người này là ai mà lại có thể ra tay như vậy? Kim Nhân Viễn hỏi. Đúng, đúng là có thể xảy ra khả năng này. Tôi nghĩ, có mấy người ngoài cuộc. Một là chuyện của Thiết Cúc Hoa, bọn họ muốn báo thù. Hai là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, bọn họ không muốn tập đoàn Hoành Không chúng ta phát triển. Nếu như hai vị lãnh đạo có nhất của tập đoàn Hoành Không mà đối đầu nhau thì tập đoàn Hoành Không sẽ sụp đổ. Đó là điều mà bọn chúng mong muốn. Người này không biết có phải là có quan hệ với tập đoàn Cơ khí Hoa Hạ và tập đoàn Điện khí Tây Nam không? Hay là tập đoàn Hoành Không xây dựng nhà máy để tạo đối thủ ngang tài ngang sức mấy chục năm tới? Cái Thiệu Trung nói. Ha ha, còn cả chuyện của Chu Đống nữa, cậu quên rồi sao? Kim Nhân Viễn cười nói. Đúng rồi. Cả chuyện của lão ta nữa. Cái Thiệu Trung nói. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay, xem ra cậu không cần phải giữ thể diện nữa rồi. Phải nhanh chóng làm hòa với Bao Nghị, kêu Bao Nghị đem người trở về mới đúng. Nếu không sau này sẽ lại phát sinh ra những chuyện tương tự như này, khi đó cậu sẽ rơi vào tình thế bị động vô cùng bất lợi đấy. Thể diện này so với cái mũ trên đầu, cái nào nặng cái nào nhẹ, cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Là thằng đàn ông thì nên nắm những thứ có thể buông ra được. Cái Thiệu Trung cậu phê bình Bao Nghị là quá đáng rồi. Nếu dũng cảm sửa khuyết điểm của mình thì chẳng phải là mất mặt sao? Trái lại, sẽ khiến cho cán bộ công nhân viên của tập đoàn Hoành Không có thể thấy rõ được tấm lòng của cậu đấy. Kim Nhân Viễn khuyên nhủ. Chuyện này để tôi suy nghĩ một chút. Cái Thiệu Trung nói. Ôi, tôi nói hết lời với cậu rồi đấy, cậu phải suy nghĩ cho kỹ giữa lợi và hại. Muốn cái mũ trên đầu cậu hay muốn thể diện, cậu tự mình quyết định đi. Kim Nhân Viễn thở dài rồi cúp điện. Buổi tối, Phó Chủ tịch Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bố Hoa Thanh,
không ngờ lại đến tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa lại còn lập tức triệu tập toàn bộ tập đoàn mở cuộc họp nữa. Hai vị của chúng tôi, hai vị chủ tịch của tập đoàn Hoành Không, rốt cuộc là hai vị đang làm gì vậy? Bố Hoa Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người, mở đầu đã nói câu phê bình. Chủ tịch bố, tôi đã không làm tới nơi tới chốn. Không ngờ Diệp Phàm lại đồng thanh cùng với cái Thiệu Trung. Đây gọi là không tới nơi tới chốn sao? Đây phải gọi là không làm tròn bổn phận, không làm tròn chức trách. Bố Hoa Thanh khí thế lên cao, vỗ bàn một cái, giống như lôi công trợn mắt nhìn hai người cái Thiệu Trung và Diệp Phàm, nói. Các cậu không nghĩ xem đó là 502 tài liệu liên quan đến đơn hàng trị giá hơn 2 tỷ của tập đoàn các cậu đấy. Nếu không có đơn hàng này thì sự vươn lên của tập đoàn Hoành Không các cậu sẽ trở thành bọt nước. Có lẽ đống tài liệu này sẽ làm các cậu sụp đổ. Việc này khá nghiêm trọng, vậy nên tôi nhận sự ủy thác của Chủ tịch Khúc tới đây giải quyết chuyện này. Các đồng chí đâu, nhất định phải giải quyết chuyện này. Không làm tròn chức trách ư, Chủ tịch bố ạ, chúng tôi cũng đã dốc hết công sức rồi. Ông nói vậy có vẻ không thỏa đáng. Hơn nữa, buổi tối tôi còn đặc biệt cử thêm nhân sự. Bình thường chỉ có hai người trông coi, nhưng buổi tối cử thêm hai người nữa rồi. Từ mánh khóe của những người này thì thấy rằng thủ đoạn của chúng rất cao minh. Tôi nghĩ, cho dù là có công an trông giữ đi nữa thì cũng sẽ xảy ra chuyện này thôi. Chuyện này là có người có giáp tâm gây ra. Diệp Phàm giải thích. Đúng vậy, hiệp cảnh và nhân viên công an cũng không khác nhau nhiều. Hơn nữa, người cũng đã được bổ sung thêm, việc này đồng chí Diệp Phàm làm rất tốt. Cái Thiệu Trung cũng tương trợ cho Diệp Phàm. Bởi vì cái gậy của bố Hoa Thanh là muốn hướng vào hai người, thế nên tạm thời hai người phải liên minh lại với nhau cùng chống đỡ. Chương 3013, lại thêm một đầu mối. Thỏa đáng thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi. Người của công an giống với dân phòng sao? Đừng nói bừa, nếu người của công an và dân phòng giống nhau, vậy thì cần tới công an làm gì? Rất đơn giản là công an thì có súng. Dân phòng có quyền này sao? Tại sao trước đây công an làm bảo vệ thì lại không bị mất trộm, chính là bởi chúng sợ súng. Đây chính là sự khác biệt về khả năng uy hiếp, anh lại có thể nói là uy lực của đạn và bom giống nhau sao? Bây giờ thì khác rồi, súng đã đổi thành dùi cui điện, không làm được việc rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, công an viên đã đi đâu rồi? Vẻ mặt của bố Hoa Thanh hết sức nghiêm túc, muốn tóm lấy cơ hội này gây sự đây. Chuyện này thì chủ tịch bố hãy phê bình tôi đi, là do tôi đã có mấy lời phê bình người phụ trách cục công an ở tập đoàn Hoành Không là đồng chí Bao Nghị. Anh ta không để ý tới việc của tập đoàn Hoành Không, tự mình đưa người đi. Đây chính là gương mặt điển hình của sự vô tổ chức vô kỷ luật. Bất kể là tôi đã phê bình anh ta như thế nào, là một lãnh đạo của tập đoàn Hoành Không, tôi phê bình anh ta mấy câu không được sao. Anh có thể tự mình nổi giận, tự mình phẫn nộ, nhưng anh không thể đùa giỡn, đưa hết người đi được. Ai cho cậu ta cái quyền chuyển người đi chứ? Cục công an Hoành Không là do tỉnh ủy quyết định, muốn đưa người đi thì không những phải được sự đồng ý của tỉnh ủy mà còn phải được sự đồng ý của tập thể lãnh đạo tập đoàn Hoành Không chúng tôi mới được. Thế nên, trong chuyện này lỗi lớn nhất thuộc về đồng chí Bao Nghị. Cậu ấy không đưa người đi thì sẽ không xảy ra chuyện này. Đương nhiên là cái Thiệu chúng tôi lúc ấy quả là có phê bình cậu ấy hơi nghiêm khắc, có những lời lẽ không thỏa đáng. Nhưng bất luận thế nào thì cũng không thể tính khí trẻ con như vậy được. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, đồng chí Bao Nghị phải chịu trách nhiệm. Cái Thiệu Trung liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Bao Nghị. Đồng chí Cái Thiệu Trung có thể nói lại những lời phê bình lúc trước đã nói với đồng chí Bao Nghị được không? Ai đúng ai sai hãy để cho chủ tịch bố đây nghe thì sẽ rõ. Trách nhiệm này rốt cục là ai phải chịu thì cũng phải có một lý do chứ. Bằng không những người làm lãnh đạo chúng ta đây phải dựa vào manh mối lấy thế đè người rồi. Diệp Phàm nói, tự nhiên không ngờ rằng lại để cái Thiệu Trung tùy ý sắp xếp Bao Nghị. Điều này thì không cần thiết, lãnh đạo phê bình cấp dưới thì phê bình trong phòng làm việc là được. Điều này không cần phải đặt lên bàn mới nói được, như vậy chẳng phải là làm mất mặt đồng chí Bao Nghị một lần nữa ư. Vì sao lãnh đạo phê bình cấp dưới, nhất định là cấp dưới sai đúng không? Chuyện này đã qua rồi. Tôi hy vọng các đồng chí không mắc phải những sai lầm này nữa. Tình trạng này không thể lặp lại nữa. Việc cấp bách bây giờ của chúng ta là tìm ra 502 tài liệu kia, đương nhiên đồng chí nào phải chịu trách nhiệm thì nhất định phải có trách nhiệm, bằng không, sẽ xuất hiện một Bao Nghị thứ hai, thứ ba nữa. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa.
mồm mép cái Thiệu Trung thật là trơn tru. Ha ha ha, chỉ cần lòng dạ ngay thẳng thì có gì phải sợ là đặt lên mặt bàn hay không? Việc này không nói ra thì ai biết là ai đúng ai sai. Vốn dĩ là lúc đồng chí Bao Nghị đưa người đi, tôi cũng biết được nên đã gọi điện hỏi thăm. Đồng chí Bao Nghị khi đó rất tức giận, nói là đồng chí cái Thiệu Trung đã mắng vào mặt anh ta trong phòng làm việc. Bảo anh ta đưa người cút đi, lại còn đuổi mấy lần nữa. Đồng chí Bao Nghị còn nói, khi đám đàn bà muốn gây sự, Cục Công an đã đưa người đứng đầu là đám Thiết Cúc Hoa đi. Đây là chuyện mà Cục Công an phải làm, là việc hợp pháp. Đồng chí Thiệu Trung không những phê bình lung tung mà còn muốn đuổi bọn họ đi. Tôi đã khuyên ngăn đồng chí Bao Nghị, nhưng đồng chí ấy đã cảm thấy mình bị tổn thương. Nếu như tập đoàn Hoành không muốn đuổi cậu ấy đi mà cậu ấy lại vô sỉ ở lại đây thì cũng không hay. Bởi bí thư cái là bí thư của tập đoàn Hoành không mà. Sau khi đồng chí Bao Nghị đi không được bao lâu thì lại xảy ra chuyện đám đàn bà tấn công vào phòng làm việc của tôi và đồng chí cái Thiệu Trung. Tay tôi lúc ấy còn bị cô ta cào cho bị thương. Tôi liền đi khuyên đồng chí cái Thiệu Trung, yêu cầu đồng chí khuyên giải đồng chí Bao Nghị, đem người quay trở lại. Nhưng ngược lại anh ấy lại nói rằng đi thì đi, lại còn bắt tôi lập tức thành lập đội bảo vệ của tập đoàn Hoành không. Đã có Cục Công an rồi thì không cần phải phí công sức tiền của xây dựng cái ban bảo vệ làm gì, ban bảo vệ này có thể sánh với Cục Công an không? Chuyện này là không thể nào, tôi phản đối chuyện này. Chủ tịch Bố cũng đã từng nói nhân viên bảo an không có súng, làm sao có thể so sánh với nhân viên công an được? Diệp Phàm phản bác lại. Đấy là đồng chí Bao Nghị ăn nói lung tung, tôi nào có nói như vậy. Tôi chỉ là nhất thời nóng nảy mà bảo cậu ấy cút. Cũng không phải bảo tất cả mọi người của Cục Công Hoành không cút hết. Hai chuyện này về bản chất là khác nhau, tôi hy vọng đồng chí Diệp Phàm chớ có suy đoán ngông cuồng. Phải có chứng cứ chứ. Cái Thiệu Trung mặt buồn rầu lý luận với Diệp Phàm. Đồng chí Bao Nghị có nói, lúc đó thư ký thứ hai của bí thư cái là Vương Tiểu Mãn cũng ở đó, cậu ấy đã nghe rất rõ ràng. Diệp Phàm nói, đương nhiên là có thư ký của tôi ở đó, nhưng cậu ấy ở ngoài phòng khách, cũng không hề bước vào trong. Chúng tôi đóng cửa nói chuyện, cậu ấy không thể nghe thấy cái gì. Cái Thiệu Trung phủ nhận. Vậy thì hãy gọi thư ký Vương tới đây hỏi là rõ ràng thôi. Có nghe thấy hay không đương nhiên không phải chỉ một mình bí thư cái nói là được, đúng không? Diệp Phàm nói. Chủ nhiệm Trương, gọi thư ký Vương tới đây. Cái Thiệu Trung vô cùng tức giận, ra hiệu cho Trương Hưng Phúc nói. Không lâu sau, Vương Tiểu Mãn bước vào. Đồng chí Tiểu Mãn, cậu hãy nói nguyên văn. Không được bỏ sót một chữ nào những lời mà bí thư cái đã phê bình đồng chí Bao Nghị, nói sự thật, không được có một chút giả dối. Diệp Phàm bỗng nhiên thay đổi giọng điệu tấn công. Vương Tiểu Mãn đứng cũng không vững, bật thốt lên. Lúc ấy cục trưởng Bao dường như rất tức giận, nói là muốn đi, tôi mở cửa ra, lén nhìn xem là có chuyện gì. Kết quả là nghe thấy bí thư cái phê bình nói Bao Nghị là cút đi, Bao Nghị hỏi lại ông thật muốn cục công an chúng tôi cút đi chứ. Bí thư cái nói là tất cả các người hãy cút hết đi. Vương Tiểu Mãn, cậu đang nói bậy gì đấy? Tôi nói cục công an Hoành không cút khi nào. Cái Thiệu Trung tức khí thiếu chút nữa đã lệch cả mũi. Tôi, dường như là tôi nghe không có sai. Vương Tiểu Mãn đã bình tĩnh trở lại, vừa rồi bị dọa sợ tím cả mặt. Tất cả những gì đồng chí Vương Tiểu Mãn nói đều là sự thật, trái lại bí thư cái là bí thư đảng ủy của tập đoàn Hoành không, sao có thể không thành thật được như vậy chứ? Xem ra là có ác ý muốn gạt chủ tịch Bố rồi. Diệp Phàm như cầm dao mà đâm chọc. Đồng chí Tiểu Mãn, cậu nói lại một lần nữa, phải nói sự thật, không được giả dối, ở đây đều là các vị lãnh đạo cả, cậu hãy thận trọng. Bố Hóa Thanh nói, chủ tịch Bố, tất cả những gì tôi vừa nói đều là sự thật, bí thư cái thật quá đáng. Mắng Bao Nghị không khác gì mắng chó vậy, không cần nói là Bao Nghị không chịu nổi, ngay cả tôi đây cũng không nghe được những lời này. Nhưng mà tôi cũng không dám hé răng. Vương Tiểu Mãn đã không còn kiêng nể nữa rồi. Cậu ta cũng biết rằng cho dù là bây giờ chính mình có phủ nhận thì xem ra cái lão hổ cũng không có để yên cho y. Chỉ bằng để lại ấn tượng tốt, như vậy có thể kéo chủ tịch Diệp Phàm về phía mình. Cậu là đồ khốn khiếp. Cái Thiệu Trung tôi thật là mù mắt khi để cậu là thư ký của mình. Trương Hưng Phúc, cậu chọn người kiểu gì vậy? Người này cũng là do cậu tiến cử lên làm thư ký, đồ khốn khiếp. Cái lão hổ nổi giận rồi. Trương Hưng Phúc run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Bí thư cái, tôi chỉ nói sự thật. Vương Tiểu Mãn thật đúng là không thèm đếm xỉa cái Thiệu Trung rồi.
nhìn Chủ tịch Bố và Diệp Phàm một cái, nói. Thưa các vị lãnh đạo, lẽ nào nói sự thật lại không được sao? Cậu cút ra ngoài cho tôi. Cái Thiệu Trung đã tức đến cùng cực rồi, y hướng về phía Vương Tiểu Mãn mà la lớn. Thế này đi, mọi chuyện đã rõ ràng rồi, đồng chí Vương Tiểu Mãn ra ngoài trước đi. Bố Hóa Thanh gật đầu, lấy lại cho cái Thiệu Trung chút sĩ diện. Sau khi Vương Tiểu Mãn ra ngoài, Chủ tịch Bố lại nghiêm túc nhìn mọi người, sau đó uống một ngụm trà, nói. Hôm nay tôi nhận được ủy thác của Chủ tịch Khúc tới đây, một là làm rõ nguyên nhân chính khiến Cục Công an Hoành không ra đi. Bây giờ xem ra đã rõ ràng nguyên nhân, một vài đồng chí dùng lời lẽ không thỏa đáng là nguyên nhân chính khiến Bao Nghị ra đi, có lẽ trong đó cũng có chút hiểu lầm. Nhưng những điều này không phải mâu thuẫn chủ yếu, việc cần làm bây giờ là mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn. Chủ tịch Khúc chỉ thị, Cục Công an của Tập đoàn Hoành không tuyệt đối không thể bỏ đi. Nó là biện pháp tích cực bảo đảm cho sự hoạt động bình thường của tập đoàn. Hy vọng các đồng chí nhớ rõ điều này. Nhận sự giáo huấn, tranh thủ nội trong thời gian 2 ngày phải khôi phục lại công việc bình thường của Cục Công an Tập đoàn Hoành không. Nói cách khác, tất cả những gì xảy ra sau này sẽ do một vài đồng chí tự mình gánh vác. Chủ tịch Bố, tôi sẽ liên lạc với đồng chí Bao Nghị. Nhất định nội trong thời gian 2 ngày sẽ khôi phục lại sự hoạt động bình thường của Cục Công an Hoành không. Ngăn chặn không để xảy ra sự việc 502 một lần nữa. Bởi đây là chỉ thị của Chủ tịch Khúc, cậu lại không biểu lộ gì, vậy thì mọi người muốn ra tay xử lý cậu rồi. Và Chủ tịch Khúc cũng muốn ra tay giải quyết chính mình nên sớm đã tranh thủ chủ động ra tay. Ừ, thái độ của đồng chí Cái Thiệu Trung rất nghiêm chỉnh. Vừa rồi tôi có nói mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn, đúng không? Chỉ cần có thể sửa đổi trên cơ sở huấn luyện giáo dục là được. Bố Hóa Thanh gật đầu dường như khen ngợi, lại nhìn mọi người một lượt, nói. Chuyện thứ hai chính là muốn biết về chuyện Nương Tử Quân và Thiết Cúc Hoa. Thiết Hoa Cúc là do đồng chí Diệp Phàm chỉ thị khai trừ. Chuyện này, Diệp Phàm phải là người hiểu rõ nhất. Chuyện đám người Nương Tử Quân tấn công vào bộ phận tài chính của tập đoàn Hoành không cũng là do Diệp Phàm trấn an đấy. Vậy nên, đồng chí Diệp Phàm, anh hãy nói rõ tình hình sự việc cho các vị lãnh đạo ngồi nghe. Chủ tịch Bố chỉ mặt gọi tên Diệp Phàm, xem ra việc đầu tiên là hoàn thành ủy thác của Chủ tịch Khúc, việc thứ hai là nhằm vào Diệp Phàm. Đối với sự việc liên quan đến Thiết Cúc Hoa, tôi xin báo cáo với các đồng chí đang ngồi đây. Diệp Phàm kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt. Mấu chốt của sự việc này là ở chỗ, theo những gì mà Thiết Cúc Hoa đã làm mà nói thì đã đủ điều kiện đuổi đi. Nhưng công ty có quy định, cán bộ công chức nào mà không đi làm thì phải thông báo cho phía bên kia. Nếu đối phương không nghe thì tập đoàn công ty sẽ đăng báo công khai. Nội trong 3 tháng mà không thấy đi làm thì tức là phải tự động từ chức. Ngày thứ 2 khi Thiết Cúc Hoa đi đầu gây rối thì các cậu liền khai trừ y, có phải là quá vội vàng không? Từ nhiều phương diện mà nói thì có chút mâu thuẫn so với luật lao động đấy. Đồng chí Toàn Minh, Giám đốc tỉnh nói. Chương 3014, cái này gọi là đấu tranh nội bộ. Vẫn có trường hợp đặc biệt, nếu như người nào đó phạm tội, chẳng lẽ cũng yêu cầu công khai 3 tháng mới khai trừ sao? Thiết Cúc Hoa cũng phải 5 năm không tới làm rồi, mà tôi vừa mới đến tập đoàn Hoành không đã bắt tay vào giải quyết việc này rồi. Lúc ấy có khoảng hơn 2.000 công nhân không đi làm. Nhưng sau khi công ty khuyên bảo, cũng có khoảng hơn 1.000 công nhân nhận sự huấn luyện lại rồi. Tuy nhiên, còn có 900 công nhân viên chức không nghe theo lời khuyên bảo, vẫn không tới công ty đi làm. Mà đại bộ phận 900 công nhân viên chức không đi làm này đều là phụ nữ. Thiết Cúc Hoa chẳng những không tới làm, không nghe công ty khuyên bảo, rõ ràng còn dám lên mặt đến đòi tiền lương. Không thể để cho cô ấy cùng với mấy trăm công nhân đều là phụ nữ đến tấn công tổng bộ của tập đoàn. Đập hỏng dụng cụ gia đình và tài sản của bộ phận tài vụ của tập đoàn Hoành không được. Quấy rối ở công ty thông thường đã bị đuổi việc rồi. Hơn nữa, đa số cán bộ của công nhân viên chức cũng đã hưởng ứng quyết liệt rồi. Điều này đối với cán bộ công nhân viên chức đang đi làm thật không công bằng. Anh vài năm không tới làm mà đòi lấy tiền lương, không những nói mà còn đến phá hoại tài sản của tập đoàn Hoành không, ẩu đả với lãnh đạo của tập đoàn. Mà đợt sóng thứ hai này, Thiết Cúc Hoa đã bị đồng chí Bao đưa vào Cục Công an. Không ngờ các cô ấy đã phát động đợt tấn công thứ hai. Đối tượng tấn công lần này không ngờ lại là văn phòng của đồng chí Thiệu Trung. Kiểu này lại không ngăn chặn được, tập đoàn Hoành không sao có thể quản lý được. Người này tỏ vẻ không để ý nhưng thật ra là đã gia tăng bảo vệ, là ai sai các cô làm như thế này,
luật lao động nào quy định mấy năm không đi làm cũng không có trong diện tình hình đặc biệt còn có thể lĩnh lương. Không những thế còn đánh người đập đồ này nọ, bảo hộ luật pháp lao động chính là lợi ích của cán bộ công nhân viên chức đi làm bình thường. Thật ra, công ty chúng ta đã sớm gửi thông báo đến đám người Thiết Cúc Hoa mấy lần rồi. Năm ngoái, năm kia nữa thông tư đều đến tay các cô ấy rồi. Nếu quả thật là thời gian, đoán chừng thông báo cũng mấy năm rồi. Nếu như theo luật pháp lao động mà nói, đã sớm khai trừ rồi. Việc này, đồng chí Khổng Ý Hùng chủ nhiệm văn phòng đảng là người nắm rõ nhất. Diệp Phàm nói, đúng vậy, tôi tìm thông báo mấy năm trước, nếu như truy cứu Thiết Cúc Hoa thì đã đuổi việc từ 5 năm trước rồi. Đồng chí Vệ Quý Cường bí thư đảng ủy tập đoàn lúc ấy có trách nhiệm phát động 3 thông báo rồi. Chẳng qua những người này vẫn không tới làm, lúc ấy cũng bởi vì có nhiều nguyên nhân mà không xử lý việc này đến cùng, mới cổ vũ cho bọn họ dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Đến bây giờ đã không còn nể nang ai gì cả, nếu như cứ để tình hình này phát triển không xử lý, lời nói của chúng ta sẽ bị coi nhẹ, tập đoàn Hoành không coi như xong rồi. Bởi vì, đây là một quân bài rất có hiệu quả. Anh không đi làm thì sẽ không nhận được tiền lương, không những thế còn đập đồ. Đập đồ không thì không có vấn đề gì. Đằng này còn không thể xử lý, hơn 1 vạn cán bộ công nhân viên chức đang làm ở đây họ sẽ nghĩ gì? Đến cuối cùng, đội ngũ các đồng chí không đi làm đoán chừng càng ngày càng nhiều, hôm nay là 900 người, có lẽ 1 tháng sau con số lên tới 2.000 người. Tháng nữa, có phải là 5.000 người hay không, nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế, đến cuối cùng, tập đoàn Hoành không cũng không thể đi lên được. Khổng Ý Hùng nói, căn bản là tôi cũng không dùng lâu như vậy. Lúc này, Dương Chấn Đông đột nhiên nói xen vào một câu, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào anh ta, lão này mới sờ sờ cái mông. Lời nói này của đồng chí Chấn Đông vẫn chưa nói rõ ràng. Bố Hoa Thanh nhìn anh ta hỏi một câu. Nói một cách khác là rất đơn giản. Nhân cơ hội lần này Diệp Tổng hãy đưa người sang Canada cầm về đơn đặt hàng 400 triệu đô la Mỹ của tập đoàn Bang Đỗ. Nếu như không có công nhân đi làm, một lượng lớn đặt hàng như vậy chúng ta làm sao có thể biến thành máy móc thiết bị điện lực, không có tất cả những cái đó thì lấy đâu ra của cải. Đây vẫn còn là vấn đề nhỏ. Nếu như lớn hơn một chút nữa mà nói, lúc ấy Diệp Tổng đã ký đơn đặt hàng lớn như thế với tập đoàn Bang Đỗ rồi. Nhưng nếu như hủy đơn đặt hàng, tiền bồi thường cũng lên tới vài trăm triệu đấy. Chi khoản tiền bồi thường này cũng có thể khiến công ty chúng ta bị đè bẹp rồi. Cho nên, không thể để tình hình này tiếp tục tái diễn. Đến lúc đó, sản phẩm muốn bán ra bên ngoài, tập đoàn Hoành không chúng ta cũng không kiên trì được 5 tháng đâu. Hơn nữa, bây giờ còn có một vấn đề lớn. Mặc dù sự việc Thiết Cúc Hoa có áp lực rất lớn, mặc dù cán bộ công nhân viên chức đều đã yên vị rồi. Nhưng, nếu một khi đã để lộ bí mật kỹ thuật 502 ra bên ngoài, người ta mà nắm giữ được loại kỹ thuật này, vậy tập đoàn Hoành không chúng ta đã mất đi vầng quang sát thủ rồi. Nhưng kỹ thuật này Diệp Tổng đã bảo đảm ký đơn đặt hàng lớn nhất này với tập đoàn Bang Đỗ rồi. Nếu việc bảo đảm lớn nhất này thất bại, tập đoàn Hoành không chúng ta phải làm sao? Nghĩ tới đây, Dương Chấn Đông tôi đau lòng quá, cái mông của tôi cũng không thể ngồi chỗ này được. Mặt lão già Dương Chấn Đông này thật đúng là gây sự mà. Ra vẻ giải thích với Diệp Phàm, nhưng trên thực tế lại chuẩn bị dùng pháo mở đạn nhắm vào cái Thiệu Trung. Bộ dạng như vậy là rất muốn làm, chẳng qua là muốn khơi mào Diệp Phàm với cái Thiệu Trung tách ra. Rõ ràng là muốn giáng chức mà, cái Thiệu Trung đương nhiên không hài lòng rồi. Đồng chí Dương Chấn Đông, sự việc 502 vừa rồi chủ tịch bố đã định nói ra rồi. Anh còn đến đây nói dư thừa hay sao? Chuyện này cái Thiệu Trung tôi có chút trách nhiệm, đơn giản là phê bình đồng chí Bao Nghị một chút. Mà tư liệu 502 cũng không phải là cái Thiệu Trung tôi sai người đi đánh cắp. Tôi nghĩ, mặc dù là có đồng chí Bao Nghị ở đây, mất hay không cũng khó nói. Bởi vì, dưới nhiều tình huống mà xem, người ăn trộm có trình độ rất cao, gần như là không để lại dấu vết gì. Phía sau nhất định còn có người sai khiến. Đã có người sai khiến, việc này chắc chắn có chủ mưu bên trong rồi. Là sớm đã chuẩn bị, ngay cả trình tự của lối mòn cũng đều được sắp xếp không một chút kẽ hở. Cái Thiệu Trung phát hỏa, nhìn Dương Chấn Đông. Tôi cũng không nói có đồng chí cái Thiệu Trung thì anh muốn chịu trách nhiệm cái gì chứ. Chỉ là nhắm vào tư liệu 502 đối với tính quan trọng của lãnh đạo công ty chúng ta mà nói là một việc to lớn rồi. Phân tích mối quan hệ lợi hại trong đó,
Điều này một phần có liên quan đến hơn 10.000 cán bộ công nhân viên chức của tập đoàn công ty chúng tôi, đó là nhân tố quan trọng phát triển của tập đoàn. Nếu như có thể phân tích triệt để, không chừng còn có thể tìm ra được sự thay đổi trong phương pháp. Đem kỹ thuật 502 của tập đoàn Hoành Không chúng ta hạ thấp vị trí xuống mức thấp nhất. Nếu chúng ta không nói đến chuyện này, nhưng đây lại là sự thật, đặt trước mắt các đồng chí quả là một vấn đề không nhỏ. Không nói làm sao có thể giải quyết vấn đề lớn như thế này. Chẳng lẽ lại mặc kệ sao, cuối cùng thực sự chờ cho tới khi công ty chúng ta gặp nguy hiểm, chúng ta mới đến nói thì đã quá muộn rồi. Các đồng chí, không phải là không có vấn đề, lúc có chuyện chúng ta phải không sợ vấn đề mới được. Phải dũng cảm đối mặt với vấn đề mới đúng. Tài liệu 502 mất đi, đã làm chấn động đến đại bộ phận cán bộ công nhân viên chức. Rất nhiều cán bộ công nhân viên chức đều chú ý đến việc này. Nếu chúng ta che giấu, nhưng ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết đấy. Chỉ sợ đến lúc đó gặp phải một sóng gió lớn hơn, vậy phiền toái hơn rồi. Dương Chấn Đông ra vẻ chính trực nói. Hừ, cái Thiệu Trung tôi không ngu đến nỗi không hiểu rõ mọi chuyện đâu. Cái Thiệu Trung hừ lạnh nói. Chủ tịch tỉnh bố, việc làm cấp bách bây giờ là tìm ra tài liệu 502. Những thứ khác chúng ta tạm thời gác lại đã, quan trọng là phải đi tìm lại tập tài liệu. Diệp Phàm nói, ý giải vây cho cái Thiệu Trung đầy hứa hẹn. Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của đồng chí Diệp Phàm. Cái Thiệu Trung vừa nghe lập tức nói luôn. Vâng, việc này cần phải có Bộ Công an tham gia vào phá án và bắt giam. Bố Hoa Thanh gật gật đầu, nói. Tuy nhiên, phải tăng cường lực lượng cảnh sát. Còn phải nhanh chóng yêu cầu Cục trưởng Bao đưa người trở về. Nghe nói trang thiết bị của Cục Công an tập đoàn Hoành Không là mạnh nhất toàn tỉnh. Hơn nữa, đồng chí Bao Nghị là đồng chí làm nhiệm vụ ở Cục Công an. Kinh nghiệm bắt giam và phá án của đồng chí ấy ở đây là phong phú hơn một chút. Bởi vì phạm vi mà họ đối mặt là cả nước, thậm chí họ còn hợp tác với cảnh sát hình sự quốc tế. Hơn nữa, bởi vì bọn họ quản lý chỗ các anh, cho nên, về nghiệp vụ cũng quen hơn nhiều. Hơn nữa, lực lượng của chúng ta mạnh nhất chẳng lẽ vẫn cần những thứ lạc hậu sao? Việc này tôi sẽ lập tức đi làm. Mặt cái Thiệu Trung xám lại gật đầu nói. Hôm nay đồng chí cái Thiệu Trung thật mất mặt quá, trong lòng buồn bực chỉ nghĩ đã biết rồi. Vào ban đêm, Diệp Phàm không ngờ lại nhận được điện thoại của cái Thiệu Trung. Lần đầu tiên mời Diệp Phàm ăn điểm tâm. Điều này khiến cho Diệp Phàm cảm thấy như bị đánh vào đầu vậy. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng vui vẻ đến. Địa điểm là tại quán ăn ngay tại thị trấn Hoành Không. Nghe nói nơi này tự sản xuất rượu gạo đặc biệt ngon tinh khiết. Hôm nay chúng ta mỗi người một bình rượu thấy thế nào? Cái Thiệu Trung chỉ tay lên thùng tre đựng rượu trên bàn cười nói. Trung à, bí thư cái nói như thế nào thì như thế đi. Diệp Phàm cười ngồi xuống, trong một phòng nhỏ, có hai người cái Thiệu Trung và Diệp Phàm. Bên trên có một cái đĩa đựng hoa, một mâm đậu rang, một cá chấm cỏ, còn có một bát súp. Cạn một chén. Cái Thiệu Trung cạn một hai chén. Cười nói, Diệp Phàm đương nhiên cũng không yếu thế. Hai bên đều cạn ly kêu loảng xoảng. Ôi, nội bộ tập đoàn chúng ta vẫn có âm thanh không hài hòa. Đã đến nước này rồi, một số đồng chí muốn không phải là dốc toàn lực vì tập đoàn, đi phá án. Mà là muốn làm một chút bên này một chút bên kia. Cứ tiếp tục thế này, chẳng những không có lợi cho lợi ích chân chính của tập đoàn. Ngược lại lại muốn kéo tập đoàn chúng ta, có một số đồng chí, có cái nhìn rất hạn hẹp. Không biết cái gì nên xem trọng xem nhẹ cả. Cái Thiệu Trung thở dài, nói một hồi cũng không hiểu cả lời nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm hiểu được, cái Thiệu Trung ám chỉ Dương Chấn Đông. Ha ha, góc độ lý giải của mọi người có chút chênh lệch. Trách nhiệm đương nhiên muốn hỏi, nhưng, vấn đề đề cập không phải là thời gian đúng không? Hơn nữa, chỉ cần tìm lại tài liệu, như vậy thì công ty sẽ không có bất kỳ tổn thất nào cả, trách nhiệm phải chịu cũng có thể nhẹ hơn không? Diệp Phàm trả lời khéo léo. Hơn nữa, trước mặt chủ tịch bố, nội bộ trong công ty cần phải thống nhất một lượt. Đừng để người ngoài nhìn chúng ta nhàn rỗi rồi cười. Đồng chí Diệp Phàm có cùng suy nghĩ với tôi, nội bộ có mâu thuẫn cũng bình thường. Nơi nào có người nơi đó có mâu thuẫn. Nhưng, chúng ta cũng có mâu thuẫn nội bộ và mâu thuẫn bên ngoài có phải không? Mâu thuẫn nội bộ của chúng ta chính là lúc mở hội nghị thường vụ có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, kết nối với nhau. Con người là động vật thông minh, chỉ cần có kết nối. Tôi tin rằng các đồng chí có thể có cách giải quyết chung đúng không? Bộ dạng như vậy bày đặt đứng trước mặt mọi người,
thật ra toàn bộ là bộ mặt của bản thân chúng ta. Chúng ta bị làm cho mất mặt, chẳng lẽ một số đồng chí không cảm thấy khó chịu? Tôi thấy là chưa chắc đâu, tất cả mọi người đều mất mặt. Cách này, không được, thật sự là không được. Lời nói không dễ nghe gì cả, điều này gọi là gì nhỉ, cái này gọi là đấu tranh nội bộ. Cái Thiệu Trung nói. Chương 3015, bí thư cái chịu khuất phục rồi. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên, đối với một số đồng chí có một vài ý tưởng, chúng ta lại không áp dụng được hết những ý tưởng đấy có phải không? Diệp Phàm Tính hỏi thử. Vâng, đối với những đồng chí có ý tưởng kiểu như vậy thì chúng ta nhất định phải uốn nắn. Không uốn nắn thì nội bộ không thể hài hòa được, bộ dạng như vậy rất bất lợi cho sự ổn định lâu dài của công ty. Bài trừ nội bộ là việc bắt buộc phải làm đầu tiên có phải không? Cái Thiệu Trung ra vẻ có ý liên kết với Diệp Phàm. Không sai, không sai, bí thư cái nói cũng có lý. Bài trừ đương nhiên là việc làm đầu tiên rồi. Cho nên, đối với việc này vẫn phải kiên trì, tiếp tục xem những vợ của quân nhân không đi làm. Ý của tôi là phải xem trọng việc ra quân. Nói cách khác, không có uy hiếp sẽ mất đi hiệu quả. Chúng ta đã từng nói một câu rất nổi tiếng, giết gà dọa khỉ. Nhân tố phát triển thêm người của công ty rất quan trọng. Chúng ta phải lấy kỷ luật sắt để quản lý công ty. Diệp Phàm nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của Diệp Tổng, quan trọng xuất kích là việc cần thiết. Cái Thiệu Trung gật gật đầu, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Diệp Tổng, tôi muốn nhờ anh một việc. Âu, mời bí thư cái nói. Diệp Phàm sửng sốt. Ôi, điều này ra mặt tôi cũng không dày đến như thế đâu. Vẫn là việc của đồng chí Bao Nghị, chủ tịch Bố phải nhanh chóng đuổi theo, chỉ có một ngày thôi. Quan hệ của anh với Bao Nghị cũng không tồi, việc này, có gây phiền toái cho việc kết nối của A hay không? Tôi thấy, cách của chúng ta phải chia ra một chút, nhưng, đó cũng không phải là mâu thuẫn chính có phải không? Có một số việc, nói ra cũng không có gì cả. Tôi hy vọng đồng chí Bao Nghị vẫn lấy đại cục của công ty làm trọng, quay về làm công tác chủ trì vụ án đi. Nói cách khác, nếu như không tìm thấy tài liệu 502, tổn thất của công ty là không thể lường được đâu. Hai ta sẽ lãnh đạo công ty, tuyệt đối không muốn hiện tượng này phát sinh thêm lần nữa. Cái Thiệu Trung làm như báo trước vậy, hay là kiên trì nói ra mục đích ngày hôm nay? Việc này để tôi và đồng chí Bao Nghị ra mặt kết nối có vẻ không thành tâm đúng không? Thật là mất mặt. Đương nhiên, để bí thư cái ra mặt cũng có chút không thỏa đáng. Cuối cùng anh là lãnh đạo của Bao Nghị. Bí thư cái anh xem như vậy có được không? Tôi đi mời đồng chí Bao Nghị, ba người chúng ta cùng ngồi xuống uống mấy chén anh thấy như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Được, ý này không tồi. Vậy anh lập tức gọi điện cho đồng chí Bao Nghị đi, chúng ta sẽ chọn địa điểm tốt làm vài chén. Cái Thiệu Trung vừa nghe, rất cao hứng, thúc giục Diệp Phàm. Bởi vì, Bố Hoa Thanh nhận sự ủy thác của Chủ tịch Tỉnh Do, ý của anh ta cũng chính là ý của Chủ tịch Tỉnh Do. Tinh khí của cái Thiệu Trung có thế nào thì cũng không dám đem đầu đi đập vào bức tường tôn đại thần Chủ tịch Tỉnh được. Kim Nhân Viễn cũng gọi điện thoại nói rõ rồi. Cái Thiệu Trung đã chặn chỗ con đường lên tỉnh rồi, đành phải mặt dày cầu cứu Diệp Phàm thôi. Bởi vì cái Thiệu Trung biết rằng, Bao Nghị đã gọi điện cho cái Thiệu Trung đoán chừng việc chịu nhục càng nghiêm trọng hơn, có thể nói Bao Nghị sẽ không bao giờ đến. Ha ha, cái Thiệu Trung có thể còn chưa biết, đồng chí Bao Nghị thật ra là người của tập đoàn Hoành không? Diệp Phàm cười nói. Anh ta đã về, chuyện là thế nào? Cái Thiệu Trung thật sự sửng sốt một chút. Nghe nói tập tài liệu 502 của chúng ta đã bị mất, anh ta cũng nóng vội. Lại nói tiếp, trước đây vài ngày anh ta cũng nói nhảm rồi. Bây giờ nghĩ lại một chút, tính cách của chính bản thấy cũng có chút không tốt. Cho nên, đều mang mật mã về. Tôi gọi điện thoại thử xem, nếu như vẫn còn phá án thì ngày mai sẽ sửa lại. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì hãy gọi tôi đến, ba người chúng tôi cùng nhau uống mấy chung rượu. Diệp Phàm cười nói. Được được, vẫn là đồng chí Bao Nghị có đức độ tốt. So sánh với anh ta, cái Thiệu Trung tôi cũng biết rồi, biết rồi. Cái Thiệu Trung cao hứng, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng đã rơi xuống đất. Diệp Phàm gọi điện thoại, cũng truyền đạt ý của cái Thiệu Trung một chút. Bao Nghị đương nhiên cũng là con lừa dưới sườn núi, không lâu mới tới quán ăn nhỏ. Đồng chí Bao Nghị, vài ngày trước đây tôi có chút nóng nảy. Anh cũng biết tính tôi nóng nảy. Kỳ thật, cái Thiệu Trung tôi không có tâm địa độc ác. Nói mà không nghĩ, chỉ là có một chút thôi, một chút thôi. Cái Thiệu Trung tự mình đứng lên cửa nghênh đón Bao Nghị,
nhanh chóng bắt tay Bao Nghị. Bí thư cái, anh phê bình tôi đi, tôi cũng có chút nóng nảy, tính tình cũng không tốt. Bây giờ Bao Nghị tôi đã quay trở về, bọn họ đã tiếp tục tiến hành điều tra vụ án. Hai vị lãnh đạo còn dặn dò gì, xin mời các vị nói với tôi, Bao Nghị quyết làm theo. Bao Nghị nói, thái độ của cái Thiệu Trung hạ xuống, cũng chính là tự giữ sĩ diện cho mình. Cái này mà cũng không phân biệt được thì nói làm gì nữa. Tuy nhiên có phải đầu sát xuống đất rồi hay không? Có phát hiện ra dấu hiệu gì không? Diệp Phàm khéo léo chuyển hướng câu chuyện, nếu không chuyển hướng câu chuyện mà cứ tiếp tục tức giận như thế này cũng khiến mọi người lung túng, chuyển người nói chuyện. Vâng, kéo dài vụ án là không được, cục trưởng Bao, hẳn là có phát hiện gì đó. Cái Thiệu Trung nhìn Diệp Phàm một cái, trên mặt thể hiện sự cảm kích, lập tức chuyển để nói. Người tiếp nhận vụ án này là một cao thủ, ngay cả chúng ta có bị thẩm vấn cũng là điều không tránh khỏi. Tôi nghĩ, việc này nhất định là có mời cao thủ đến. Hơn nữa, lại là một tội phạm. Hơn nữa, có năng lực bắt giam và phá án rất mạnh. Chúng ta đến bây giờ, cũng không tìm được dấu vết đáng khả nghi cả. Vụ án này, rất muốn phá nhanh, đoán chừng khó khăn rất nhiều. Bao Nghị nói thật. Ôi, lộ bí mật rồi. Cái Thiệu Trung đập tay trên bàn, nhìn đồng hồ không giống như giả dối. Bữa điểm tâm là hơn 11 giờ. Diệp Phàm ợ hơi vào Chu Tước Sơn Trang, Bao Nghị tiếp tục trở lại cục công an phá án. Chu Tước Sơn Trang vốn đã trả lại cho Vân Hùng rồi. Diệp Phàm muốn chuyển, tuy nhiên, Vân Hùng thỉnh cầu Diệp Phàm tiếp tục ở lại Sơn Trang, cũng dễ xử lý. Đương nhiên, Vân Hùng nhìn thấy Diệp Phàm thích Sơn Trang mới là nguyên nhân chủ yếu. Diệp Phàm cảm thấy bụng có chút béo ra, vì thế chạy một vòng cánh rừng bên ngoài Chu Tước Sơn Trang, chuẩn bị tung cước, giải phóng một chút. Bởi vì tối nay cái Thiệu Trung đã chịu thua, tâm tình của Diệp Phàm rất tốt, chỉ có điều tập tài liệu 502 chưa tìm được, có một tảng đá đè nặng trong lòng nên không thể thoải mái được. Hừ! Diệp Phàm đang muốn đấm một quả, đột nhiên có âm thanh hừ lạnh quen thuộc, hắn sửng sốt, đôi mắt chim ưng bắt đầu dò tìm. Mới phát hiện trên cây lớn có một cô gái mặc đồ trắng, váy của cô gái này nhẹ nhàng bay trong gió, giống như yêu nữ dưới chân núi vậy. Tuy nhiên, hắn nhìn lại, trong lòng tự nhủ có chút phiền toái, quả nhiên là Nam Vân Thiên Mi, như thế này thì thảm rồi. Một cô gái, đêm hôm khuya khoắt ngoa phù sổm ở bên ngoài sơn trang của chúng tôi, có phải là muốn rình mò cái gì hay không? Thời nay thực sự thời thế thay đổi rồi, những cô gái lớn cũng có thể trèo tường có phải không? Diệp Phàm châm chọc nói. Đêm hôm khuya khoắt ni cô cùng với sư thái đi lại quang minh chính đại. Tôi thật sự không nghĩ tới, một số người ban ngày là giáo sư. Buổi tối thật đúng là cầm thú, rồi, ngay cả sư thái cũng không tha. Nam Vân Thiên Mi nói xong câu này, Diệp Phàm thiếu chút nữa bị sặc, trừng mắt liếc nhìn Nam Vân Thiên Mi một cái, hừ nói. Cô gái này đêm hôm khuya khoắt lại vụng trộm đi cùng với con trai là có ý gì? Chẳng lẽ lại là dại trai hay sao? Anh mới là người mê gái ý. Nam Vân Thiên Mi tức giận hừ nói. Không phải là dại trai thì tại sao lại theo dõi tôi? Diệp Phàm giả ngu nói. Bản cô nương đây không có thời gian rảnh rỗi mà đi theo dõi cái tên cầm thú nhà anh, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đây nhìn thấy thôi. Một nam nhân lén lén lút lút với Nico, bản cô nương lúc đầu còn tưởng là kẻ xấu hái hoa, vốn còn muốn trừ hại cho dân, không thể tin được lạ là chủ tịch xí nghiệp vô liêm sỉ. Tóm lại so với con thỏ còn nhanh hơn. Nam Vân Thiên Mi cố ý châm chọc. Tôi đi làm việc. Diệp Phàm hừ nói. Vâng, là đi làm việc, tôi không nói anh cũng không đi, làm việc. Tuy nhiên, việc này xử lý như thế nào đây? Cởi hết toàn bộ quần áo của cô Nico ra, điều này chính là phong cách làm việc cầm thú của anh đấy hả? Họ Diệp kia, phẩm cách của anh cũng quá thấp đấy. Không ngờ đói khát đến nỗi ngay cả Nico cảnh giới cấp thấp cũng không tha. Nam Vân Thiên Mi tôi thật sự quái tai rồi, thân thủ là một cao thủ cũng không tệ, không ngờ thú vị như thế. Lời nói của Nam Vân Thiên Mi vừa nói ra. Diệp Phàm thiếu chút nữa muốn điên lên, vội vã nói. Chuyện tôi muốn hợp tác với hai ông cháu người ta, không phải là anh không thấy à, Mộc Nguyệt Nhi không nhận Vân Hùng này là ông nội. Tôi chính là người thân duy nhất của cô ấy trên đời này. Anh đừng có cái gì cũng nghĩ linh tinh như thế, tôi không nghĩ giống anh đâu. Tác hợp lại thật tốt, tốt đến mức quần áo được cởi trống trơn. Đồng chí Diệp Phàm anh muốn gia nhập sao?
Đầu tiên là tác hợp tình cảm với cháu gái người ta, sau đó lợi dụng mối quan hệ bám váy đàn bà mà đi du lịch ngắm phong cảnh núi Thông Thiên có phải không? Tôi thật sự không thể tin được, đồng chí Diệp Tổng của chúng ta vì muốn làm kinh tế, vì để lót cái mũ trên đầu cao thêm một chút, không ngờ sử dụng thủ đoạn thấp hèn như thế. Thật không có nhân phẩm gì cả, không có nhân phẩm đều khiến cho Nam Vân Thiên Mi tôi thật xấu hổ. Nam Vân Thiên Mi cười lạnh nói. Không phải còn mặc quần đùi hay sao? Đó là do Mộc Nguyệt Nhi ép tôi. Không phải là tôi đi ngay à, vô phép bỏ qua nha, tôi vẫn là quân tử. Nếu như đổi lại là người con trai khác, có phải là, làm, ngay tại chỗ không? Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh Diệp Phàm tôi là quân tử, không phải như lời anh nói là kẻ xấu xa. Kẻ xấu xa mà bỏ qua Mộc Nguyệt Nhi hay sao? Trên đời này tìm không ra mấy người Liễu Hạ Huệ đâu. Diệp Phàm hừ nói. Anh còn để ý sao? Có phải đến cuối cùng trái tim vô liên sỉ kia mới tác quái không? Cho nên, buổi tối anh mới buông tha cho Mộc Nguyệt Nhi. Tuy nhiên, tôi hiểu được, cuối cùng thì Mộc Nguyệt Nhi cũng vẫn biết đến trên giường nhà khách của Diệp Phàm anh đấy. Buổi tối không thành, chỉ có một buổi tối mà anh đã hiện rõ bộ mặt ra rồi. Đừng có mà ở trước mặt Nam Vân Thiên Mi tôi mà, dạy bảo. Cầm thú chính là cầm thú thôi, cầm thú không thể biến thành, giáo sư, được. Buổi tối Nam Vân Thiên Mi thật đúng là chơi Diệp Phàm rồi. Anh nói tôi là cầm thú anh hay tôi vội? Diệp Phàm thiếu chút nữa đánh rồi. Anh vội, bản cô nương tôi không vội thì anh vội gì? Cùng với một bầy cầm thú lâu như vậy, thật là mất giá của bản cô nương quá. Nam Vân Thiên Mi tiếp tục châm chọc Diệp Phàm. Mắc mớ gì tới anh? Mặc dù tôi có, làm, Mộc Nguyệt Nhi tại chỗ, thì Nam Vân Thiên Mi anh cũng không có quan hệ gì. Anh cũng không phải bà xã của tôi, thứ hai cũng không phải người tình của tôi. Mộc Nguyệt Nhi người ta tự nguyện mời tôi, anh nhàn rỗi quá nhỉ. Có phải không thiếu nữ, vẫn không tìm được ông xã trong lòng có chút nóng lòng, vội vã như vậy mới nhanh mắc lỗi đấy. Nhìn thấy những đôi nam nữ chắc cô cũng thèm rồi, công việc tốt là đi phá hỏng người ta à. Đều muốn chặn ngang một cái này gọi là gì, không ăn được nho còn dám nói nho chua sao. Diệp Phàm cũng nhỏ mọn, công kích. Chương 3016, thiếu chút nữa phát điên. Ngươi, còn muốn Nam Vân Thiên Mi ta nhúng tay vào. Ngươi quá đề cao chính mình rồi, loại người như ngươi, chỉ cần có hai cái cẳng mà thôi. Ta không đành lòng để ngươi bị mắc lừa. Có một số người, mồm mép láo cá, đến khi có việc xảy ra thì đã quá muộn rồi. Nam Vân Thiên Mi nói. Quá muộn rồi, tôi muốn về đi ngủ. Diệp Phàm tức giận quay người muốn đi. Ngươi đi đi, tuy nhiên. Bản cô nương tin rằng ngươi sẽ ngoan ngoãn quay lại thôi. Nam Vân Thiên Mi nói. Diệp Phàm đã quay người đi rồi bỗng sửng sốt, lại xoay người lại, hỏi. Thật nực cười, tôi sẽ ngoan ngoãn quay lại sao, cô dựa vào cái gì chứ? Ha ha ha. Nam Vân Thiên Mi đứng cười trông như gà mái đẻ trứng, giơ tay nhẹ nhàng vỗ hai bên, tự nhiên cười nói. Có biết trong bao này là gì không? Làm sao tôi biết được? Hơn nữa, ta cũng không có hứng thú biết mấy thứ đó. Chứ không phải nửa đêm nửa hôm ngươi lẻn vào trộm tình nhân. Ta chỉ có thể mặc niệm cho người anh em trong bao kia mà thôi. Bị loại người như cô coi trọng, vậy thì xin chúc mừng, xem như anh ta xui xẻo rồi. Diệp Phàm châm chọc nói. Ha ha, không muốn biết thì thôi. Tuy nhiên, có vài người hiện tại đang lo như kiến bò chảo nóng. Thi nhau đến gây sức ép, để ta xem các người có thể gây sức ép đến đâu. Nam Vân Thiên Mi cười nói. Cô nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người trong bao kia chính là tên đạo tặc đó? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ ra chuyện này. Ha ha, coi như người cũng không quá ngu. Nam Vân Thiên Mi cười ha ha nói. Thật vậy sao? Diệp Phàm hơi lo lắng, định một bước nhảy lên trên cây. Tuy nhiên, khi cơ thể vừa bay lên không trung, đột nhiên bị đánh mạnh một cái, lập tức quay trở về chỗ cũ. Hơn nữa, lực này rất lớn, thiếu chút nữa khiến cho Diệp Phàm ngã lăn quay ra đất. Anh ta là của bản cô nương, liên quan gì tới ngươi? Nam Vân Thiên Mi liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Lạ thật, làm sao mà cô bắt được anh ta vậy? Diệp Phàm khá tò mò. Muốn bản cô nương nói cho biết sao, đừng có mơ. Nam Vân Thiên Mi rất thông minh. Trừ khi việc này vốn dĩ là do cô làm, tôi nói mà. Tại sao công an lại không điều tra ra được tin tức hữu dụng thế này cơ chứ? Có kiểu đạo tặc cao thủ như ngươi thế này, đương nhiên là họ khó mà làm được.
có cần ta phong cho ngươi cái danh nữ phi tặc hay không? Diệp Phàm cố ý hỏi. Ha ha, muốn dùng kế khích tướng sao, cách này quá cũ rồi. Nam Vân Thiên Mi mỉm cười nói. Ha ha, không nói thì thôi, tôi cũng không cần, để mọi người gọi cô là đạo tặc đi. Diệp Phàm cười hai tiếng, xoay người bước đi. Truyền đi, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu, bởi vì, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Nam Vân Thiên Mi hừ lạnh nói. Tôi nói cô đó bà nội, rốt cuộc cô muốn thế nào thì mới giao anh ta cho ta. Diệp Phàm quay người lại, nói. Rất đơn giản, chỉ cần gọi ta vài tiếng sư phụ, ta sẽ đưa cho ngươi ngay. Còn nữa, không cho ngươi đùa giỡn với tiểu ni cô kia. Nam Vân Thiên Mi nói. Ha ha, gọi cô là sư phụ. Diệp Phàm cười điên cuồng, đến nỗi mấy con chim đang ngủ say trên cây cũng phải sợ tới mức sững sờ bay lên. Thế nào, cười cái gì? Nếu nói về võ công hay thực lực, không phải là bản cô nương đều mạnh hơn ngươi sao? Hơn nữa, Nam Vân gia chúng ta vẫn là một gia đình lớn. Kêu vài tiếng sư phụ thôi cũng đơn giản. Nói không chừng sư phụ này cao hứng có thể dạy cho ngươi vài chiêu thức, ngươi lời lớn rồi. Nam Vân Thiên Mi nói. Cô nói sai rồi Nam Vân Thiên Mi, nếu muốn gọi sư phụ thì phải làm ngược lại mới đúng. Diệp Phàm cao hứng. Ngươi muốn ăn đòn sao? Ngươi không mạnh bằng ta, dựa vào cái gì mà muốn bản cô nương gọi ngươi là sư phụ? Nam Vân Thiên Mi hừ nói. Hãy xem cái này đi. Diệp Phàm dùng lực, con rơi bay từ góc trán ra. Nếu như không đạt tới cảnh giới tiên thiên thì không thể thấy được con rơi của Diệp Phàm. Tuy nhiên, sau lần tiếp xúc với sư phụ Nam Lăng lần trước, con rơi này đã được Diệp Phàm khống chế rất tốt rồi. Muốn hiện lên thì nó sẽ hiện, không muốn thì nó sẽ không hiện lên. Lạ thật, sao ngươi lại có cả cái này nữa? Nam Vân Thiên Mi thực sự kinh ngạc, nhìn con rơi của Diệp Phàm đang bay lượn mông lung trên không trung. Kỳ lạ sao, lấy con đó ra cho ta xem nào. Để xem cấp bậc của ai cao hơn. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Chuyện này chắc chắn là giả tạo, nghe nói có một loại bí thuật gì đó có thể dùng nội lực biến hóa thành một số thứ. Như là chim chóc và một vài hình thù gì đó. Con rơi nhà Nam Vân Thiên Mi là gia truyền đó, hơn nữa, phải là người có tài mới được tổ tiên truyền lại cho. Ở Nam Vân gia cũng chỉ có mấy người có được con rơi đó. Con rơi nhà chúng tôi, tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Huống chi. Loại người nhân phẩm thấp kém như ngươi, ta không tin là ông nội lại để mắt tới. Tầm nhìn của ông tuyệt đối không kém vậy đâu. Nam Vân Thiên Mi nói, căn bản là không thể tin được. Diệp Phàm nghe vậy, thiếu chút nữa mặt mày tái mét, hừ nói. Ta đùa giỡn với cô làm gì cơ chứ, hãy xem đây. Diệp Phàm nói, một tay vung lên, đột nhiên thi triển, thủy công, không lâu sau, độ ẩm không khí tăng lên. Một lát sau. Không ngờ trên không trung xuất hiện một bức tường nước mỏng. Làm sao ngươi có thể biết được, thủy công, không đúng, chắc chắn là đi bắt trước. Những bí thuật tương tự trong thiên hạ cũng có rất nhiều. Ngưng tụ hơi nước thành một tấm màn mỏng thế này cũng có rất nhiều người làm được. Nam Vân Thiên Mi ấp úng lắc đầu. Diệp Phàm có vẻ hơi bực tức, thiếu chút nữa phát điên. Lại vung tay, lập tức con rơi lại hiện ra. Cái này mà cô cũng biết sao? Nam Vân Thiên Mi kêu lên. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng so với người nhà ta thì ta còn kém xa đấy. Cô, nhiều thứ như vậy kết hợp lại, chẳng lẽ cô cho rằng ta có thể làm giả sao? Ánh mắt đó của cô là ý gì chứ? Diệp Phàm tức giận nói. Thực sự là không làm giả được, không nói chuyện tào lao với người nữa, bản cô nương về nghỉ ngơi đây. Nam Vân Thiên Mi vừa nói xong, lướt đi trên cành cây, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hừ. Có lẽ là về chứng thực, còn muốn giả vờ trước mặt ta, nghĩ ta ngu ngốc vậy sao? Diệp Phàm nói thầm một câu, phát hiện ra Nam Vân Thiên Mi không có mang cái bao tải kia đi, biết là cô ta cố tình để lại cho mình. Xem ra ngươi vẫn không nỡ làm cho ta sốt ruột, Diệp Phàm tự dưng đắc chí một chút, nhảy lên cây lấy bao tải xuống, quyết phải mở nó ra bằng được. Hai người mở cái bao tải ra, bên trong đúng là có một người đàn ông trung niên. Người này mũi tròn, mặt trắng. Mặc quần bó sát màu đen. Tuy nhiên, diện mạo khá đẹp trai, phong độ, rất có diện mạo của một văn sĩ. Con mẹ nó, diện mạo nho nhã như vậy, sao lại làm đạo tặc chứ? Diệp Phàm, anh làm sao thì làm, không được sai sót gì đấy. Bao Nghị lắc đầu, không tin được đây lại chính là người đã lấy trộm tư liệu 502.
dù là vương hậu cũng không có cái gan đó, cho dù diện mạo có chút khí chất đế vương nhưng cũng chẳng ra làm sao cả. Diện mạo thế này thì không thể làm đạo tặc sao? Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng. Lục soát một chút, xem có phải trên người ông ta có không. Bao Nghị bận rộn một hồi, quả nhiên bên trong giày thể thao của ông ta tìm được tài liệu 502. Con mẹ nó, gì thế này, mùi mồ hôi thật là kinh. Bao Nghị xịt mũi, khá buồn nôn. Làm cho ông ta tỉnh lại đi. Diệp Phàm nói, Bao Nghị nhanh chóng đi lấy một chậu nước lạnh đổ ụp lên mặt ông ta. Tuy nhiên, ông ta vẫn không tỉnh. Chờ đã, có lẽ là bị điểm huyệt. Diệp Phàm nói, đưa tay điểm huyệt trên người ông ta một hồi, cuối cùng cũng giải được. Không ngờ người này vừa tỉnh đã ngay lập tức đá cho Diệp Phàm một cước. Cũng có chút bản lĩnh đó chứ. Bao Nghị châm chọc một câu, một cước giẫm lên làm ông ta ngã sấp xuống đất. Tuy nhiên, người ông ta cũng rất trơn, không ngờ chân của Bao Nghị bị lạc hướng, như muốn bay ra cửa. Nếu như hôm nay để cho ngươi chạy mất, thì ta còn làm chủ tịch làm gì nữa chứ? Diệp Phàm giơ tay lên, đột nhiên tên kia có cảm giác như bị đánh mạnh vào người, bốp một tiếng, Diệp Phàm đá tung mông ông ta bay vào tường, Bao Nghị cũng vung tay đánh vài chưởng, mặt ông ta lập tức sưng như đầu heo. Các người không thể làm bậy, các người là ai? Đến người của Bộ Công an cũng không có quyền tra tấn bức cung, ta sẽ đi tố cáo các ngươi. Không ngờ người này lại rất hiểu về pháp luật, đem pháp luật ra làm vũ khí bảo vệ mình. Ha ha ha! Hai người Diệp Phàm đều cười lớn, Bao Nghị vui vẻ nói. Ông bạn, đồ ngu, đạo tặc mà cũng đòi hiểu luật sao? Hay thật, mau, nói, sao ngươi dám cả gan đi đánh cắp tư liệu 502 của tập đoàn Hoành không chứ? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì mà 502, ta không hiểu, đó không phải là nhựa cao su sao? Cái đó ta đã từng dùng qua, còn những thứ khác, ta không biết. Ông ta quả nhiên lợi hại. Thứ này được tìm thấy trên người của ông. Bao Nghị giơ tài liệu trong tay lên. Đó là do các người làm, là hai người đã đặt nó lên người ta rồi lại tự tay mình lấy ra. Kỹ xảo đó ta đã chơi chán rồi. Tên kia cào cấu lung tung, thiếu chút nữa cào cả vào người Bao Nghị. Tiến lên một bước, lại bị đá cho một cước, kêu gào ầm ĩ cả lên. Nơi này là tầng hầm ngầm, người có gọi rát cổ thì cũng chỉ phí sức mà thôi. Diệp Phàm thản nhiên cười, ngồi trên ghế bắt chéo chân hút thuốc. Rốt cuộc các ngươi là ai, tại sao lại bắt ta? Các người có biết làm vậy là phạm pháp không? Mau thả ta ra, nếu không, công an mà tìm đến thì các người phiền lớn rồi. Ông ta còn bày trò phô trương thanh thế. Ha ha, ngươi nói đúng, hai bọn ta chính là công an. Bao cục trưởng đây mà ngươi không biết, còn ngồi đó mà giả bộ. Còn Diệp Phàm ta là chủ tịch tập đoàn Hoành không, ông cũng không biết luôn. Để lấy được tài liệu tuyệt mật của bọn ta, chắc chắn ông cũng phải khá vất vả rồi. Còn ở đây nói năng lung tung, thành thật một chút, còn có trò vui cho ngươi chơi. Diệp Phàm cười gằn nói. Các người muốn làm gì, ta không biết các người đang nói cái gì cả. Tên này còn mạnh miệng. Chương 3017, cơn thịnh nộ của Diệp Phàm. Thật sao, muốn tốt cho ông mà ông lại không hiểu, muốn ông đây cho nếm mùi lợi hại thì mới nói đúng không? Diệp Phàm tức giận, thi triển công phu phân cân thác cốt thủ. Bao Nghị chỉ thấy Diệp Phàm múa tay trên không trung vài cái, không lâu sau, tên kia giãy giụa trên mặt đất không khác gì con giun. Một lúc sau, da trên người phập phồng như sóng cuộn, miệng la hét ầm ĩ, tiếng kêu sắc nhọn khiến cho Bao Nghị nghe thấy cũng không khỏi rung mình, cảm giác như da đầu bắt đầu run lên. Bởi vì tiếng kêu đó quá khẩn thiết, dường như là tiếng của cầu cứu của một người sắp chết. Ngươi là ai, ở đâu, làm gì? Tiếng của Diệp Phàm như tiếng phát ra từ địa ngục. Trần Hướng Minh, chủ tịch tỉnh Điền Nam, không lo chính sự, chỉ thích ra tay làm chuyện xấu. Mọi người gọi tôi là Phi Thiên Đại Đạo. Một ngày trước có một người là Sư Tử đến tìm tôi, bảo ra tay đánh cắp tư liệu 502 của tập đoàn Hoành không. Hơn nữa, còn miêu tả một cách tỉ mỉ kết cấu phòng bí mật cất giữ tư liệu, rồi cách phòng trộm gì gì đó rất rõ ràng. Hơn nữa, đồng ý sau khi việc thành công sẽ trả 20 vạn. Thanh toán trước 5 vạn coi như tiền cọc. Bình thường tôi vốn thích làm những chuyện như thế, hơn nữa, cũng đã từng làm nhiều lần, đều thành công. Nhận được tiền tôi quyết định ra tay. Không ngờ, thật xui xẻo. Lúc bắt đầu thì rất thuận lợi, hơn nữa đã lấy được tài liệu và thoát được ra bên ngoài. Nhưng khi tôi đang đi ngang qua Thông Thiên Sơn thì bị đánh một cái. Ngẩng đầu lên,
phát hiện ra một người mặc đồ trắng đang đứng trên một cây gậy. Tôi còn tưởng là gặp phải ác quỷ, muốn dọa cho tôi sợ. Tuy người đó không phải là quỷ, nhưng lại rất lợi hại. Cơ thể nặng như vậy mà có thể đứng trên một cây gậy, không phải quỷ thì là gì? Hơn nữa, còn run theo gió một cái. Tôi vừa thấy đã định chạy trốn, nhưng không đợi tôi xoay người, đã thấy có cảm giác đau xót, và ngất đi. Trần Hướng Minh nói. Bao Nghị đã ghi âm lại toàn bộ những lời mà Trần Hướng Minh đã nói. Sau đó đi suốt đêm về cục công an. Đến nửa đêm, Bao Nghị mang người đến Điền Nam, nói là đi bắt người mang tên, sư tử kia. Bởi vì Trần Hướng Minh cung cấp đủ manh mối, đến sáng sớm hôm sau đã bắt được, sư tử, người chuyên vận chuyển hàng cấm. Diệp Phàm lại thi triển, phân cân thác cốt thủ, sư tử cũng không chịu được. Lại khai rằng có một người tên là Đỗ Hưng, lại tiếp tục lùng sục, đến 3 giờ chiều, đã có kết quả. Bao Nghị quá kinh hãi. Vội vàng mang theo túi công văn đi vào phòng làm việc của Diệp Phàm. Mắt anh đã đỏ thế kia rồi, phải chú ý nghỉ ngơi đó. Diệp Phàm nói. Không có gì, cũng đáng mà. Toàn là tin tốt, con mẹ nó, lượn đi lượn lại không ngờ đã bắt được tên chủ mưu. Là ai? Diệp Phàm hỏi. Anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Bao Nghị người nói. Chẳng lẽ đúng là do người của tập đoàn máy móc Hoa Hạ làm? Diệp Phàm hỏi. Không phải, làm Chu Đống đã thuê người làm. Bao Nghị cười nói. Diệp Phàm đập bàn bốp một cái, mắng. Đúng là ăn cây táo, rào cây sung, lần trước chúng ta đã buông tha cho y. Không thể tưởng tượng được lần này y lại dám làm vậy. Tôi đang nghĩ làm sao tên đạo tặc kia lại lợi hại như vậy, hóa ra là có nội ứng. Chu Đống còn chưa biết rõ phòng tài liệu của chúng ta lắm. Xem ra, phòng tài liệu của chúng ta lại phải sửa sang lại lần nữa rồi. Xử lý chuyện này thế nào? Chủ tịch tỉnh đang chờ kết quả của chúng ta. Việc này có chút khó khăn, nếu như báo cáo lên chủ tịch tỉnh chưa biết chừng sẽ chẳng làm được gì cả. Bao Nghị nói. Muốn làm lớn một chút, nếu như chủ tịch Bố Hoa Thanh có muốn làm mất mặt Diệp Phàm tôi, thì cũng phải làm. Lần này quyết không bỏ qua cho Chu Đống, người như thế ắt phải nhận lấy cái chết. Nói cách khác, chuyện này cũng thật đáng sợ. Lần này may mắn có anh giúp đỡ. Nếu không, một khi tư liệu 502 bị lộ, tập đoàn chúng tôi không biết sẽ ra sao. Diệp Phàm nói, nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Anh lập tức báo chuyện này cho bí thư cái biết. Sau đó, chúng ta lập tức tổ chức hội nghị thường vụ tập đoàn, báo cáo với các ủy viên thường vụ kết quả điều tra. Tuy nhiên, chứng cứ nhất định phải đầy đủ, phải kể lại tỉ mỉ, cụ thể. Phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt, không để Chu Đống có bất kỳ cơ hội may mắn nào. Chúng ta phải cho đồng chí Bố Hoa Thanh biết chúng ta là như thế nào, để xem ông ấy còn nói được gì về chuyện này nữa. Bao Nghị quay người đi ra ngoài. Không thể tưởng tượng được là thái độ của cái Thiệu Trung cũng rất kiên quyết, có lẽ cũng tức giận vì Bố Hoa Thanh vẫn ép buộc mình, để người ngoài đánh vào mặt mình. Hơn nữa, cái Thiệu Trung cần phải rửa sạch chính mình, muốn làm chuyện mất bò mới lo làm chuồng. Ngay sau đó triệu tập hội nghị thường vụ tập đoàn, Bao Nghị thông báo tới toàn bộ hội nghị quá trình phá án, đưa ra đầy đủ nhân chứng vật chứng. Cả tập đoàn đều đồng ý, hình thành bản tường trình thống nhất. Lập tức báo cáo cho đồng chí Thái Cường và Bố Hoa Thanh chuyện này. Sau khi đồng chí Bố Hoa Thanh nghe xong báo cáo, nói là muốn trở về tỉnh thương lượng với khúc chủ tịch chuyện này. Tự nhiên, ông ta buồn rầu vội vàng đi. Ông ta còn mặt mũi nào mà đến đây nữa? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Có mới là chuyện lạ. Bao Nghị cũng hừ lạnh một tiếng. Ngày hôm sau, Chu Đống đến tự thú. Đương nhiên, đã có sự sắp xếp ổn thỏa từ bên trên. Có lẽ Chu Đống sẽ được hưởng án treo. Chẳng qua, Chu Đống làm vậy cũng chỉ là làm mất tiền đồ của cuộc đời mình. Tuy nhiên, buổi tối, truyền đến một tin không hay. Vân Hùng lại té xỉu trước cửa Bạch Vân Am, ngay lập tức được đưa vào bệnh viện nhưng đã bị rơi vào trạng thái hôn mê. Quản gia của Vân Hùng là Tống Tử Thành đã tìm được Diệp Phàm, nới là Vân Đồng muốn nhờ Diệp Phàm một chuyện. Diệp Phàm cũng vội vàng chạy đến. Diệp Phàm lặng lẽ kiểm tra cho Vân Hùng. Trong lòng cũng có chút xót xa. Bởi vì, Vân Hùng đã bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có lẽ không sống thêm được mấy ngày nữa. Diệp Tổng, cậu đồng ý đến, tôi rất vui. Vân Hùng khó khăn lắm mới mở được mắt ra, nói. Vân Đồng, không cần nói nhiều, ông nghỉ ngơi đi. Diệp Phàm an ủi. Tôi tự biết mình, không được nữa rồi, chắc không sống được mấy ngày nữa. Tuy nhiên, trước khi tôi đi muốn nhờ cậu một chuyện.
Vân Hùng cố gắng nói. Xin Vân Đồng cứ nói. Diệp Phàm nói. Vốn tôi định mang toàn bộ tài sản 800 triệu đô la Mỹ cho cháu gái Nguyệt Nhi. Nhưng nó nhất quyết không chịu gặp mặt tôi, mà tôi cũng đã nói chuyện này với sư thái của Bạch Vân Am. Tuy nhiên, Nguyệt Nhi nói không cần, nói không muốn nhận của tôi dù chỉ một đồng. Nếu như sư thái ép nó quá, nó sẽ trốn đi. Tôi không thể ép nó. Hiện tại tôi không thể làm gì được. Khoản tiền này Nguyệt Nhi không muốn nhận, cho nên, tôi quyết định, nghe nói Thông Thiên Sơn và Thông Thiên Hà cùng với tập đoàn Hoành không muốn hợp thành một khu. Mấy hôm nay, tôi phát hiện ra rằng quang cảnh nơi đây rất được. Tôi quyết định sẽ đầu tư toàn bộ số tiền của mình hợp tác với tập đoàn của các cậu. Còn chuyện khống chế cổ phần hay phân chia cổ phần ít nhiều ra sao, chuyện này có thể từ từ bàn bạc sau. Tuy nhiên, tôi muốn lấy tên của khu đó là Chu Tước. Vợ của tôi cả đời chỉ muốn sống ở Chu Tước Sơn Trang, mà Nguyệt Nhi lại xem Chu Tước Sơn Trang như thuộc quyền sở hữu của nó. Tôi muốn tặng một pho tượng vợ của tôi là Mộc Hà Hương ở Chu Tước Sơn Trang. Còn chủ nhân hợp pháp của khu Chu Tước là Nguyệt Nhi. Bất luận nó có nhận hay không, Nguyệt Nhi vẫn là đại diện của Hoa Tinh trong khu Chu Tước Cua ớt tập đoàn Thông Thiên Sơn. Chuyện này tôi đã nói với luật sư chuẩn bị hết mọi thủ tục rồi, nhân viên công chứng cũng sắp đến rồi. Đến lúc đó, trước khi Nguyệt Nhi chấp nhận thì 800 triệu đô la Mỹ đó tôi toàn quyền giao cho Diệp Phàm cậu giám sát. Tôi biết cậu là một người rất đặc biệt, lại là cán bộ chân thành. Giao số tiền đó lại cho cậu, tôi rất yên tâm. Đến lúc đó, khi Mộc Nguyệt Nhi thực sự chấp nhận số tài sản này, tôi mong cậu có thể dẫn nó đến mộ thăm tôi, nói cho tôi biết. Mà phần mộ sâu khi tôi chết, hy vọng được đặt gần khu Chu Tước. Hy vọng tập đoàn Hoành không có thể đồng ý cho tôi việc này. Vân Hùng nói rất cảm động, Diệp Phàm thấy hình như mũi mình hơi cay cay. Vân Đồng, ông cứ từ từ nghỉ ngơi, đừng để bị mệt quá. Diệp Phàm an ủi. Ôi, điều hối tiếc duy nhất của Vân Hùng tôi là không thể được Nguyệt Nhi tha thứ. Đây đều là lỗi của tôi, tại sao lại không nhận rõ mọi việc, bị người ta lừa mấy chục năm trời. Vân Hùng lại bắt đầu bị kích động, Diệp Phàm nhanh chóng cho ông ta thở oxy, nếu không, chỉ sợ ông ta không thở nổi nữa. Từ bệnh viện đi ra, Diệp Phàm mang một tâm trạng rối bời đến Bạch Vân Am. Cô còn có tâm trạng mà quỳ trong này sao? Thấy Nguyệt Nhi đang quỳ trước bài vị, Diệp Phàm tức giận nói. Tôi quỳ thì có liên quan gì đến anh? Anh là gì của Mộc Nguyệt Nhi tôi? Không phải chồng cũng không phải tình nhân, đến bạn bè cũng không phải. Nghiêm túc mà nói, chúng ta vẫn đang đối đầu. Anh không có quyền gì mà chỉ trích tôi cả. Chủ tịch Hoành không, quản lý tốt công ty của anh là được rồi. Đừng có cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào túi tiền của người ta, rồi xía vào chuyện riêng của nhà người ta. Mộc Nguyệt Nhi liếc nhìn Diệp Phàm một cái, không hề động đậy. Cô thật đúng là ý chí sắt đá, người thân duy nhất trên đời này của cô cũng sắp đi đến trạm cuối của đời người rồi. Ông ấy đã đem toàn bộ tài sản đầu tư vào khu du lịch Chu Tước và khu Thông Thiên Sơn rồi. Vân Đồng tin tưởng tôi, giao cho tôi giám sát, đến khi nào có người chịu tiếp nhận nó mới thôi. Tuy nhiên, chủ nhân hợp pháp của khu du lịch Chu Tước là cô chứ không phải Diệp Phàm tôi. Một ông già sắp chết, cô không thể gặp một lần sao? Cô nói trước kia ông ấy có lỗi với bà cô nên nghĩ lại. Bà của cô cũng là vợ của Vân lão gia. Hơn nữa, lúc trước là do tiền làm mờ mắt, nếu như con người ai cũng hiểu được chuyện đó thì làm sao có người xấu nữa. Mộc Nguyệt Nhi, có một số việc, phải phân biệt rõ ràng. Một khi vĩnh viễn mất đi rồi. Giống như Vân lão gia đã để mất bà của cô, giờ ông ấy có muốn làm gì cũng không thể nữa rồi. Diệp Phàm chỉ vào Mộc Nguyệt Nhi thở dài. Chương 3018, Mộc Nguyệt Nhi yêu cười. Đó là chuyện của tôi với Vân Hùng, hiện giờ âm mưu của anh thư xê hiên nước rồi, có phải là đắc ý không? Cuối cùng đem tài sản của nhà họ Vân đến núi Thông Thiên rồi. Mục đích của anh không phải là cái này sao? Mộc Nguyệt Nhi trầm sốc nói. Cô còn có cảm xúc không? Đây là quyết định đầu tư của Vân Lao, đâu có liên quan tới tôi. Diệp Phàm nói. Đừng tưởng rằng mọi người đều ngu dốt, Mộc Nguyệt Nhi tôi hai mắt không mở u. Chuyện tốt bây giờ cùng nhìn thấy rõ ràng. Nếu không phải vì nguồn tiền của nhà họ Vân đầu tư vào núi Thông Thiên, làm khu du lịch, để phát triển tập đoàn Hoành không, để anh nước thăng chư xê. Nếu không, anh đường đường là chủ tịch tập đoàn Hoành không xe phải ẩn nấp, buồn cười, thát đúng là buồn cười. Không phải là vì MU quan của anh sao? Cuối cùng mọi việc không phải vì danh lời của anh sao? Nói thì rất đường hoàng đây, trên thư CT thế nào?
anh không phải là Lư Thiên Hà Lây Tiên sao? Trước mắt tôi ra Bồ Thanh Cao, ra Đao Nghĩa, anh không xưng. Mộc Nguyệt nhìn nói nhưng lời này giống như dao nhỏ đâm vào trái tim Diệp Phàm. Hừ, cô nghĩ Diệp Phàm tôi là người mau lành như vậy sao? Chỉ cần hai người cô có thể gặp nhau, có đầu tư tiền hay không không sao cả. Tôi Diệp Phàm là chủ tịch tập đoàn, phát triển tập đoàn là nhiệm vụ và trách nhiệm của chủ tịch như tôi. Nhưng, Diệp Phàm tôi cũng là người, không phải là động vật mau lành. Không giống cô, nói thì dễ nghe, hiểu cuộc đời rồi. Cô xem cô hiểu sao? Ngay cả bản thân cùng khóa kín tình cảm, sống trong thù hận, cô dựa vào cái gì nói mình hiểu do cuộc đời này. Hai mắt cô đã mở u rồi, còn ở đây nói khoác những lời này. Thư xê sư nghĩ rằng tai tôi không phân biệt được thật ra sao. Diệp Phàm cùng hề sư xê chăm sóc phan kịch. Nói như vậy thì Diệp Phàm anh cũng không phải vì tiền của nhà họ Vân đúng không? Mộc Nguyệt Nhi đột nhiên xoay người nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Đương nhiên không phải, Diệp Phàm tôi là cái gì? Diệp Phàm miệng vẫn kiên trì. Ha ha ha, Mộc Nguyệt Nhi cười đến mư xê ngất ngương. Nho dòng một chất, đừng làm gãy eo thon của cô. Diệp Phàm nhìn cô một cái hư nói. Anh lắp lại lần nữa xem, anh vất vả vì chúng tôi không phải là vì tiền của NS Vân sao. Mộc Nguyệt Nhi cười một tiếng sau đó dừng lại nhìn Diệp Phàm chăm chú. Đương nhiên không phải, có trái tim của tôi chưng. Diệp Phàm cùng vẻ mắt đừng đăn. Vậy được, tôi đi gặp Vân Hùng. Mộc Nguyệt Nhi ra vẻ có tình toàn trong nhai mắt rồi. Nghi thông su ốt rồi sao? Diệp Phàm hơi sừng sốt hoi. Nghi thông rồi, Mộc Nguyệt Nhi gật gật đầu. Vậy lên xe, chúng ta lấp từ xe đi, còn kíp gặp mắt Lào Vân lần cuối. Diệp Phàm nhát thời có chất kích động, hắn thật sự là kích động, cũng không phải là kích động ra. Hai người vội vàng đến bệnh viện. Vân Hùng nghe nói Mộc Nguyệt Nhi nghi thông su ốt rất kích động. Không ngờ gương trông kiên trì đứng ở cửa phòng bệnh gặp cháu gái của mình. Nguyệt Nhi, cháu có thể đến gặp mắt ông lần cuối, ông rất vui. Vân Hùng dòng run run. Ông nội tình cảm mà Mộc Nguyệt Nhi kìm nén bao lâu đến cuối cùng đã bộc phát, cô nhào vào lồng ngực xê Vân Hùng khóc. Nước mắt nước mùi lem nhem. Ông nội, cháu hy vọng ông sẽ khỏe mạnh, Nguyệt Nhi có thể hầu hạ ông. Nguyệt Nhi muốn cho ông trở thành người ông nội hạnh phúc nhất trên đời. Mộc Nguyệt Nhi nói. Hai người nói chuyện một hồi. Nguyệt Nhi, ông chuẩn bị đầu tư toàn bộ 800 triệu đô la Mỹ vào núi Thông Thiên cho cháu, đôi tên Vân Hùng lại nói. Ông nội, khoản tiền này có phải ông cho cháu không? Mộc Nguyệt Nhi không ngờ nghiêng người nhìn Diệp Phàm một cái. Đó là đương nhiên, mặc dù là đầu tư vào núi Thông Thiên nhưng người quản lý hợp pháp trong khoản tiền đầu tư vào khu du lịch này cũng là cháu. Vân Hùng tinh thần tốt hơn nhiều. Ông nội, nếu khoản tiền này là của Nguyệt Nhi, có phải do cháu làm chủ không à? Mộc Nguyệt Nhi đột nhiên cười ngất ngao, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác sâu sốc đến. Đó là đương nhiên, cháu muốn làm gì cũng được, mang giấy tờ đến đây, khoản tiền này từ nay về sau là của cháu gái Mộc Nguyệt Nhi của tôi. Vân Hùng thoải mái cười to. Đôi mặt ửng của Diệp Phàm quét xuống phát hiện tinh thần Vân Hùng thật sự tốt hơn nhiều. Theo thần khí này mà nói, sống thêm nửa năm không thành vấn đề. Xem ra, tinh thần thát đùng là tốt hơn cả thuốc. Mộc Nguyệt Nhi lấp tư xê ký tên. Sau khi đưa giấy tờ cho Lưu Át Sư, cô lại nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói tổng giám đốc, có phải anh nên vui cho chúng tôi một chát? Đó là đương nhiên, ông cháu cô có thể gặp nhau đây là chuyện mà tôi cảm thấy vui nhạt. Phải xúc phúc cho ông cháu cô rồi. Diệp Phàm cười nói. Tốt, Mộc Nguyệt Nhi gật đầu đốt nhiên nghiêm mặt nói. Tôi quyết định 800 triệu đô la này không đầu tư vào khu du lịch núi Thông Thiên. Nguyệt Nhi, việc này Vân Hùng sừng sốt, hơi sâu hồ nhìn Diệp Phàm. Ông nội, khoản tiền này hiện giờ là của cháu, Mộc Nguyệt Nhi hư nói. Đúng vậy, đương nhiên là của Nguyệt Nhi nhà ta rồi. Cháu quyết định như thế nào là chuyện của cháu, ông nội hoàn toàn tôn trọng quyền sử dụng của cháu đối với khoản tiền này. Vân Hùng mặt cứng đơ, gật đầu nói. Tuy nhiên, ánh mắt nhìn Diệp Phàm tỏ vẻ có lỗi. Mộc Nguyệt Nhi, chủ tước Sơn Tràng ở núi Thông Thiên, Am Bác Vân cùng ở núi Thông Thiên mang theo giấc mơ của cô. Nếu như có thể làm cho núi Thông Thiên trở nên càng xinh đẹp, lại có thể kiếm tiền, hai việc tốt này sao cô không làm? Huông chi, cô vẫn muốn thử xê hiền giấc mơ của bà mình. Núi Thông Thiên có thể trở nên đẹp hơn, đây chẳng phải là biên giấc mơ của bà cô thành hiền thử xê sao? Diệp Phàm hỏi. Đó là việc của tôi, không liên quan đến tổng giám đốc. Tôi thích đem khoản tiền này gửi vào ngân hàng,
dù là thành dây múc nát, dây lồn anh cũng xen vào có phải không? Mộc Nguyệt Nhi nói. Con mẹ nó, cô gái này thật ngoan cô. Diệp Phàm trong lòng từ xê dân măng nhưng bên ngoài gật đầu nói đó là đương nhiên, đây là quyền của Mộc Nguyệt Nhi. Ông cháu cô đã làm lành rồi, công ty còn có việc tôi xin phép. Đi thong thả nhẹ tổng giám đốc, tôi muốn nói chuyện với ông nội, không tiền rồi. Mộc Nguyệt Nhi dài dòng nói, Vân Hùng sừng sốt, cùng nhìn ra mốt chắt đầu môi. Hình như cháu gái và vị tổng giám đốc này có chắt gì đó mâu thuẫn vậy. Vừa rồi Mộc Nguyệt Nhi rõ ràng là đang dân lây. Nguyệt Nhi, tổng giám đốc Diệp cùng giáp nhà chúng ta không ít chuyên. Nếu không thể đầu tư 800 triệu, có thể rắt ra 200 triệu góp vốn với họ cùng được. Chúng ta chiếm một ít cổ phần. Chu Tước Sơn chẳng ở núi Thông Thiên không phải tổng giám đốc còn cho NS Vân chúng ta sao? Nhà họ Vân chúng ta nợ tổng giám đốc một ân tình lớn. Đầu tư một chất cùng có thể nề tình này. Hơn nữa, như tổng giám đốc đã nói, núi Thông Thiên đẹp lên, cùng là mong muốn thật sự của bà nội con. Ông nội cùng quyền định đắt mộ mình ở núi Thông Thiên, mộ bà nội còn ở đâu? Nếu chúng ta được đắt cùng nhau thì tốt, Vân Hùng khuyên nhu. Mộ không có việc gì, hơn nữa, ông nội hiện giờ sư xê khỏe tốt như vậy tạm thời không cần suy nghĩ đến vấn đề mộ phân. Còn tiền đầu tư cháu thầy không cần, cháu xem hẳn như thế nào. Cháu xe làm hẳn từ xê chê đồ nguy quân từ nay, mốt lòng chỉ nghĩ đến mở u quan trên đâu. Em lúc này như mốt cô gái, dần rồi Vân Hùng nghe cùng muôn bát cười. Được, việc này ông nội không dài dòng nữa. Vân Hùng cùng không đàm khuyên nhu, chỉ sơ sốc cháu gai dân. Vừa mời làm lành, không dễ dàng gì. Sao vậy được, như vậy không phải qua cầu rắt phàn sao? Bao nghỉ vừa nghe từ xê dân nói. Ôi, Diệp Phàm tôi giờ xem như thầy được thế nào là quỷ nữ, cây pi ngờ bị cô trêu đua. Con mẹ nó, thật đúng là lất thuyền trong khe. Lúc trước nếu sớm bia cô gái này như thế, nói thế nào bồ cùng không tác hợp hai ông cháu ho. Buồn cười. Tác hợp hai người họ chúng ta tổn thất thê thảm và nghiêm trọng rồi. Không có đầu tư của nhà họ Vân, đi đâu tìm ra người đầu tư khoản tiền lớn như vậy. Đúng là quý nữ, thật đúng là phải đề phòng phụ nữ, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp, càng phải đề phòng. Tôi cảm giác hát cô cố ý làm cho anh từ xê dân. Anh Diệp, có phải anh đã đắc tội với nàng không? Anh mắt bao nghi có chắc là đây. Cậu đừng có nghi lung tung, hai chúng tôi là trong sang đây. Diệp Phàm trừng mắt nhìn anh ta mốt cài hư nói. Đương nhiên, dù nói thế nào anh Diệp cùng không cùng mốt nì cô như thế có phải không? Như vậy cùng qua là không tốt. Diệp Phàm là người như thế nào? Bao nghỉ vội vàng vỗ ốt mông ngừa. Nhìn qua cùng không giống nì cô, cậu không thấy là Mộc Nguyệt Nhi tóc dài bồng bềnh sao? Có lẽ là không đi tu. Diệp Phàm nói. Ôi, cứ như vậy để mốt phủ bà chạy thát đáng tiếc. Bao nghỉ quay sang nói. Không có việc gì, chúng ta sẽ tìm ông chú khác là được. Tôi không tin không có Mộc Nguyệt Nhi trai đát này không quay. Đến lúc đó nếu cô muốn đầu tư chúng ta còn không cho cô cơ hội. Đến lúc đó chúng ta sẽ kêu. Hơn nữa, khiến chú Tước Sơn Trang không còn hình dạng. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, Diệp Phàm là người như thế nào có phải không? Bao nghỉ tiếp túc thúc ngừa. Ha ha, cậu hiện giờ thành người nình bơ rồi. Diệp Phàm nghiêng người nhìn anh ta mốt cai. Ngày 1 tháng 6 năm 2006, cùng là sinh nhật lần thứ 29 của Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm bần căn bản quên cả sinh nhật của mình. 3 giờ sáng, Diệp Phàm bị chuông điện thoại đánh thư xê. Vừa nhấc máy ông xa xúc sinh nhật vui vẻ hạnh phúc. Ô, là Viên Viên, là em sao, thật là em sao? Đúng, ông xa em tình rồi, ông xa. Ba xa, ba xa. Anh Vân chưa về cặp sinh đôi của chúng ta có thể sắp ra rồi. Ôi, không được, anh lấp tư xê về gấp. Viên Viên, em hay chịu đựng, nhất định phải chờ anh về mời sinh con. Đây là thứ đầu tiên của Diệp Phàm tôi. Em chờ anh. Bao nghi, sao cầu Vân chưa dây, mau tới đưa tôi đến tỉnh thành. Có việc gì thế anh Diệp, khuya khốt thế này kêu cái gì? Vợ tôi sinh rồi, cậu nói có vội không, nhanh lên, tôi phải nhanh đi về. Ồ, được rồi, tôi lấp tư xê lại xe đen. Nửa đêm không thể kéo canh bao, thắt là.